ta là nương tử của chàng mà, chàng quên à. Cô gái trong gương ủ rột, vừa nghẹn ngào vừa vùi đầu lau nước mắt. Triệu Bân lại lấy một tia sấm sét nữa, ngụ ý rõ ràng, nếu còn không đàng hoàng thì ta sẽ lấy sấm sét đánh ngươi một trận. Ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ nhớ mình họ Tần. Cô gái lộ vẻ sợ hãi. Cô ta không ngốc, nhanh nhẹn trốn vào chỗ sâu của tấm gương. Vậy sao lại khắc tượng gỗ hình của ta? Triệu Bân lạnh nhạt hỏi, lại túm người trong gương ra ngoài. Cô gái khẽ lắc đầu, ánh mắt đẹp tràn ngập sự mê man, tinh thần dường như không bình thường, lúc thì quyến rũ, khi thì ngây ngô, tuy là tàn niệm nhưng cô ta như kiểu không ngớ nổi ký ức của chủ nhân thân thể này. Ta đàn cho ngươi một khúc. Triệu Bân bày gương hoa đào lên tảng đá, có vẻ cung kính. Mà hắn thì vung tay lấy đàn đá ra, không có ký ức à, được, đàn cho một tiên khúc tỉnh thế, rồi sẽ phải nhớ hết. Chuyện này là nghề của hắn, liễu tâm như ngày xưa cũng được hắn đánh thức chứ đâu. Keng! Tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên. Tỉnh thế khúc rất mờ mịt, kèm theo một loại ma lực, người bình thường nghe thì chả cảm nhận được gì, nhưng những loại dị dạng như tàn niệm trong gương thì rất có thần hiệu. Quên đi cái gì sẽ nhanh chóng nhớ lại ngay thôi. Tàn niệm trong gương hoa đào khẽ than thở, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Dung mạo xinh đẹp vô ngần của cô ta cũng vặn vẹo khó coi. Tú Nhi, Triệu Bân liếc sang Nguyệt Thần. Đừng gảy nữa, Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, trí nhớ của cô ta trống rỗng đấy, lâu ngày thành ra tàn niệm, tiên khúc tỉnh thế cũng vô dụng thôi, không tìm được ký ức khi còn sống của cô ta bằng cách này đâu. Ngủ rồi đi tắm đi. Triệu công tử ho khan, lúc này ngừng đàn tiên khúc tỉnh thế. Tàn niệm trong gương hoa đào bị chỉnh cho có đôi chút chật vật, lại tránh vào trong gương, lúc đi về còn lườm Triệu Bân một cái, ánh mắt u oán, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi suýt thì hại chết ta rồi. Sáng sớm hôm sau, thành Thiên Thu cảnh sắc an lành. Dưới ánh nắng, rất nhiều người chạy về phía đông, có người của đại hạ cũng có người của thành Thiên Thu. Ma Quân, Ma Hậu và Hồng Uyên cũng ở trong đoàn người. Bọn họ đi qua những con sông dài, nhập vào Đông Hải, đi theo con đường mà Triệu Bân chỉ đến chỗ sâu nhất, chỉ để nhìn thấy hồng trần lộ nơi cuối chân trời. Lần đi này kéo dài mấy tháng. Lúc trở về, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn. Đặc biệt là Ma Quân và Hồng Uyên im lặng thật lâu. Có lẽ bọn họ thấy được hy vọng trong tuyệt vọng, hy vọng thành tiên. Không có đăng tiên lộ thì xông qua hồng trần lộ cũng thành tiên được chứ sao? Nhưng cho dù có là tử lộ thì đi được vào cũng chưa chắc đã ra ngoài được, bọn họ vẫn lo lắng bản thân chưa khám phá ra được hồng trần thật sự. Hôm ấy, Triệu Bân đi đến chỗ ở của lão môn chủ. Lạc Hà và Diêm La mặt quỷ chờ ở đó, mấy người thương khung cũng có mặt. Phương pháp kia của ngươi có được không thế, sát thủ chữ thiên cũng bu lại. Chữa lành đan điền xong rồi khai ngộ tâm trí, cưỡng chế tăng tu vi thì sẽ có thể kéo dài sinh mệnh. Nếu có thể gắng gượng được đến khi về lại cảnh giới thiên võ, không chừng sẽ hóa giải được tử cục này, Triệu Bân nói ra. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, phần lớn đều là linh dược kéo dài sinh mạng và trị thương, tu vi của lão môn chủ đã mất hết, sợ rằng không thể chịu nổi sự dày vò, cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hy vọng sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Các cao thủ nói rồi đều lui một bước. Triệu Bân phất tay áo, giải phong ấn cho lão môn chủ. Lúc lão ta mở mắt ra, con người đục ngầu, có lẽ do ngủ say quá lâu, hoặc có thể do quá già nên ý thức cũng có phần mơ hồ, đầu óc choáng váng. Chuẩn tiên! Lão môn chủ nhìn thấy Triệu Bân thì thốt lên kinh ngạc. Lão ta mất hệ tu vi nhìn không có nghĩa là mất luôn tâm nhìn, khi ân là giết không bay hết nói tai rồi. À lão ta kinh hãi! Lão ta rất minh, canh giới thiên võ trẻ nhất, canh giới chuẩn tiên trẻ nhất khi còn chưa đầy 20 tuổi. Chắc lão ta đã già thật rồi, đã bị thời đại đào thải, giờ là thiên hạ của người trẻ. Tịnh tâm ngưng khí, cần cải tạo đan điền trước đã, Triệu Bân xuất ra tiên lực. Không cần nữa đâu, nụ cười xuất hiện trên gương mặt già nua của lão môn chủ, lão ta khẽ phất nhẹ tay rồi nói, sống đủ lâu rồi, mệt rồi. Sư phụ, lão tổ, Lạc Hà và các sát thủ chữ thiên đều tiến về trước. Rõ ràng là có thể cứu chữa mà giờ từ bỏ hy vọng như vậy sao? Lão môn chủ không nói gì, chỉ cười đầy ôn hòa, đây là đáp án của lão ta. Lặng lẽ già đi được là tốt, lão ta là một sát thủ tay nhuốm đầy máu sinh linh, giết người cũng là tạo nghiệp, cần phải xuống địa ngục thôi. Triệu Bân muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Nếu như đó đã là lựa chọn của lão môn chủ thì hắn cũng sẽ không nói nhiều nữa. Con người là loài động vật kỳ lạ,
đôi khi chỉ cần một ý niệm thôi là có thể nhìn thấu được hồng trần, hiểu rõ chuyện đời ảo huyền. Hôm nay, lão môn chủ một mình ra khỏi núi Bất Tử, hơn nữa còn không cho bất cứ ai đi theo, chỉ muốn lặng lẽ lên đường, chôn thân ở đâu cũng được, dù chết ở đâu, lão ta cũng không rửa hết được tội nghiệp trên người. Hay! Cả tòa thành thở dài. Bóng người đang càng đi càng xa đó đang tiến dần đến điểm cuối của cuộc đời. Lão ta đã không còn gì bận lòng nữa, nhưng mấy người Lạc Hà đều rơi nước mắt, ướt đẫm gương mặt. Cũng trong ngày đó, Lạc Hà giải tán La Sinh Môn. Các sát thủ máu lạnh chính thức rời khỏi bóng tối, bước ra ánh sáng. Sự giải thoát này như là họ gỡ bỏ được gánh nặng, trong lòng lại mang theo sự hốt hoảng trước nay chưa từng có. Họ đã quen với bóng tối, giờ đột nhiên ra ánh sáng, chẳng biết con đường phía trước cũng như phần đời còn lại mình nên đi đâu về đâu. Lạc Hà bế quan. Có lẽ là đóng cửa tự suy ngẫm. Nửa đời trước của cô ta cũng đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu sinh linh. Cô ta không sợ báo ứng, chỉ sợ con của mình gánh chịu nghiệp chướng này. Đêm. Mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Triệu Bân lại leo lên đỉnh núi, ngưng tụ một mảng mây màu, sau đó đặt Liễu Tâm Như đang ngủ say lên trên, dưới ánh trăng trong vắt, cơ thể Liễu Tâm Như lại phản chiếu hình bóng của Sở Vô Xương. Vô Xương. Triệu Bân thốt ra. Hắn xuất ra một tia sức mạnh nguyên thần, truyền vào trong cơ thể Liễu Tâm Như. Hắn đang tìm kiếm linh hồn của Sở Vô Xương, dẫn dụ ra rồi dùng Bảo Liên Đăng nuôi dưỡng hồn phách đó. Triệu Bân. Dường như tiếng gọi của hắn đã có hồi âm. Là linh hồn của Sở Vô Xương đã có cảm ứng, theo sự dẫn dắt của sức mạnh nguyên thần mà bay ra từ trong cơ thể của Liễu Tâm Như. Một luồng sáng năm màu tỏa sáng lung linh, mộng ảo sáng rõ. Triệu Bân mỉm cười. Cầm Bảo Liên Đăng dẫn linh hồn của Sở Vô Xương vào trong chiếc đèn. Liên hỏa được đốt lên, biến thành một ngọn lửa ngũ sắc. Nhìn kỹ thì có thể thấy một bóng người thấp thoáng đang nhẹ nhàng nhảy múa bên trong. Tú Nhi, cần bao lâu để phục sinh đối phương, Triệu Bân hỏi. Ít nhất là 100 năm, Nguyệt Thần chậm rãi đáp. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, thật sự là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn không nói thêm gì nữa, vận dụng sức mạnh nguyên thần. Lặng lẽ nuôi dưỡng linh hồn Sở Vô Xương. Không biết Liễu Tâm Như đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng mỉm cười dịu dàng, tế ra hồn lực, nàng bị mù quá lâu, không thể đồng hành với Triệu Bân qua nhiều chặng đường, nhưng nàng dùng hết sức mình bảo vệ những người mà Triệu Bân đã thiếu nợ ân tình. Trời vẫn còn chưa sáng, nữ soái đã đến thành Thiên Thu. Đi cùng cô ta còn có cả người Sở gia, chắc là họ đã nghe được tin. Thấy Bảo Liên Đăng, thấy linh hồn Sở Vô Xương. Thành viên Sở gia đều mừng rỡ đến rơi nước mắt. Vậy cũng được sao? Người trong thành thẳng thốt, cảm thán vì sự việc quá ư là huyền diệu này. Tính ra, họ phải cảm ơn đóa hoa bồ đề kia, nó dính máu của Vô Xương, sau đó lại biến thành linh hồn của Vô Xương, từ đó mới có hy vọng cứu sống Vô Xương. Mặc dù cần đến cả trăm năm nhưng tất cả mọi người đều có thể đợi. Triệu Bân lại đi rồi, lần này hắn đến Đông Hải. Chuyến đi lần này có Liễu Tâm Như đi cùng. Nàng cũng muốn xem thử nơi tận cùng của trời. Cuối cùng cũng có một ngày phu quân của nàng đặt chân lên con đường này. Triệu Bân sừng sững như bức tượng, đứng lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao. Tu vi hiện tại của hắn đã là đỉnh cao của phàm giới giói, nếu như có du sinh thanh tiên thì hàn phi thăng ngay. Chỉ giang tiếc không còn con du sinh thanh tiên, muôn ra khỏi phàm giói. Môn thanh tiên phong web than thì bét bước phải di con du sinh này. Hắn phải tìm cách nghịch thiên, phái di. Liễu Tâm Như vươn tay, khoác lấy cánh tay Triệu Bân, nghiêng khuôn mặt nhỏ vào vai hắn. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là linh nghiệm nhất, nàng biết thời gian Triệu Bân ở lại phàm giới không còn bao lâu nữa. Khụ! Đột nhiên có tiếng ho vang lên từ phía sau. Có người đến, là một ông già. Là kẻ trừng phạt. Nguyệt Thần nhìn thấy lão ta thì liếc mắt. Sao lão già này lại không biết chọn thời điểm thế nhỉ? Chào tiền bối, Triệu Bân vội hành lễ. Chào tiền bối, Liễu Tâm Như cũng vội hành lễ. Cô gái thắc mắc trong lòng, sao trên người ông lão này lại không có khí tức gì? Có lẽ do đạo hạnh của nàng còn quá thấp, nhân gian lớn biết chừng nào, những người tài giỏi nhiều không kể xiết. Nhóc con nhà ngươi được đấy, không ngờ còn biết tìm đến nơi chân trời này, kẻ trừng phạt ngồi xuống. Ta tìm được đường này từ một bí cảnh, chi? Triệu Bân cưới đáp, ngồi đi. Kẻ trừng phạt phất tay, một bàn cờ xuất hiện. Mấy ngày nay lão ta đã nghiên cứu thông thạo kỳ phổ, phải tìm cơ hội tìm lại mặt mũi. Triệu Bân tằng hắng. Nguyệt Thần cười vui vẻ.
xem đi, lão già này đâu có chịu cô đơn. Nếu đã như vậy thì cô ta cũng không ngại kiếm thêm một ân tình. Có thêm điểm được của rồi, Triệu Bân cười he he rồi ngồi xuống. Giống lần trước, kẻ trừng phạt vuốt râu, vẻ mặt bình thản, nghiên cứu lâu như vậy cũng tìm ra được vài chân lý, nếu không có được chút bản lĩnh thì lão ta đã không chạy đến chỗ này rồi. Được thôi. Triệu Bân xắn tay áo rồi liếc nhìn qua Nguyệt Thần. Tú Nhi cũng thú vị, ra dấu ok cho Triệu Bân qua ý thức. Thế cờ bày ra. Kẻ trừng phạt đi trước. Tư thế đánh cờ của Triệu công tử cũng rất phi phàm. Liễu Tâm như rất hiểu chuyện, nàng biến thành cô hầu nhỏ ngoan ngoãn rót đầy rượu vào ly cho hai người đang chơi cờ, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh Triệu Bân. Nàng không biết đánh cờ, cũng không biết được sự huyền diệu bên trong. Nàng chỉ biết rằng Triệu Bân từng thắng lão tiền bối này một ván. Lâu rồi không gặp, khả năng đánh cờ của tiền bối lại tiến bộ khá nhiều, Triệu Bân cười nói. Nhưng ngươi một ván, ngươi lại tưởng mình giỏi lắm à, kẻ trừng phạt liếc nhìn hắn. Bậy nào, vãn bối là kỳ thánh nhân gian đấy. Thanh niên ấy à, nên biết núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kẻ trừng phạt nói đầy khí phách, đầy vui vẻ, bởi vì ván cờ này lão ta chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đã thua một lần rồi, sao có thể thua thêm lần thứ hai, lần này, lão ta đã chuẩn bị hết rồi mới đến. Khả năng đánh cờ này đúng là mất mặt thần sáng mà. Người bình tĩnh nhất chính là Tú Nhi nhà Triệu Bân. Khả năng đánh cờ của kẻ trừng phạt đã tốt lên khá nhiều, nhưng trong mắt cô ta thì chẳng khác gì con nít đang chơi, đừng thấy lão ta hò hét tạo thanh tạo thế mà lầm, muốn thắng được đồ đệ của kỳ thần, còn thua xa lắm. Tiền bối, hỏi ông chuyện này nhé, Triệu Bân cười hơ hớ nói. Nói đi, kẻ trừng phạt bưng chén rượu lên, thích hí nhập một ngụm. Phàm giới có đèn trường minh không? Cây đèn duy nhất đã bị nhóc con ngươi cầm đi rồi, còn muốn lấy thêm bao nhiêu nữa? Ông biết ư, Triệu Bân sửng sốt. Lão Phu cũng rất ngạc nhiên, ai dạy cho ngươi bí pháp thông âm minh thế, kẻ trừng phạt chậm rãi nói. Bí pháp, thông âm minh ư? Nếu không có bí pháp đó thì làm sao người có thể cứu mẹ mình tỉnh dậy? Ta nghe một lão tiền bối nói, Triệu Bân nói đầy bí ẩn. Tất nhiên kẻ trừng phạt không tin, nhưng cũng lười nói. Chuyện của phàm giới, không phải chuyện gì lão ta cũng biết, bởi vì đa số thời gian lão ta đều chìm trong giấc ngủ say. Tất nhiên, nếu lão ta muốn xem cũng có thể tái hiện lại, nhưng chẳng qua là không muốn mà thôi. Quan trọng nhất là, càn khôn của phàm giới quá đáng ghét, phần lớn thời gian đều không cho phép xem lại. Là do ông không tu luyện đàng hoàng. Dường như có thể biết được suy nghĩ trong lòng đối phương, ánh mắt Nguyệt Thần trở nên kỳ quái đến lạ. Nhiều vị thần như thế, tại sao chỉ có đúng kẻ trừng phạt nhà ông là không biết điều thế nhỉ? Ta nhớ ông vẫn còn thiếu ta một ân tình, hai mắt Triệu Bân lại nhìn xuống. Muốn nói gì cứ nói, bớt nói mấy lời nhảm nhí đó lại đi, mặt kẻ trừng phạt trở nên tức giận. Cứu một người bạn của ta sống lại, Triệu Bân vội vàng nói. Thứ cho lão phu không thể, kẻ trừng phạt lập tức từ chối. Ông là tiên cơ mà, tại sao lại không thể làm được? Đừng nói là tiên thần sáng cũng không thể làm gì được nữa là. Giữ lại ân tình đó đã, ta cần suy nghĩ đem. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, diện tay cầm một quan cờ, tùy tiện đặt nó lên bàn cờ. Đúng như Nguyệt Thần nói, mạnh như kẻ trừng phạt cũng không phải là thần thồn quản đại phàm giới đã mất đi đèn trường minh đành phải lên tiên giới tìm, muốn cứu được người thân bạn bè, thì phải dựa vào chính sức mình. Bên cạnh, Liễu Tâm như vẫn im lặng. Nàng không hiểu ván cờ này, nhưng đoạn đối thoại của Triệu Bân và ông lão kia thì nàng lại hiểu được đôi chút, đó là một vị tiên hàng thật giá thật, biết được rất nhiều chuyện trên thế gian, còn biết rất nhiều phép thần thông, quả nhiên, thế gian ngọa hổ tàng long, là do kiến thức của nàng quá eo hẹp. Chỉ thấy được phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Gạt dòng suy nghĩ sang một bên. Nàng lại cầm bầu rượu lên rót cho hai người một ly. Cuối trời. Hai người chơi cờ ngồi vững vàng đối diện nhau. Đây, là ván cờ của thần và thần. Triệu công tử đây vẫn là con tép nhảy không biết gì nhiều. Nhưng, hắn là một đứa trẻ ham học, chơi cờ cũng không quên học thêm. Học thêm vài thứ cũng không phải chuyện gì xấu. Hôm nào đó đi chém gió với người ta cũng có cái để nói. Lừa gạt người ta các thứ. Cầm kỳ thi họa. Đều tinh thông hết. Tiền bối, liệu có ông có thể lén lút xé mở một khe hở giữa hai giới tiên phàm, để ném ta từ phàm giới lên tiên giới không? Triệu Bân cười nói, vãn bối muốn lên tiên giới xem thử nơi đó thế nào. Không được, kẻ trừng phạt đáp rất dứt khoát. Còn không thì,
lúc về tiên giới ông mang vãn bối theo với. Ta còn không thể về mà ngươi có thể lên đó được chắc, kẻ trừng phạt hờ hững nói. Vẻ mặt Triệu công tử không hề tin, ông lợi hại như thế mà cũng không thể quay về ư. Ta bị càn khôn của phàm giới các ngươi trói hết cả người lại rồi. Không có một cách đặc biệt nào để người thế giới này bước lên tiên giới ư. Ngoài hồng trần lộ ra thì không còn cách nào cả, kẻ trừng phạt vuốt vuốt chòm râu. Bộp, xét thấy Triệu công tử đang không được vui vẻ gì cho lắm, nên quân cờ này được đặt xuống cực kỳ khí thế. Nước cờ này khiến kẻ trừng phạt khẽ nhíu mày lại, bởi vì nước cờ cực kỳ xảo quyệt, chặn mọi đường đi của lão ta, cũng là một nước cờ đầy sát khí, dù quân cờ vô cùng nhỏ bé, lại ảnh hưởng đến cả ván cờ. Danh con hay lắm. Kẻ trừng phạt chớp mắt, ngước lên liếc nhìn Triệu Bân. Lọt vào tầm mắt lão ta chính là quyển sách cổ trong tay Triệu Bân, tên kia đang vùi đầu đọc, còn đọc rất nghiêm túc, nhìn lại quyển sách cũ kỹ kia, trên đó còn có mấy chữ to siêu siêu vẹo vẹo, kỳ kinh. Lại thế, kẻ trừng phạt hít một hơi thật sâu. Trước có sách dạy đánh cờ, sau có kỳ kinh, tên nhóc này giấu cũng nhiều hàng quá nhỉ. Để ta xem thử coi. Kẻ trừng phạt khẽ liếc nhìn sách cổ, thấy rõ bên trong là cái gì. Đó thật sự là kỳ kinh. Ghi lại rất nhiều nước đi và đủ thứ mánh khóe khác. Tiền bối, Triệu Bân khẽ gọi. Kẻ trừng phạt chuyển tầm mắt, đặt quần cờ lên bàn cái bộp. Triệu Bân thoải mái đi tiếp, tư thế chơi cờ có thể nói là phóng khoáng tự nhiên. Cũng từ nước cờ đó, toàn bộ ván cờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, là Nguyệt Thần bắt đầu phản công, nếu bàn cờ là một cái chiến trường, thì cô ta đang đơn phương tàn sát mọi thứ. Kẻ trừng phạt nhíu mày. Bởi vì lão ta có thể ngửi được khí thế sát phạt tung hoành trên bàn cờ. Lão ta không thể tưởng tượng nổi một người phàm nho nhỏ trước mặt đã lấy đâu ra khí phách mạnh mẽ như vậy, chỉ mới có ba quân cờ đã tạo thành thế trận vây khốn tàn sát, tinh thần của một vị thần như lão ta cũng phải xúc động. Đến tận lúc này, lão ta vẫn không hề hay biết gì. Từ đầu đến cuối, lão ta không hề đánh cờ với một người phàm. Tiền bối, ông lại thua rồi. Triệu Bân cười ha hả. Tâm trạng có thể nói là hết sức vui vẻ. Vẫn là tác phẩm của Nguyệt Thần, thắng đến rung động lòng người. Tối nay, sắc trời rất đẹp. Những lời đó, kẻ trừng phạt lại lôi ra thêm lần nữa. Cùng một vẻ mặt đó, lão già kia lại bày ra thêm một lần, gương mặt già nua đó đã không còn chút thể diện nào nữa. Họ hét đánh giết một hồi, lại mẹ nó thua một ván, mặt mũi thần sáng đã bị càn quét sạch sẽ. Còn giấu cái gì nữa không? Ngươi lấy ra đây hết luôn đi. Lão thần sáng thở hổn hển, lại vươn tay cướp này cướp nọ, giật mất kỳ kinh của Triệu công tử, động tác hết sức thô bạo. Gương mặt già nua đen kịt, nay người phàm giới đều xuất sắc như vậy hả? Hai ân tình nhé. Triệu Bân nhìn vào hư vô, lên tiếng nói. Bầu trời không có tiếng trả lời, kẻ trừng phạt đã biến mất không thấy. Thoải mái. Triệu Bân cười đứng dậy cùng thê tử đi càng lúc càng xa. Liễu Tâm Như liếc nhìn hắn cũng hơi lạ, không biết Triệu Bân lên giỏi đánh cờ như vậy cả một vị tiên hàn thật giá thật cũng thua trong tay hắn, hơn nữa cũng thua tận hai lần. Hôm nay núi Bất Tử vô cùng náo nhiệt. Nhóm Triệu Bân vừa trở về thì đã thấy dị tượng trên bầu trời. Đó là dị tượng cấp chuẩn tiên. Là ma hậu chuẩn bị thăng cấp lên chuẩn tiên. Chuyện tốt thành đôi. Dị tượng chuẩn tiên vừa tan đi thì đã trông thấy thiên kiếp của thiên võ. Là Diêm La mặt quỷ. Bế quan đã nhiều ngày, chỉ cần một thoáng ngộ đạo, đạp đất xông thẳng vào cảnh giới thiên võ, người trong thành trông thấy lại than thở, mất đi một lão môn chủ, lại có thêm hai cao thủ mạnh mẽ. Tâm bất tử, thân bất diệt. Triệu Bân đi lên tường thành, truyền âm cho Diêm La mặt quỷ. Diêm La mặt quỷ đầy ý chí chiến đấu, rút kiếm lao thẳng lên trời, đã là thiên kiếp thì không được sợ, muốn sống sót, muốn nghịch thiên niết bàn thì phải lấy mạng ra đánh đổi, vượt qua được thì sẽ là một cơ hội rất lớn. Thiên kiếp của thiên võ đến nhanh, đi cũng nhanh. Diêm La mặt quỷ có thể chống lại được, mạnh mẽ vượt qua thiên kiếp. Cũng trúng vài tia sét, bị thương cũng rất thảm, như một cái bao cắt đầy máu, từ trên trời rơi xuống, được Triệu Bân thả tiên lực ra đỡ lại, tiện thể giúp hắn ta tiêu diệt sát ý của thiên kiếp. Lại là một vị thiên võ. Trong thành vang vọng tiếng hò reo. Tất nhiên cũng có những người buồn bã, phần lớn là lớp người đã lớn tuổi, chẳng hạn như lão tổ Bạch Gia. Chẳng hạn như các vị trưởng lão, tất cả đều là chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, vất vả mấy chục năm, nhưng mãi vẫn không thể phá vỡ màng ngăn cách cảnh giới kia. Dưới bầu trời đêm, Triệu Bân lại ngồi dưới gốc cây già, một mình điêu khắc tượng gỗ.
Nguyệt thần nói khắc gỗ cũng là một cách tu luyện khác, tu luyện không minh và tâm tính, không biết đến khi nào hắn mới lĩnh ngộ được chân lý, những vệt đao kia, khắc lên từng vết, từng vết. Khi nào đi? Giọng nói đột ngột vang lên, Ma Tử cầm bầu rượu đi tới. Triệu Bân phủi phủi vụn gỗ trên đùi, ta còn phải chờ một người. Chờ ai? Không nói được. Triệu Bân cười, ngước mặt lên, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Hắn đã ở cảnh giới cao nhất của phàm giới, có thể cảm nhận rất rõ biến hóa của càn khôn. Chẳng hạn như lúc này, lực áp chế lại yếu đi, ắt hẳn kẻ trừng phạt lại đang chỉnh càn khôn. Đang nói chuyện thì phía tây đột nhiên xuất hiện tia sét. Đúng trên tia sét đó là một ông lão đang bay tới. Đó chính là lão Huyền Cơ, tu luyện nhiều ngày trong bí cảnh, cuối cùng đã ngộ đạo. Ngày hôm sau, nơi đế đô tiếng sấm vang trời. Long Chiến đi sau nhưng vượt lên trước, phá vỡ ngăn cách tiến vào cảnh giới thiên võ. Lôi kiếp của ông ta vừa mới đánh xuống thì bên Thiên Tông lại có động tĩnh, mây đen kéo tới che lấp cả bầu trời, giữa những đám mây đó là sấm sét vang dội, đó cũng là thiên kiếp của thiên võ, người thăng cấp chính là Đan Huyền, các chủ linh đan các. Hai thiên võ trong cùng một ngày, trước nay chưa từng thấy mà. Tiếng bàn tán vang lên, rất nhiều người sáng rỡ cả hai mắt. Thời thế đổi thay, thời đại mới lại là một trang sử huy hoàng. Ngày thứ tư, Bích Tiêu, các chủ thiên âm các cũng bước lên vầng mây ngũ sắc bay lên trời. Không phân biệt trước sau, lại là Đao Vô Ngân im lặng kiệm lời. Cùng ngày hôm đó, Thành Thiên Thu liên tục xuất hiện hai thiên võ, thứ nhất là Bích Tiêu, thứ hai là Đao Vô Ngân, khiến lớp người già hâm mộ không thôi, cơ duyên ở đâu. Đúng là kỳ quái, tại sao lại không đến lượt họ? Ầm ầm. Vài ngày sau đó vẫn là những tiếng sấm. Đó là dị tượng thiên võ, lại càng có thêm nhiều người bước qua cánh cửa kia. Lúc này, dường như trời xanh cũng rất công bằng, không chỉ ban phát lộc cho đại hạ. Các phương triều khác cũng có rất nhiều người niết bàn, từ chuẩn thiên nghịch thiên lên thiên võ. Dù thế, bọn họ cũng rất thành thật, không có một quốc gia nào dám đứng ra gây hấn với đại hạ, trừ khi thấy mình chán sống rồi. Tiếng sấm sét vẫn chưa tan. Âm thanh đó ngày càng vang dội, thổi quét khắp phàm giới. Tất cả những điều đó, bọn Triệu Bân hoàn toàn không biết. Nhưng, kẻ trừng phạt lại có thể nhìn thấu tất cả. Với góc nhìn của Thượng Đế, nào là thiên kiếp lôi kiếp liên tục đánh xuống, người bước lên thiên võ cũng có mà chuẩn tiên cũng có, như măng mọc sau mưa, ùn ùn kéo nhau thăng cấp. Đây là một làn sóng thăng cấp, cho cuộc sống u ám một màu sắc tươi sáng, vầng sáng huy hoàng soi rọi khắp nhân gian. Làn sóng thăng cấp là vầng sáng rực rỡ sáng rọi khắp phàm giới. Công lao của kẻ trừng phạt là không thể bỏ qua, trong lúc nghiên cứu kỳ kinh vẫn không quên làm chuyện quan trọng. Nhìn lại Triệu Bân, vẫn chăm chú làm việc của mình, một tay cầm khối gỗ, tay cầm dao khắc, mỗi một nét đều hết sức hàm xúc, thậm chí còn khiến quần chúng chắp tay sau lưng chạy tới vây quanh. Đa số là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong. Tìm không thấy cơ duyên để tiến lên thiên võ bèn chạy tới chỗ này hưởng ké chút không khí vui mừng. Triệu Bân là một người có phúc, gánh vác số mệnh đại hạ trên vai, đứng cùng hắn, nói không chừng lại có điều bất ngờ. Đầu thai, cũng cần có kỹ năng. Kiếp sau lão phu cũng muốn mang họ Triệu. Ngắm cho chuẩn nhé, đừng lao đầu vào chuồng heo đấy. Hơn nửa đêm, mấy lão già này nhàn rỗi sinh nông nổi, không ngủ thì không lo đi tu luyện, lại tụ tập ở đây nói nhảm, trong đó có vài người còn tiện tay lấy ra mấy bộ tranh quý. Tú Nhi, thần có đường riêng để đi không? Triệu Bân nhìn vào trong ý thức. Thế cũng phải hỏi hả, Nguyệt thần đáp lại như thế, thần đều có đặc quyền riêng. Thần sáng có thể mang người thường đến tiên giới không? Trước kia thì được, nay thì tất nhiên là không thể được. Ta, Triệu Bân còn chưa nói dứt lời thì đã đột ngột biến mất. Đúng vậy, cứ thế biến mất không còn bóng người, tìm mãi cũng không thấy đâu. Mọi người đều ngạc nhiên, một người sống sờ sờ như thế, nói biến mất là biến mất ư. Khi Triệu Bân xuất hiện một lần nữa thì đã là một mảnh núi rừng. Không biết là do tư thế không chuẩn, hay do làm màu làm mè quá mà sau khi rơi xuống đập đầu vào đá thì lại ngã lộn ngào, nằm dài trên tảng đá, tiếng răng rắc vang lên, nghe thôi cũng thấy đau. Ồ, Triệu Bân đứng dậy, trông khá chật vật. Đảo mắt nhìn một vòng hắn mới ngửa đầu lên trông thấy đỉnh núi cách đó không xa có một ông lão nhìn không rõ cảnh giới nhưng với khí uẩn đệ nhất thiên hạ này thì chắc chắn là kẻ trừng phạt. Khỏi phải hỏi, chắc chắn kẻ trừng phạt đã xách hắn tới đây. Triệu Bân từng bước đạp lên bầu trời, dừng lại trên đỉnh núi.
có lẽ do đi quá nhanh, hắn suýt chút nữa rơi từ trên núi xuống. Vẫn phải nhờ kẻ trừng phạt giơ tay giữ hắn lại. Chờ đến khi đứng vững, Triệu Bân lại giật mình, bởi vì bên ngoài đỉnh núi chính là một vùng trời sao, cũng giống như trời sao nơi cuối Đông Hải vậy, không khác nhau là mấy, cũng ngang với đường chân trời, cũng là bầu trời đầy sao. Đây là, Triệu Bân thử hỏi. Cuối trời nam, kẻ trừng phạt thong thả đáp. Vãn bối thật là vinh hạnh, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Phàm giới thật sự rất rộng, lãnh thổ mở mang dữ dội. Có lẽ hắn là người thường duy nhất được nhìn thấy hai chân trời. Võ hồn biến thành nguyên thần, người cũng là người phàm đầu tiên có được vinh hạnh đặc biệt này, kẻ trừng phạt bùi ngùi nói. Tiền bối kéo ta tới đây chắc không chỉ để khen ta thôi đâu nhỉ. Triệu Bân cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào mảnh trời sao kia. Hắn dồn hết thị lực của chuẩn tiên cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa càng xem càng thấy choáng váng đầu, bởi vì bầu trời quá sâu, cũng quá rộng, nhìn càng lâu thì tinh thần cũng bị nó cắn nuốt. Thay lão phu xuống âm tào địa phủ, kẻ trừng phạt vuốt vuốt chòm râu. Tối nay, sắc trời khá tốt, Triệu Bân nói xong lập tức quay đầu muốn chạy. Chạy đi đâu, kẻ trừng phạt giơ tay tóm hắn lại. Ta muốn lên tiên giới, đâu có muốn xuống địa ngục, Triệu Bân cười gượng một tiếng. Yên tâm, bảo đảm ngươi sẽ không sao, kẻ trừng phạt chậm rãi nói, có bắt ngươi làm không công đâu. Nói xong lão ta lại vung tay lấy ra quyển sách cổ, đây là thiên diệt, một loại tiên thuật tấn công nguyên thần, có thể tu luyện ra kiếm nguyên thần, có thể chém đầu một người trong bán kính hàng trăm mét, cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Bân không nhận, chỉ liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không trả lời, im lặng xem như ngầm đồng ý. Có chịu không, kẻ trừng phạt cười nói. Một bộ tiên pháp không đủ, cho ta thêm một ân tình nữa. Ha! Không chịu thì thôi vậy, Triệu Bân nhún vai. Lão phu đồng ý, sắc mặt kẻ trừng phạt hơi đen. Ba ân tình rồi, Triệu Bân cười ha hả, vội vàng nhận lấy bí quyển tiên thuật thiên diệt, còn tiện tay mở ra xem vừa hỏi, bảo ta xuống âm tào địa phủ làm gì. Lấy một chén nước sông Minh Hà. Siết, đơn giản thế thôi à, đơn giản, người tưởng mình xuống đá hợp chợ đấy hả, kẻ trừng phạt liếc mắt, lại phất tay áo, lấy một chiếc áo choàng đen, một cuốn sách và một khối ngọc thạch, khoác cái ác này vào để tránh không bị âm binh phát hiện, đây là bản đế minh phủ, vị trí sông Minh Hà và đường đi tới đó, lão phu đã đánh dấu hết rồi, đừng đi lung tung, lấy được nước sông Minh Hà rồi lập tức bóp nát ngọc thạch, lão phu sẽ đón người về. Hiểu rồi, Triệu Bân vội vàng nhận lấy. Kẻ trừng phạt giơ tay ra, giữa không trung xuất hiện một khe hở. Chợt, âm khí cuồn cuộn ập đến lạnh như băng, lại cô quạnh. Với tu vi của Triệu Bân mà cũng không nhìn được dùng mình một cái, xuyên qua khe hở nhìn vào trong, là một mảnh tối đen như mực, cẩn thận nghe thử, còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của lệ quỷ, rợn hết cả người. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, kẻ trừng phạt lại nói. Nếu quá 3 ngày thì ta không thể trở về được nữa ư, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Ông đừng có lừa ta đấy nhé. Lắm lời thế không biết. Kẻ trừng phạt lười dây dưa rông dài, một tay đẩy Triệu Bân vào. Sau đó, lão ta mới khép khe hở lại, chắp tay ngồi trên đỉnh núi, chờ đợi tin lành. Phù phù. Triệu Bân ngã xuống đất như chó đang cạp đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đầu tiên là lấy Long Uyên ra, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Đen. Đúng là con mẹ nó đen. Cứ như một tấm màn đen che hết toàn bộ đất trời. Âm phủ đây mà, đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lần này lại thấy mọi thứ rất rõ, thì ra âm tào địa phủ cũng có núi, có sông, có hoa cỏ, có cả cây cối, nhưng tất cả đều đen ngòm, nhất là cây cối, khô cằn không có nửa phiến lá, cũng chẳng thấy chút sức sống nào. Ngoài ra, còn có gió lạnh thấu xương. Thêm vào đó là tiếng kêu rên của lệ quỷ. Có lạnh không, Nguyệt Thần ngáp một cái. Lạnh. Triệu Bân nói xong thì tiện tay khoác áo bào đen mà kẻ trừng phạt đã đưa cho hắn. Sau đó, hắn mới tò mò hỏi một câu, lão già kia tìm nước sông Minh Hà để làm gì thế? Tẩy luyện thần khí. Nước sông Minh Hà còn làm được mấy việc thần kỳ như thế á? Thần khí của kẻ trừng phạt khá đặc biệt, cần dùng đến nước sông Minh Hà, Nguyệt Thần giải thích. Thì ra là thế. Triệu Bân lấy bản đồ ra, thoáng nhìn địa thế xung quanh rồi mới đi về một hướng. Tính toán khoảng cách, chắc 2 ngày là đến sông Minh Hà, nhưng điều kiện tiên quyết là nửa đường không xảy ra biến cố gì, nhỡ đâu gặp phải âm binh, hoặc là thứ gì đó đáng sợ, thì chuyến đi này là một cái gì đó không thể đoán trước.
Đất âm phủ là loại đất màu đen khô cằn, đặt chân lên lại thấy hơi xốp. Thế nhưng, quay đầu nhìn lại thì chẳng có một dấu chân nào. Ánh mắt Triệu Bân hết sức kỳ lạ, người dương gian xuống âm tào địa phủ thì không thể để lại dấu vết nào ư. Lướt qua mảnh đất khô cằn kia là tiếng nước chảy róc rách, đó là một con sông nhỏ, không phải sông Minh Hà, trên sông có một cây cầu gỗ, trên lan can cầu gỗ treo đầy đầu lâu, nhìn thôi cũng thấy nóng hết cả người. Hả? Đi lên cầu gỗ, hắn có thể nhìn thấy cách đó không xa là một nữ tử đang ngồi bên bờ sông, dường như đang giặt quần áo. Hắn ngước lên, lại thấy nữ tử liếc nhìn, cứ tưởng sẽ được thấy gương mặt xinh đẹp, nào ngờ đó lại là một cái đầu lâu, hơn nữa còn cười với hắn. Làm phiền rồi. Triệu Bân vừa ho khan một tiếng, vội vàng đi qua cầu đá. Đầu cầu bên kia là một cánh rừng tối đen, có treo mấy chiếc đèn lồng lóe lên thứ ánh sáng u ám. Không biết tại sao, đi trong đó có thể nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh rất rõ. Ngay sau đó là tiếng thét không có chút cảm xúc nào, tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa. Triệu Bân không dám ở lại lâu, vội vàng đi nhanh hơn. Một đường sau đó khiến hắn mở mang tầm mắt, gặp phải rất nhiều chuyện quỷ dị, chẳng hạn như dưới đống đồng lâu là một người không đầu đang cầm dìu trẻ củi. Lại ví như bên hông một ngôi nhà ngói là một người phụ nữ lớn tuổi đang tựa vào miệng giếng khóc. Một ví dụ khác là trên con đường lên núi có một quan tài màu đỏ. Tú Nhi, cô có xuống âm tào địa phủ bao giờ chưa? Triệu Bân hỏi. Có tới một lần, Nguyệt Thần duỗi lưng, lại lấy ra cái gương nhỏ. Cô với Minh Thần có quan hệ thế nào? Hai mắt Triệu Bân sáng lên, có vẻ nhiều chuyện. Hắn từng theo đuổi ta. Thật quá huyền ảo. Tất cả mọi người trong thành Thiên Thu đều ngước mắt nhìn lên, ngay cả Ma Quân cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đế rốt cuộc là thần thông gì mà chỉ cần phất tay một cái liền biến ra một biển sao trời quá kỳ dị. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Bân và Lạc Nhật Tiên Vương bắt đầu cuộc chiến trên biển sao trời, một bên chiến ý ngập trời công phạt dùng mạnh, một bên huyền pháp lỗi lạc vang vọng thiên âm, đại chiến khiến cho biển sao trời chấn động, những ngôi sao liên tục băng diệt hóa thành những đóa hoa ánh sáng lóa mắt trên vòm trời. Xem chiến cuộc, hai người dường như cân tài cân sức. Nét mặt Triệu Bân lãnh đạm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Trong khi đó, ánh mắt của Lạc Nhật Tiên Vương đã hơi nhíu lại, hắn ta không ngờ trên thế gian lại có cao thủ bậc này, không biết rốt cuộc đối phương là quái thai ở đâu xuất hiện, hắn liên tục tung ra tiên pháp nhưng chẳng những không bắt được đối phương mà còn liên tiếp chịu nhục. Phách Thiên Trảm. Triệu Bân bình tĩnh chém ra thêm một kiếm. Lạc Nhật Tiên Vương hừ lạnh, vũ động tiên đao. Đao kiếm va chạm làm tạc ra những tia lửa lớn, cũng có tầng tầng ánh sáng lan tràn ra khắp nơi, dị tượng diễn hóa đầy trời, những ngôi sao liên tục gánh tai ương, bị tầng tầng ánh sáng tạc diệt. Vẫn là cân tài cân sức. Kiếm Long Uyên của Triệu Bân bị đánh bật, uy áp làm sập đổ một ngọn núi. Mà thanh đao của Lạc Nhật Tiên Vương cũng rời tay rồi cắm xiên xuống đất. Ngươi rất đáng giá để cho ta dốc hết toàn lực. Lạc Nhật Tiên Vương lãnh đạm nói. Giữa ấn đường đã hiện lên một bí văn cổ xưa. Khí thế của hắn ta lại bạo tăng tức thì, chiến lực tăng lên đỉnh phong, tiên hải nở rộ ánh sáng quét qua thiên địa. Uy áp đáng sợ quá. Ma Quân cùng Ma Hậu thấy vậy thì đều nhíu mày, đều nhịn không được mà run sợ. Không hổ là thần tiên hạ phàm, tuy chỉ là một hóa thân nhưng sức mạnh cũng vô cùng cách biệt với phàm nhân. Tiên pháp, Minh Dương là cửu thiên. Lạc Nhật Tiên Vương quát lớn rồi kết ấn niệm chú. Hắn ta vừa dứt lời thì đã có một vòng thái dương cực nóng diễn hóa trên bầu trời, mang theo hàng vạn mũi nhọn từ bầu trời phóng xuống, tựa như thái sơn áp đỉnh, uy thế vô cùng khủng bố, giống như còn có thể hủy diệt cả thế gian. Thương Khung nhìn thấy cảnh đó thì âm thầm nuốt nước miếng. Vòng thái dương kia quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Ngay cả ông ta cũng có cảm giác như thế thì chớ nói đến bọn tiểu bối, mặc dù đang đứng ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn tim đập chân run. Ánh sáng khiến cho bọn họ bị lóa mắt tới mức không thể mở mắt ra nổi, nếu như đổi lại là bọn họ thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Keng! Xét về độ uy phong thì còn phải nói đến Triệu công tử. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy khi tâm niệm vừa động thì huyền hoàng kiếm khí đã được phóng ra rồi nghịch thiên chém tới, vòng thái dương kia trong nháy mắt bị bổ đôi, chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm chậm rãi tan trong gió. Hự! Lạc Nhật Tiên Vương bị chấn lui, trong ánh mắt lộ ra sự thất kinh. Tiên pháp do chân thân sáng tạo lại có thể bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy sao? Chu Tiên Quyết. Đuổi, giết. Tại sao đi tới đâu cũng thấy kẻ thù của cô vậy? Triệu Bân giật giật khóe miệng. Trước là kẻ trừng phạt,
sau là người nắm quyền Minh Phủ, rốt cuộc vị này đã chọc phải bao nhiêu đại lão rồi, với những mối quan hệ này, đến lúc hắn lên tiên giới hoặc thần giới, chắc sẽ không dám nhận mình là đồ đệ của Nguyệt Thần đâu. Có âm binh, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Triệu Bân vội vàng lấy lại tinh thần, trốn sau một tảng nham thạch. Chẳng mấy chốc đã thấy một đám người mặc áo giáp, tay cầm giáo nhọn đi tới, hàng ngũ chỉnh tề, cả bước chân cũng rất đều, nhìn lại thần thái, mặt mũi họ đều xám như tro tàn, không có chút cảm xúc. Triệu Bân không cử động, trốn thật kỹ. Không phải hắn sợ âm binh, mà là không muốn gây ra động tĩnh gì. Dù sao nơi này cũng là âm phủ, là địa bàn của Minh Thần, đừng nói là một chuẩn tiên như nhà như hắn có là Nguyệt Thần thời kỳ đỉnh cao đến đây cùng không dám lễ màng. Xưa nay có câu hề xuống đồng bằng bị chó tiêu, huống chỉ hắn lại không phải là hề, cùng lắm chỉ là một con mèo chưa mở mắt mà thôi, chờ âm binh đi qua rồi hắn mới lá đầu lại đi theo bản đề tiến về phía trước. Không biết tại sao, càng đi về phía sông Minh Hà thì càng gặp phải nhiều âm binh, dường như họ đang đi tuần tra, hết nhóm này đến nhóm khác, trong đó có vài nhóm còn trói theo mấy cô hồn dã quỷ. Liệu có thể gặp được hồn phách của phụ thân không nhỉ? Triệu Bân hỏi. Cái này thì không rõ. Nguyệt Thần không cho một câu trả lời xác định, âm phủ còn lớn hơn phàm giới gấp mấy lần, xác suất gặp được họ có thể nói là bằng không, dù gặp được thì ngươi cũng không thể dẫn họ đi được. Triệu Bân không nói nhiều, ánh mắt lại hết sức kiên quyết. Nếu thật sự gặp được, hắn cũng không ngại thử một lần. Có âm binh, không biết thời gian qua bao lâu, lại nghe thấy Nguyệt Thần nhắc nhở. Triệu Bân đi rất nhanh, vội vàng núp sau một gốc cây già, từ xa đã trông thấy một đội âm binh. Đang trói giam ba hồn phách, có thể nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê, đó chính là xích khóa hồn để bắt ma quỷ. Lão môn chủ, Triệu Bân khẽ thốt lên, nhận ra một người trong số đó. Đúng vậy, chính là sư phụ Lạc Hà, trước đó không lâu đã chết ở dương gian. Hắn không ngờ mình lại xuống âm phủ gặp được, thì ra là xuống địa ngục thật. Hắn không ra tay. Đó, là con đường lão môn chủ tự chọn. Cùng với tiếng xích sắt, âm binh đi ngày càng xa. Hồn phách bị bắt sẽ được mang đi đâu, Triệu Bân lại nhìn Nguyệt Thần. Có thể bị ném vào luyện ngục, hoặc đi đầu thai sang kiếp khác, cũng có thể ở lại Minh Phủ, hoặc là... Hồn phi phách tán, Nguyệt Thần chậm rãi nói, có rất nhiều khả năng, Triệu Bân nghe xong lại im lặng. Mãi một lúc rất lâu hắn mới chuyển tầm mắt. Trong khoảng thời gian đó, hắn liên tục xem bản đồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày nữa hắn sẽ tới sông Minh Hà. Nhân gian. Nơi cuối trời nam, kẻ trừng phạt đang chắp tay ngồi, trước mặt là cái la bàn ảo, trên đó có một điểm trắng đang thong thả di chuyển, nó chính là Triệu Bân, lão ta có thể dùng cách này để xác định vị trí của Triệu Bân. Lão ta không dám làm liều liên lạc với Triệu Bân. Tại sao? Vì sợ sẽ đánh động đến Minh Thần. Đi chậm thật. Lão ta thầm nói, có vẻ không kiên nhẫn. Cũng đúng. Chờ đợi là một loại giày vò đầy đau khổ. Lão ta ngược lên. Điểm trắng lên la bàn đột ngột điêng lai. Điều này chứng tỏ Triệu Bân dưới âm phủ không còn di chuyển nữa. Lão ta nhìn không sai, Triệu Bân thật sự dừng lại rồi, không phải hắn không muốn đi mà là trước mặt không có đường, hắn bị một vực sâu cận lại, như một khe hở bắc ngang qua âm phủ, xuất hiện trước mặt hắn, từ bên này nhìn qua hai bên trái phải và trước mặt cộng lại, nhìn không thấy điểm cuối. Bản đồ này là đồ giả hả? Triệu Bân cầm quyển sách kẻ trừng phạt đưa, nhìn lại. Hắn xác định mình không đi nhầm đường. Nhưng tại sao vực sâu này lại xuất hiện ở đây, trên bản đồ hoàn toàn không có đánh dấu. Bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thần. Bay qua, Nguyệt Thần hờ hững nói. Bên dưới không có thứ gì đáng sợ đó chứ, Triệu Bân nhìn xuống vực, bên dưới đen ngòm, thị lực của hắn không thể nhìn thấy đáy, chỉ biết bên dưới có gió lạnh gào thét. Vài giây sau, hắn mới chuyển tầm mắt đi. Sau đó... Hắn lại đi từng bước tới vách núi đen. Hắn bay rất cẩn thận, khi lại liếc xuống dưới nhìn một cái, bên dưới là động không đáy, có trời mới biết có che giấu cái gì, chỉ biết có luồng khí lạnh như băng đang cuồn cuộn thổi lên. Đi nhanh, Nguyệt Thần thúc giục. Triệu Bân lại tăng tốc, như một tia sáng đen ngòm lướt qua màn đen. Đáng tiếc, hắn vẫn quá chậm, trên đường đi vẫn xảy ra biến cố. Cái gọi là biến cố đó chính là một con rồng đen thùi từ vực bay ra, cơ thể nó ấy hả? Có thể nói là khổng lồ đồ sộ, khỏi phải nói, chỉ mỗi đôi mắt đi thôi đã sâu như hang động rồi. Gào. Rồng đen rít gào, khạc ra một ngọn lửa đen ngòm. Triệu Bân lướt đi như tia chớp, lập tức né qua, mạnh mẽ thoát được. Rồng đen mặc kệ,
đuôi rồng thổi quét cơn gió âm sát cuốn hắn trở về, cùng lúc đó, đôi mắt rồng có hai tia chớp đánh ra, mạnh mẽ như Triệu Bân cũng bị đánh chảy máu. Không phải ta đánh không lại ngươi, đừng có ép ta, Triệu Bân hừ lạnh. Hắn chưa nói hết lời, vừa mới thốt lên thì rồng đen đã trở nên hăng hái, há cái miệng to như chậu máu nuốt Triệu Bân vào bụng, lượn lên cao một lúc mới chìm xuống vực sâu, biến mất trong bóng tối. Rất lâu sau đó, không còn động tĩnh dưới vực nữa. Chờ đến khi có tiếng động thì đó đã là tiếng kêu rên vang dội. Đó là rồng đen bị đánh gục, bị Triệu công tử đánh cho một cú, xét thấy con này không được thành thật, một đòn của Triệu Bân cũng khá mạnh, chưa tới giam ba ngày, e là nó sẽ không tỉnh lại. Đã bảo là đừng có chọc ta rồi mà. Triệu Bân như một bóng ma, lướt đi trong màn đêm. Khi ra khỏi vực sâu thì trông hắn hơi chật vật, bên trong đó không chỉ có một con rồng, có khá nhiều thứ tà ma, hung hãn đến lạ, hắn không dám gây ra động tĩnh lớn, thế nên mới chật vật như thế. Cũng may, hắn bình yên rời khỏi đó. Cái lão già không đáng tin này. Triệu Bân mắng chửi, đi tới đâu chửi tới đó. Dây dưa dưới vực sâu quá lâu, thời gian có hơi gấp rút. Giống hệt quãng đường trước đó, càng đến gần hướng sông Minh Hà càng gặp phải nhiều âm binh tuần tra, có khi còn gặp phải mấy sinh vật quái dị dưới âm phủ, hình thể khổng lồ, đứng từ xa cũng phải ngửa đầu xem. Ngoài ra còn có mấy con bay trên trời. Triệu Bân đi suốt một đường, gặp phải rất nhiều quái vật lớn. Không biết đến lúc nào mới nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh mẽ, có lực. Triệu Bân khép hai ngón tay lại phóng ra một luồng kiếm quang màu vàng chém lên bầu trời. Lạc Nhật Tiên Vương bất động thanh sắc, phất tay quét ngang kiếm quang. Cùng lúc đó, trong mắt hắn ta lóe lên tia chớp, một luồng lôi điện trực tiếp tấn công vào võ hồn đã xuất hiện. Ông! Giữa ấn đường của Triệu Bân cũng bổ ra một luồng kiếm quang vô hiệu hóa lôi điện. Đúng vậy, kẻ trừng phạt đã truyền cho hắn thiên diệt, chính là tiên thuật công phạt của Nguyên Thần. Ngươi, Nguyên Thần! Lạc Nhật Tiên Vương kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Hắn ta tuyệt đối không nhìn nhầm, đó chính xác là Nguyên Thần mà chỉ có tiên mới có thể thi triển được. Nhưng làm sao có thể? Nơi này là phàm giới, càn khôn đã hư hao nghiêm trọng, đăng tiên lộ đã bị chặt đứt thì không ai có thể thành tiên, cũng không ai có thể khiến cho võ hồn lột xác thành Nguyên Thần, đối phương làm sao có thể thi triển được Nguyên Thần chứ? Keng! Trong chớp mắt kiếm quang Nguyên Thần của Triệu Bân lại chém tới. Kẻ trừng phạt không hề lừa hắn, đúng là trong vòng trăm trượng hắn có thể chỉ đâu đánh đó. Tên nhóc, khá lắm. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Lạc Nhật Tiên Vương phi thân về phía sau, lực võ hồn minh mông ngưng tụ thành một thanh đao vàng phá nát kiếm quang Nguyên Thần của Triệu Bân, sau đó hắn ta lại tung ra thêm một trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đáp lại hắn ta lại là kiếm minh ngân vang. Triệu Bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sát lướt đến ngay trước mặt hắn ta. Cách này vô dụng đối với bản tôn. Hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương quả thực rất ghê gớm, hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ thuấn thân. Tuy nhiên, mặc dù hắn ta tránh khỏi thuần thân nhưng ánh mắt lại trúng phải thể ánh sáng, trong nhảy mắt hai mắt đã bị bôi đen, hắn ta còn chưa kịp khôi phục thanh minh thì Triệu Bân đã phóng theo ra lực minh hôn cùng ánh sáng về lược, một luồng kề vào ngực của hắn ta, một luồng chém bay một tay của hắn ta, thiên lôi cũng ngay sau đó mang theo uy lực nghiền nát chém thẳng vào đầu hắn ta. Đầu hắn ta bị chém nát phụt ra cả óc khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy rợn người. Đáng chết, đôi mắt của Lạc Nhật Tiên Dương đệ như máu, hắn ta phóng đi giống như một luồng tiện quang triển vào hư vệ. Khả năng phục hồi của hắn ta vô cùng đáng sợ, đã chữa lành vết thương chỉ trong tích tắc, ngay cả nửa cái đầu bị thổi bay cùng với một cánh tay cũng đã được tái tạo, toàn thân lại nổi lên một lớp áo giáp tiên quang. Diệt! Hắn ta quát lên một tiếng, tiên hải hóa thành rồng lớn từ trên trời rít gào lao xuống. Triệu Bân cũng nghịch thiên đối kháng, hắn không hề nao núng trước con rồng lớn mà ngay lập tức tung ra một quyền đánh thẳng vào nó, thân rồng nguy nga tiềm tàng tiên uẩn cũng đều bị đánh băng diệt. Phụt! Lạc Nhật Tiên Vương phun máu, suýt chút nữa đã rơi xuống hư không. Triệu Bân mang theo sát khí ngập trời phóng tới, lại tung ra hám thiên quyền đánh diệt nửa thân thể của hắn ta, khiến cho võ hồn của hắn ta cũng bị thương nặng, thế nhân nhìn thấy cảnh đó đều âm thầm nuốt nước miếng, bây giờ Triệu Bân đã mạnh đến như vậy rồi sao? Ngẫm lại, cũng không có gì lạ. Triệu Bân không phải là cường giả chuẩn tiên bình thường, võ hồn của hắn đã lột xác thành Nguyên Thần cho nên ở một khía cạnh nào đó thì hắn cũng giống như một vị tiên. Một yêu nghiệt như vậy tồn tại ở nhân gian, đừng nói chỉ là một hóa thân, cho dù là Lạc Nhật Tiên Vương đồng cấp đến đây thì cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Giết!
nếu bản đồ này đánh dấu không sai thì bay qua ngọn núi trước mặt sẽ đến sông Minh Hà. Đường lên núi nhỏ, Triệu Bân đi rất cẩn thận. Gần sông Minh Hà thế này, e là trên núi sẽ có mấy thứ đáng sợ. Điều khiến hắn hết sức bất ngờ là sâu trong núi có một ngôi miếu cổ, có thể thấy một lão tăng đầu chọc đang lặng lẽ gõ mõ dưới gốc cây già trước miếu, cả người đen thui. Âm tăng hả? Triệu Bân khẽ hỏi. Một thầy tu dưới âm phủ, trông cứ quái dị thế nào ấy. Thêm vào đó, kinh văn lão ta đang đọc chất chứa sự âm u, có thứ ma lực đáng sợ nào đó, người có nguyên thần như hắn nghe còn thấy tinh thần hoảng hốt, đầu óc run lên từng cơn. Ít nhất cũng là huyền tiên. Triệu Bân thầm nói, theo cấp bậc của tiên thì có lẽ âm tăng này ở cảnh giới huyền tiên. Âm tào địa phủ khác với dương gian phàm giới, nơi này không có bất kỳ trói buộc nào, tu vi đó đều là hàng thật giá thật. Vượt qua lão ta, Nguyệt Thần liếc về một phía. Khỏi cần cô ta nói, Triệu Bân cũng đã sớm đi lướt qua. May là có áo choàng đen che chắn, nếu không chắc chắn sẽ bị âm tăng phát hiện. Lo lắng thấp thỏm một đường. Cuối cùng hắn cũng băng qua ngọn núi. Lọt vào tầm mắt hắn chính là một con sông lớn, nước sông màu đen, lại ánh lên màu đỏ của máu, có thể thấy dưới đó có oán linh và quỷ hồn, như một đám người chết đuối đang vùng vẫy ngoi lên. Triệu Bân lén đi tới, tiến tới bờ sông Minh Hà. Đã bảo chỉ lấy một chén, hắn lại đổ đầy cả vại. Nước sông Minh Hà, hắn tranh thủ mang về nghiên cứu một chút. Hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Triệu Bân cất cái vại đi, tiện tay lấy ngọc thạch ra. Trước khi đi kẻ trừng phạt có nói chỉ cần bóp nát ngọc thạch này, lão ta sẽ tới dẫn hắn về. Dừng lại, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Tại sao, Triệu Bân hỏi lại theo bản năng. Có quả âm minh. Tác dụng là gì? Luyện nhập cơ thể, căn nguyên và khí lực của ngươi có thể dung hợp hoàn toàn, Nguyệt Thần hờ hững nói. Hai mắt Triệu Bân lập tức lóe sáng, hắn không nghe nhầm, không phải là dung hợp, mà là dung hợp hoàn toàn. Ở đâu? Trong sơn cốc bên kia sông. Phải vào hang cọp với bắt được cọp con. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, vượt qua sông Minh Hà. Lần này hắn vô cùng nhiệt tình, kẻ trừng phạt bên kia lại nhướng mày, tính lại vị trí của Triệu Bân thì hẳn là đến sông Minh Hà rồi, chắc cũng lấy nước rồi, sao không bóp nát ngọc thạch, lại đi đâu thế này? Âm phủ. Triệu Bân đã vào sơn cốc. Theo chỉ dẫn của Nguyệt Thần, hắn lén đi vào trong hang động. Từ xa hắn đã trông thấy một loại quả màu đen, mọc ra từ vách nham thạch, nhuộm một vầng sáng đen, khi lại có dị tượng, đừng thấy nó trông chẳng ra sao, mùi lại rất thơm. Tú Nhi, liệu có nguy hiểm gì không? Triệu Bân trốn sau nham thạch, lại nhìn vào trong. Theo ta thấy, khu vực này bị hạn chế nghiêm trọng, Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu. Bị hạn chế. Càn khôn của Minh Phủ áp chế. Liều mạng. Triệu Bân lao ra như tia chớp. Nhắm về phía hoa quả âm minh, dùng thiên nhãn thuấn thân. Mất mặt là, hắn thuấn thân dưới âm phủ không được chính xác lắm, lệch khỏi quỹ đạo mấy trăm mét. Cũng hết cách. Hắn xoay người với tay hái quả âm minh đi. Chính khoảnh khắc đó, tất cả vách nham thạch đều ầm ầm đổ xuống, có vô số quỷ hồn lao ra, một mảnh đen ngòm, số lượng khổng lồ, có tiếng gào thét cũng có tiếng khóc to, một mảnh vang rung trời. Đi, Nguyệt Thần nói ngay. Đột nhiên, Triệu Bân lại không trả lời. Bởi vì, hắn lại trông thấy một bóng người quen thuộc trong số quỷ hồn đó. Kia, là phụ thân của hắn. Phụ thân. Triệu Bân xoay người đánh giết trở về với lấy hồn phách Triệu Uyên. Triệu Uyên như có hồn, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, đó là con trai ông ta ư. Keng, Triệu Bân còn chưa chạm tới Triệu Uyên thì đã gặp phải một âm quang đánh tới. Người ra tay rất mạnh, là một âm tướng khủng bố, hình thể cao 2-3 mét, mặt mũi hung hãn. Sát khí ngập trời, ít nhất cũng phải là huyền tiên, có sức mạnh vô tận, một luồng âm quang nghiền nát mọi thứ. Phụt! Triệu Bân lập tức đẫm máu, suýt chút nữa bị chém chết. Không chỉ có một kẻ tấn công, có rất nhiều âm tướng đáng sợ đang dùng bí pháp âm minh, thoải mái chém vào cơ thể Triệu Bân, cả nguyên thần bản mệnh cũng suýt bị chém thành hai nửa. Mở! Hai mắt Triệu Bân đỏ bừng, lập tức mở tuyệt cảnh. Dù có mở tuyệt cảnh thì hắn vẫn chẳng là cái thá gì. Nơi này không phải phàm giới, hắn chỉ là một chuẩn tiên, đối mặt mấy kẻ cấp huyền tiên, chỉ có bị đè ra đánh, mỗi lần đối mặt đều là máu me đầm đìa. Chuyện gì thế? Kẻ trừng phạt ở phàm giới nhíu mày thật chặt. Bấy giờ lão ta đang xem la bàn, chấm trắng đại diện cho Triệu Bân nhuộm một màu máu đỏ, hay có thể nói là Triệu Bân dưới âm phủ bị thương, không biết xảy ra biến cố gì, vết thương không phải là thảm bình thường. Phụt!
lại là màu máu đỏ. Triệu Bân lại đẫm máu, một cánh tay anh đã bị chém thành mây máu. Đi! Hồn phách của Triệu Uyên run lên, âm thanh xé ruột gan phát ra từ tận linh hồn. Dứt lời, Triệu Uyên lại bị xích khóa hồn kéo mạnh vào vực sâu. Phụ thân! Triệu Bân như người điên đuổi theo. Chào đón hắn chính là đòn tấn công dập trời, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực hủy diệt. Đi! Lời Nguyệt Thần nói không khác Triệu Uyên là mấy. Nơi này là âm tào địa phủ, là địa bàn của Minh Thần. Nếu đánh thức vị thần đó, thì thật sự không thể đi được nữa. Cô ta cũng muốn đi tìm Minh Thần đòi lại chút thể diện. Nhưng muốn bàn điều kiện thì phải đủ tư cách đã. Nay cô ta cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Cô ta bây giờ dám liều lĩnh thì Triệu Bân sẽ chết nhanh hơn một chút. Ông! Đất trời rung lên, đòn tấn công ngập trời lại ập tới. Triệu Bân vừa mới đứng dậy lại chìm trong đó. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn đã hóa thành mây máu. Cũng trong khoảnh khắc đó, nguyên thần hắn đứng bên bờ vỡ nát. Răng rắc, màu máu ngập trời, một âm thanh trong trẻo chợt vang lên. Đó chính là ngọc thạch của kẻ trừng phạt gặp phải đòn tấn công nên vỡ vụn. Quay về, kẻ trừng phạt hừ lạnh, kéo Triệu Bân trở về. Cùng Triệu Bân trở về chính là thứ ánh sáng hủy diệt. Kẻ trừng phạt nhíu mày, mũi nhọn của thần trong cơ thể lão ta bắn ra chém đứt luồng sáng đó. Chúc không, người lớn gan quá nhỉ. Trong màn đêm minh phủ, phát ra tiếng thở dài. Minh thần đã bị đánh thức, ở bên kia truyền âm tới. Xí, kẻ trừng phạt không cho là đúng, dứt khoát không quan tâm. Châu bò như thế thì tới phàm giới đi, đánh ngươi đến chết thì thôi. Chuyển tầm mắt từ minh phủ về, lão ta mới thấy Triệu Bân, tiểu tử này lúc đi còn bình thường, nay trở về chỉ còn nửa nguyên thần, bây giờ sát ý vẫn còn đang cắn nuốt hóng hủy diệt nguyên thần đó. Sợ ngươi thật, kẻ trừng phạt phùng mang trợn má, bắt đầu dùng đến thần lực. Thần minh ra tay, triệt tiêu sát ý dễ như trở bàn tay, cũng chữa lành nguyên thần của Triệu Bân, cơ thể của hắn cũng được cải tạo, may phúc là tiếp dẫn sớm, chứ nếu chậm một chút thôi là đã không thể trở về nữa. Muốn chút nước sông Minh Hà thôi mà khó quá. Kẻ trừng phạt tiến Triệu Bân đi, chỉ để lại một bát nước sông Minh Hà. Bát nước này là thứ lão ta trả ân tình cho người ta mà đồng thời còn là thứ khiến lão ta kết thù với Minh Thần. Thành Thu Thiên, Triệu Bân vững vàng đáp xuống. Khi người trong thành nhìn thấy hắn, ánh mắt khá kỳ quái, người tu nguyên thần quả nhiên cũng đi con đường không tầm thường, chợt đi chợt về, lẽ nào đây chính là cảnh giới xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết sao? Triệu Bân vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh, hắn ngủ cùng không an yên trạng thái như luôn gặp ác mộng, mồ hôi và như tắm, trán cũng lệ ra gân xanh, từng tiếng gào thét đau thương không dứt, mà gọi nhiều nhất vẫn là tiếng trả con trai. Đôi mắt phù dung ngấn lệ, nhẹ giọng gọi. Cũng phải nhờ đến ma hậu thi triển bí pháp, dùng thanh tâm chú với hắn. Bình tĩnh lại rồi. Cuối cùng Triệu Bân cũng bình tĩnh lại nhưng miệng vẫn không ngừng việc nói mớ. Không ai biết hắn đã đi đâu. Cũng chẳng ai rõ hắn đã trải qua những gì, chỉ biết thanh niên này đang rất nhớ cha đến nỗi không quên gọi từng tiếng trong cơn mơ. Đừng làm phiền hắn, ma hậu khẽ nói. Mọi người đều không dám lớn tiếng, đồng loạt lui ra. Dưới tán cây cổ thụ chỉ còn Phù Dung và Liễu Tâm như canh giữ. Triệu Bân ngủ một giấc này tận 3 ngày. Vào ngày thứ 3, hầu như hắn liên tục rơi lệ. Cũng trong ngày hôm đó, hắn gần như khàn giọng vì gào thét trong giấc mộng. Ngày thứ 4, hắn mới tỉnh lại từ trong cơn mê mang. Hắn chỉ có thể gượng ép bản thân nở nụ cười khi đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ và vợ, một mình lên đỉnh núi, đi đến trước chiếc giường băng ngọc, hắn ôm lấy thi thể của cha mình, khóc nấc lên, là do hắn quá vô dụng. Vẫn không ai quấy rầy hắn. Dù là Phù Dung, bà ấy cũng không dám bước đến. Tiếng nghẹn ngào liên tục kéo dài trong nhiều ngày. Triệu Bân ngồi đó như một bức tượng điêu khắc, không hề động đậy. Hiện thực khắc nghiệt như thế đấy, khi con người bất lực, gặp phải người muốn cứu nhất, dù đã liều hết mọi thứ nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của cha mình bị kéo vào bóng tối. Sự bình tĩnh của hắn không phải là bình tĩnh của thế giới bình thường. Thủy triều vẫn lên xuống âm thầm ở thế gian. Lúc tu vi của mọi người tiến lên thì lại có một người đang thụt lùi. Là Lạc Hà. Tu vi của cô ta chẳng những không tăng lên mà ngược lại còn giảm sút. Huyết mạch của cô ta đang sói mòn. Căn nguyên của cô ta đang tan rã. Cô ta hiện tại cực kỳ giống Ngụy Bí Giả. Sao lại như vậy? Cô ta lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ khó hiểu.
thật sự là do nghiệp chướng quá nặng nên có báo ứng tới rồi sao? Nếu là thế thật, cô ta cũng đành chấp nhận. Chỉ cần không ảnh hưởng đến con của mình, cô ta mất mạng cũng chẳng sao cả. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Triệu Bân xuyên qua bức tường, dễ dàng đi vào địa cung. Đập vào mắt là Lạc Hà có sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bị thương sao? Triệu Bân lập tức bước đến, một tay đặt lên đầu vai Lạc Hà, sức mạnh nguyên thần theo đó truyền vào trong người đối phương, ngay sau đó hắn lập tức được trạng thái hiện tại của Lạc Hà. Tu vi của thiên võ đỉnh cao đã giảm xuống chuẩn thiên, còn căn nguyên huyết mạch cũng trở nên mỏng manh vô cùng, dù giờ nó vẫn đang sói mòn. Báo ứng kiếp này, Lạc Hà mệt mỏi cười. Hai mắt Triệu Bân híp lại nhìn bụng dưới Lạc Hà. Không phải báo ứng kiếp này, là sinh linh nhỏ trong bụng Lạc Hà đang hấp thụ căn nguyên huyết mạch của cô ta nên tu vi bị giảm xuống, có thể nói là bị giáng cấp do sức mạnh suy giảm, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Sao lại thế, Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Có một chuyện nên nói với ngươi, Nguyệt Thần hít sâu một hơi, ngươi là Thiên Sát Cô Tinh. Thiên Sát Cô Tinh, Triệu Bân sửng sốt. Hai huyết mạch đặc biệt kết hợp với nhau có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, sinh linh mà các ngươi đang mang trong người là kẻ lạc loài. Nó sẽ vô thức hấp thu sức mạnh trong cơ thể mẹ, bao gồm cả căn nguyên huyết mạch, linh lực, tu vi. Mặc dù chuyện này hơi nan giải, nhưng cũng không phải trở ngại lớn, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của Lạc Hà, nhưng nếu có thêm mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh của ngươi thì khó giải lắm. Khó, giải. Ngày đứa bé sinh ra sẽ là lúc Lạc Hà chết. Mặc dù không muốn nói câu này nhưng Nguyệt Thần vẫn nói. Từ lúc mệnh cách của Triệu Bân thành cô tinh là đã khó giải rồi. Dù cô ta còn tu vi hay thân phận là một vị thần toàn vẹn thì cũng không có khả năng thay đổi chuyện này chứ đừng nói tới việc cô ta còn đang trong trạng thái tàn hồn. Cô đã biết ta là mệnh cách Thiên Sát từ lâu rồi. Triệu Bân lập tức nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt để tôi. Thần xui quỷ khiến thôi, Nguyệt Thần thở ăn qua dài. Tại sao không nói với ta? Triệu Bân gào lên ta sẽ khắc chết rất nhiều người thân và bạn bè. Thiên Sát khắc mệnh cũng cần quá trình, cũng có giới hạn, Nguyệt Thần từ tốn nói, giọng vẫn bình thản như trước. Trong thời hạn nào đó, dù ngươi là mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng của người thân bạn bè. Nhưng Lạc Hà là ngoại lệ, vì hai ngươi đã kết hợp với nhau, vì các ngươi đã dựng dục một sinh linh, tránh hay không, nói hay không cũng chẳng khác biệt gì. Triệu Bân trầm mặc, trong mắt ngấn lệ. Từ lúc bắt đầu, nhân duyên của hắn và Lạc Hà đã định sẵn là một tử kiếp. Tức khắc, cảm giác tội lỗi chưa từng có chiếm trọn lấy tâm thần hắn. Ta, còn bao lâu? Một lúc sau mới nghe Triệu Bân khàn giọng nói. Trong vòng 9 ngày, người phải rời khỏi đây, Nguyệt Thần thở dài, ẩn ý trong lời nói rất rõ ràng, 9 ngày là một cực hạn, qua 9 ngày, mệnh cách của Thiên Sát sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người thân bạn bè. Hiểu rồi, Triệu Bân rũ mắt xuống. Ngươi làm gì thế, chẳng phải chỉ là chuyện giảm tu vi thôi sao? Lạc Hà níu lấy tay Triệu Bân, dịu dàng như nước cười nói. Là do ta, làm quá, Triệu Bân gượng cười. Ngày hôm nay, cuối cùng Lạc Hà cũng xuất quan. Ngày hôm nay, hai người đi đến nơi ở của Phù Dung. Chuyện gì thế? Không ít người nhìn thấy Lạc Hà, ai cũng đều ngơ ngác. Cả đại hạ đều thăng cấp, tạo thành hiện tượng, mà sao vị này lại giảm cấp bậc? Đỉnh núi nhà họ Triệu. Khói mây cuồn cuộn. Triệu Bân mặc tạp dề đi vào phòng bếp. Món ngon được bày ra trên bàn ăn dưới cây cổ thụ. Không có quá nhiều người. Chỉ có Triệu Bân, mẹ của hắn, Liễu Tâm Như và Lạc Hà, xem như gia đình 4 người. Ồ không đúng, nếu tính thêm thằng nhóc trong bụng Lạc Hà nữa thì là gia đình 5 người. Cảnh tượng vô cùng ấm áp. Nhưng bầu không khí lại trái ngược. Hai người vợ, một người mẹ, tất cả đều cảm thấy Triệu Bản rất kỳ lạ, hắn sắp phải đi sao? Hắn phải đi vào hồng trần lệ đó sao? Mấy ngày sau, đỉnh núi Triệu gia vô cùng an tĩnh. Cường giả chuẩn tiên kinh diễm nhất thế gian dường như đã quen với việc bình thản, việc mà hắn làm mỗi ngày đều là chuẩn bị bữa sáng cho mẹ cùng thê tử. Màn đêm lại buông xuống. Lạc Hà ngồi trước bàn trang điểm. Phía sau lưng, Triệu Bân cầm lược nhẹ nhàng chải đầu cho cô ta. Ta phải đi. Không đợi đứa trẻ ra đời sao, Lạc Hà nắm tay hắn hỏi. Khi đứa trẻ sinh ra ta nhất định sẽ trở về, Triệu Bân nở nụ cười ấm áp nói. Đó là... lời nói hay nhất mà ta từng nghe. Lạc Hà mỉm cười dịu dàng, đôi đẹp dần dần trở nên mông lung cho đến khi yên lặng chìm vào giấc ngủ thì cô ta mới nhẹ nhàng tựa vào người Triệu Bân, bí pháp phong ấn của Triệu Bân đã khiến cho cô ta chìm vào giấc ngủ yên bình. Con ta, ngủ đi.
Triệu Bân mỉm cười vuốt ve bụng của Lạc Hà. Tử hồn châu của hắn từ trong cơ thể bay ra rồi dung nhập vào cơ thể của Lạc Hà, nó sẽ thay hắn bảo hộ thê nhi một thời gian dài, trong khoảng thời gian này hắn sẽ xông qua hồng trần lộ, hắn sẽ thành tiên, sẽ nghịch thiên phong thần, sẽ dùng sức mạnh to lớn bảo vệ mẫu tử bọn họ bình an. Đêm, Triệu Bân lại leo lên đỉnh núi. Người đồng hành bên cạnh hắn là Liễu Tâm Như, tiểu nha đầu không đành lòng buông tay, gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn thật lâu không muốn buông ra, thế giới của nàng từng chỉ có bóng tối cô độc, chỉ có Triệu Bân là ánh sáng duy nhất của nàng. Chăm sóc tốt cho mẹ nhé. Bân ca ca, ta sẽ. Nàng cũng đã ngủ thiếp đi vì bị Triệu Bân đưa vào mộng đẹp. Giấc ngủ này sẽ kéo dài nhiều ngày, khi tỉnh lại nàng sẽ không còn thấy Triệu Bân nữa. Quác! Hắn đã triệu hồi đại bằng. Con chim này vẫn giống như xưa, rất không an phận, vừa xuất hiện đã gào to muốn đánh Triệu Bân, nhưng nó cũng chỉ có thể gào to thế thôi, bởi vì phần lớn thời gian thì chỉ có một mình nó bị đánh nhiều khiến nó cũng dần quen. Không dễ để quen biết một lần, ngồi xuống uống chén rượu đi. Triệu Bân cười nói, lấy ra hai bầu rượu rồi ném cho đại bằng một bầu. Mí mắt đại bằng hơi nhướng lên, hình như có gì đó không đúng. Cái tên này hôm nay kỳ lạ thế. Sau nửa bầu rượu, Triệu Bân bắt đầu kết ấn, dùng nguyên thần lực xóa đi khế ước thông linh giữa hắn và đại bằng, kẻ có mệnh cách thiên sát cô tinh như hắn sẽ khiến cho đại bằng gặp nguy hiểm tính mạng. Ngươi! Chuyện này! Đại bằng bất ngờ không kịp phòng, toàn thân nở rộ ánh sáng, cũng dần dần trở nên hư ảo. Khế ước đã giải cho nên nó đã không còn là thông linh thú nữa, vì vậy nó không thể tiếp tục ở lại nhân gian mà phải trở về linh giới. Ngươi tự do, Triệu Bân cười nói. Đại bằng ha hả cười nói, ông đây còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Rồi tiếng cười của nó cũng chậm rãi tan biến. Nó đã có được tự do mà nó hằng mong ước nhưng trong lòng nó lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm giác giống như một đứa trẻ bị chính cha mẹ của mình vô tình vứt bỏ, không còn nhà để về. Ngao, ngao, Tiểu Kỳ Lân cũng nhảy ra ngoài đưa tiễn đại bằng. Tuy rằng hai tên nhóc này hễ gặp nhau là đánh nhau, tuy rằng đại bằng còn thường xuyên muốn cướp Tiểu Thanh Loan với Tiểu Kỳ Lân. Nhưng dù sao bọn chúng cũng đã ở cùng với nhau lâu như vậy cho nên chắc chắn cũng có chút cảm tình. Nay đại bằng phải rời đi, Tiểu Kỳ Lân không tránh khỏi có chút thương cảm. Ta đi đây. Đại bằng lễ nghi chắp cánh cúi chào. Ánh sáng chói lọi nở rộ trên cơ thể nó cuối cùng cũng đã biến mất. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân cảm thấy mất mát, liền cọ cọ đầu vào người của Triệu Bân. Triệu Bân lại lấy ra thêm một bầu rượu đưa cho tên nhóc này. Hẳn là rượu rất mạnh cho nên chỉ mới uống được nửa bầu thì Tiểu Kỳ Lân đã nằm lăn ra đất ngủ say, hoặc là nói mục đích cuối cùng của Triệu Bân chính là muốn tiễn nó vào mộng đẹp, nhân tiện còn thêm lên người đó một phong ấn, đợi hắn rời khỏi phàm giới thì phong ấn sẽ tự được giải. Con đường này của hắn, hắn đã không muốn liên lụy đến đại bằng thì tất nhiên cũng không muốn liên lụy đến Tiểu Kỳ Lân. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi. Ngày hôm nay cũng là một ngày không tầm thường vì lại có thêm người thăng lên cảnh giới thiên võ. Đại trưởng lão Ma Cung không biết đã qua vận rủi gì nhưng cuối cùng cũng đã nghịch thiên đột phá, đưa đến một hồi thiên kiếp. Lão ta vô cùng khí phách cầm theo đại đao xông thẳng lên vòng trời. Được lắm, chúng ta mấy ngày nữa cũng phải bị đánh. Ngày hôm qua còn bình thường vậy mà hôm nay đã đột phá rồi. Cảm ngộ rất quan trọng nhưng thiên phú cũng quan trọng không kém. Mấy lão già không đứng đắn đều đã tụ tập lại đứng trên tường thành xem thiên kiếp. Còn có đám tiểu bối cũng đang tụ tập trước cổng thành, ánh mắt sáng ngời. Chiến! Đại trưởng lão Ma Cung gầm giống, chiến ý ngập trời. Nhưng trận thiên kiếp cấp thiên và này của lão ta không kéo dài quá lâu, trước sau chỉ xảy ra trong một khắc rồi lặng lẽ kết thúc, đừng nói là nhóm quần chúng đứng xem, ngay cả bản thân lần ta cùng cảm thấy chưa hài lòng. Tất nhiên, chuyện hay hôm nay vẫn chưa kết thúc tiếng gầm sống lại vang lên, sau đó lại có một luồng khí cường đại tiến về núi bất tử. Sau đó liền có một biển tiên quang nổi lên từ phía chân trời, bên trong có dị tượng diễn hóa cùng tiên âm quẩn quanh, uy áp vô cùng khủng bố khiến cho sấm rền ầm ầm trên vòng trời. Chuẩn tiên, Ma Quân cùng Ma Hậu đều nhíu mày. Đó chắc chắn là một cường giả chuẩn tiên vô cùng mạnh, mạnh hơn cả thanh niên áo vàng lúc trước. Ngay cả Ma Quân Ma Hậu còn cảm thấy như thế thì đừng nói đến những người khác, mấy cường giả thiên võ còn lại cũng không giấu được sự run sợ, toàn bộ núi bất tử đều ông ông chấn động, dường như sắp không chịu nổi uy áp của người đang tới, hơn nữa còn sắp sụp đổ. Đó là Lạc Nhật Tiên Vương. Tuy cũng chỉ là hóa thân nhưng hóa thân lần này có vẻ càng mạnh hơn hóa thân lần trước.
Cách hạ phàm để tu hành khác nhau cho nên chiến lực tất nhiên cũng không giống nhau, ví dụ như vị này có trí nhớ tiên thiên, có nhận thức và đấu chiến tâm pháp của chân thân, thanh niên áo vàng lần trước không thể nào so sánh được. Cha, ta phải đi. Trên đỉnh núi Triệu Gia, Triệu Bân cắm ba nén hương vào lư hương. Phù Dung ở bên cạnh đã rơi lệ đầy mặt, chồng của bà ấy đã chết từ lâu, bây giờ đến cả con trai cũng phải rời đi, chuyến đi này của hắn gần như là đi vào tử lộ, hành trình vô cùng xa xôi. Lạc Nhật Tiên Vương từng bước định thân, dẫm lên hư không. Hắn ta không nhìn mọi người, chỉ nhìn Triệu Bân trên đỉnh núi. Triệu Bân cũng mặc kệ, sau khi thắp lên nén hương thì liền lùi lại hai ba bước, đứng sừng sững như một bức tượng đối mặt với thi thể của cha rồi cung kính lạy ba lạy, rồi sẽ có một ngày hắn đưa cha về nhà. Nghe nói người có một con tiểu thánh thú hả? Lời nói của Lạc Nhật Tiên Vương như có ma lực khiến cho tinh thần của người khác trở nên mơ hồ. Triệu Bân không trả lời, hắn quyết định im lặng vì đã sớm biết người tới không có ý định tốt đẹp gì. Chỉ có điều, nghe ngữ khí của đối phương thì có lẽ hắn ta không chỉ đến đây vì chuyện của thanh niên áo vàng. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện hẳn chu diệt một hóa thân khác thì bên ngoài rất ít người biết được. Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra thánh thú kỳ lân thì ta sẽ thưởng cho ngươi một bộ tiên pháp, thứ hai, ta sẽ tiễn ngươi lên đường, Lạc Nhật Tiên Vương thản nhiên nói. Không phải thương lượng mà giống như một vị hoàng đế đang hạ thánh chỉ. Ôi trời! Tên này thật kiêu ngạo. Nhóm cường giả thiên võ trong thành đều rất tỉnh táo, cũng không quá lo lắng. Trận trưởng của bọn họ đủ lớn, binh hùng tướng mạnh, bọn họ không ngại xông lên quần ẩu. Tên kia dám tới đây muốn cướp đi kỳ lân, đúng là quá kiêu ngạo. Ta, chờ ngươi thật lâu. Triệu Bân không nói gì, từng bước đi ra khỏi thành Thiên Thu. Đúng vậy. Hắn đang đợi Lạc Nhật Tiên Vương. Nếu không giải quyết xong kẻ này thì sao hắn có thể an tâm lên đường được? Nếu như ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lạc Nhật Tiên Vương lạnh lùng nói, ngay lập tức phất tay đánh ra tiên hải quét đến. Thấy vậy, Ma Quân cùng Ma Hậu phải phóng ra tiên lực cuồn cuộn, hợp lực đối kháng Lạc Nhật Tiên Vương. Để ta! Khí thế của Triệu Bân bùng nổ đẩy cả hai người vào trong thành. Sau đó hắn chém ra kiếm quang ngân hà bổ đôi tiên hải. Tiên thể vĩnh hằng. Nhìn thấy Triệu Bân lộ ra khí huyết, Lạc Nhật Tiên Vương híp mắt. Không hổ là tiên nhân hạ phàm, có nhãn giới vô cùng cao, liếc mắt một cái liền nhận ra huyết mạch của Triệu Bân, đúng là tiên thể vĩnh hằng trong truyền thuyết. Đây là chuyện mà hắn ta không ngờ tới, lúc trước ở điểm cuối Đông Hải hắn ta cũng không nhìn ra. Được lắm. Rất tốt. Đôi mắt của Lạc Nhật Tiên Vương như bùng lên ngọn lửa. Hắn ta vốn chỉ muốn đến cướp đi tiểu kỳ lân, không ngờ lại còn gặp được tiên thể vĩnh hằng, đúng là niềm vui bất ngờ. Nếu như hắn ta có thể hấp thụ huyết mạch nghịch thiên này rồi trở về tặng lại chân thân thì đúng là đại tạo hóa. Hắn ta không hề che giấu lòng tham của mình, chiến lực ngay lập tức bùng nổ. Không hổ là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương hạ phàm mang theo ký ức cùng thiên phú thần thông xuống trần gian, thiên âm ảo diệu là thứ mà thanh niên áo vàng lúc trước không thể sánh bằng. Triệu Bân cầm kiếm xông tới, chiến ý ngập trời. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn ở phàm giới. Keng! Triệu Bân chém ra kiếm quang ngân hà, lần thứ hai bổ đôi tiên hải. Lạc Nhật Tiên Vương cười lạnh, phất tay thi triển cấm pháp lôi Triệu Bân vào biển sao trời, chính xác mà nói thì đó là một không gian tách rời dưới hình dạng một biển sao trời. Lạc Nhật Tiên Vương đã rất tức giận, thậm chí còn động đến cấm pháp. Khí thế của hắn ta lại càng dâng lên mãnh liệt. Bên trong tiên hải lại diễn hóa ra dị tượng, đó là một tiên cảnh có núi cao san sát, sông suối ngang dọc, hoa cỏ cây cối đều như có linh tính. Chủ yếu chính là, Ý Uẩn. Hắn là một hóa thân mang theo đầy đủ trí nhớ hạ phàm, mang theo những cảm ngộ của chân thân, chỉ tính riêng chuyện này thì các hóa thân khác cũng không thể nào so sánh được với hắn ta. Ý Uẩn mà hắn ta đang bộc phát ra đã áp chế hoàn toàn uy thế của Triệu Bân. Tiên đạo, khô diệt thiên địa. Lạc Nhật Tiên Vương rú lên giận dữ, lại thi triển đại chiêu. Hắn ta biến ra một lốc xoáy màu đen kịt khổng lồ che kín bầu trời, nó đang xoay tròn cực nhanh, còn mang theo lực cắn nuốt cực mạnh, thế nhân tận mắt nhìn thấy một ngọn núi bị nuốt vào lốc xoáy, bên trong vang rền tiếng sấm mang theo lực hủy diệt. Sắc mặt Triệu Bân không chút thay đổi. Đối mặt với lốc xoáy đang ra sức cắn nuốt, hắn chỉ tung ra một quyền cực mạnh. Một quyền này đã phá nát lốc xoáy đang bao trùm bầu trời. Vẫn chưa kết thúc đâu. Lạc Nhật Tiên Vương giống lên vang trời vì tức giận, lại động đến cấm pháp.
hư không rung lên, một tiên kính khổng lồ từ ầm ầm hiện ra đứng thẳng trong biển sao trời, bên trong tiên kính có một không gian lớn liên tục phóng ra đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh ngập trời. Giống. Triệu Bân ngay lập tức thi triển thần long vẫy đuôi. Tất cả đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh đều bị đánh diệt, rồi hắn lại tung ra hám thiên quyền đánh nát tiên kính khiến cho nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ văng tung tóe như sao băng trên bầu trời. Phụt. Lạc Nhật Tiên Vương phun máu giàn giụa. Tiên cảnh hợp nhất với võ hồn của hắn ta cho nên đã khiến cho hắn ta gặp phản vệ đáng sợ. Nhưng hắn ta vẫn đứng sừng sững không ngã, hai tay kết ấn hình chữ thập. Bản mệnh, ngoại đạo pháp tướng. Hắn ta vừa dứt lời thì ở phía sau đã hiện lên một bóng người vô cùng nguy nga. Thế nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn, không biết bóng người nguy nga kia là thứ gì, chỉ biết nó vô cùng khổng lồ, còn có diện mạo quỷ dị cùng một đôi cánh, trên trán có một cái sừng, bộ dạng trông rất đáng sợ. Giết cho ta. Lạc Nhật Tiên Vương gầm lên một tiếng, ấn quyết lại thay đổi. Theo mệnh lệnh của hắn, bóng người nguy nga kia ngay lập tức tung ra một trưởng từ trên trời giáng xuống, trưởng ấn che mất ánh sáng của thế gian còn chưa hạ xuống thì uy áp đã khiến cho hàng loạt núi cao sụp đổ. Triệu Bân vẫn tiếp tục tung ra một quyền. Hắn dốc hết toàn lực tung ra hám thiên quyền bá thiên tuyệt địa hóa diệt trưởng ấn khổng lồ, bóng người nguy nga kia cũng đồng loạt băng diệt nổ thành huyết quang trên không trung. Vèo. Bên trong huyết quang lại có một mũi nhọn bắn ra. Nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra đó là một lá bùa màu đen, là một lá bùa cấp tiên rất đáng sợ, đang bay tới với tốc độ nhanh như chớp, vài giây nữa nó sẽ bay đến trước mặt Triệu Bân, mang theo uy lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Một tiếng nổ vang lên khiến cho thiên địa chấn động. Hư không đều bị mây đen bao phủ khiến cho mọi người thấy không rõ hư thật, cũng không nhìn thấy Triệu Bân, uy lực của lá bùa cấp tiên quá mạnh mẽ, đã khiến cho tầm mắt của quần chúng trở nên mơ hồ. Ngươi còn không chết. Lạc Nhật Tiên Vương lảo đảo đứng, nở nụ cười thật dữ tợn. Đó là lá bùa do chính chân thân vẽ ra, mặc dù bị càn khôn phàm giới áp chế nhưng uy lực vẫn vô cùng khủng bố, đừng nói là một phàm nhân, cho dù là một tiên nhân chúng đòn thì cũng sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức. Keng! Trong màn xương đen cuộn trào, một luồng kiếm quang màu vàng lại xuyên ra. Đó là chiêu thức của Triệu Bân, cùng chính là thiên diệt nguyên thần kiếm Lạc Nhật Tiên Dương còn đang đắc ý đã bất ngờ bị đâm chết vô hồn bị tách ra khỏi cơ thể nửa thân hồn thể tan thành hư vệ máu thịt be bét rơi xuống dưới điều này là không thể. Tiếng gầm giống của Lạc Nhật Tiên Vương dường như còn bộc phát ra ý uẩn. Bùa chú do chính Lạc Nhật Tiên Vương tạo ra cũng không thể làm nổ chết một phàm nhân. Ông! Bên trong sương mù đen lại có thêm một luồng kim quang bắn ra. Lần này thứ bắn ra là một thanh chiến mâu, nó nhanh như chớp xẹt qua hư vô, đóng đinh võ hồn của Lạc Nhật Tiên Vương lên bầu trời, hủy diệt hoàn toàn hồn thể của hắn ta. Á! Tiếng kêu rên của Lạc Nhật Tiên Vương nghe vô cùng thê lương. Cho dù hồn lực có mãnh liệt đến đâu cũng không ngăn được khí lực diệt vong. Hắn ta đã bị đánh bại. Hắn ta đã hoàn toàn bị đánh bại. Là do hắn ta quá yếu? Hay là do Triệu Bân quá mạnh mẽ? Hắn ta tỏ ra oai phong lẫm liệt phóng tới đây nhưng chẳng những không cướp được thánh thú kỳ lân mà còn mất mạng vào tay một phàm nhân, từ đầu đến cuối không hề đả thương được vào căn cơ của đối phương. Lão Phu cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Kẻ trừng phạt đã nhìn thấy tất cả, chỉ có thể thở dài. Không cần nhìn cũng biết vào giây phút này thì Lạc Nhật Tiên Vương ở tiên giới đang hết sức phiền muộn, lão ta phái hai hóa thân hạ phàm, trong đó có cả một hóa thân mang trí nhớ tu hành nhưng đều bị một phàm nhân tiêu diệt, hơn nữa còn là cùng một phàm nhân. Đây chẳng phải là tình huống đi ngàn dặm đến tặng đầu cho đối phương trong truyền thuyết hay sao? Chính xác, chân thân của Lạc Nhật Tiên Vương đang rất thất vọng. Lại là Triệu Bân. Hắn lại giết thêm một hóa thân khác của lão ta. Biển sao trời cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trên bầu trời chỉ còn lại một thân ảnh đẫm máu gầy yếu, hắn lại lập nên một chiến tích nghịch thiên, giết chết một hóa thân của tiên vương, đã chân chính trở thành kẻ bất khả chiến bại ở nhân gian, nếu như đăng tiên lộ vẫn còn thì hắn chắc chắn có thể đạp đất thành tiên. Đãi rượu, thiết yến, có rất nhiều người tràn ra khỏi thành Thiên Thu hoan hô. Thành chủ thành Thiên Thu thật sự quá oai phong, xứng đáng để bọn họ tự hào. Đừng tới đây. Triệu Bân quay lưng về phía thành Thiên Thu, giọng nói khàn khàn bình thản. Uy thế chuẩn tiên của hắn khiến cho vùng đất dưới chân trở thành một cấm địa, không ai có thể đặt chân vào, thậm chí mọi người còn liên tục bị đẩy ra ngoài, không thể tới gần. Hắn phải đi. Kể từ khi hắn rời khỏi thành Thiên Thu thì hắn đã không nghĩ sẽ quay trở lại.
Nụ cười vui vẻ của mọi người dần dần mai một, bọn họ đã biết ngụ ý của Triệu Bân, hắn đã vô địch ở nhân gian cho nên phải đi trên hồng trần lộ, hành trình đó cũng là một hành trình nghịch thiên. Sau này gặp lại, Triệu Bân cười khan rồi bước đi càng lúc càng xa. Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu nhìn lại, chỉ để lại cho thân nhân cùng bạn bè trong thành Thiên Thu một bóng lưng ảm đạm, nhưng khuôn mặt cùng dáng vẻ của hắn đã khắc sâu vào linh hồn của bọn họ từ lâu. Sau này gặp lại, Nhược Thủy vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước. Bên cạnh cô bé, Nhan Như Ngọc, Nhóc Hám Tiền, Huyễn Mộc, Xích Hiên cũng rơm rớm nước mắt. Sau này gặp lại, Ma Tử hít sâu một hơi, nhìn theo bóng lưng Triệu Bân đi xa. Tương tự như vậy, Ngưu Anh, Kiếm Nam, Một Chiêu Tuyết, Lâm Tà, Tô Vũ, Tinh Hồn, Man Đằng, Tiểu Vô Niệm, Vương Trác, Tiểu Bất Phàm, Quỷ Đầu To, Tiểu Vũ Linh cũng đều đang nhìn theo. Ta một chút cũng chưa kịp chuẩn bị, lão già dâu chữ bát thở dài buồn bã nói. Hắn là chân long, phải bay lên 9 tầng mây, lão đạo áo liệm thâm trầm nói. Lời này không ai phản bác, từ khi bắt đầu tu luyện võ đạo hắn luôn phải đi trên những con đường nghịch thiên. Ngày này tháng nọ năm kia, người nào đó đã đi rồi, Diêm La Mặt Quỷ lại lấy ra quyển sổ nhỏ, hạ bút viết một chút, Lạc Hà đã ngủ say, hắn ta sẽ thay cô ta ghi nhớ chuyện này. Tại sao ta lại buồn thế nhỉ, Thương Khung lẩm bẩm. Suốt 8.000 năm ông ta mới được gặp một hậu bối tài giỏi đến thế, vậy mà đã đi rồi sao? 2. Dưới bầu trời, có rất nhiều tiếng thở dài. Người đó đã đi rồi. Lần này từ biệt không biết năm nào mới có thể gặp lại. Lần này từ biệt có lẽ cũng là vĩnh biệt. Dưới ánh trăng, Triệu Bân vừa đi vừa uống rượu, đi thẳng về hướng đông. Mệnh cách thiên sát cô tinh đã định cho hắn một đời cô tịch. Vừa đi tới một nơi thì hắn liền biến mất. Hoặc là nói, hắn đã đụng phải không gian thay đổi. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì đang ở một vùng biển rộng mênh mông vô bờ. Nơi đây là Nam Vực, bây giờ đã trở thành địa bàn của Triều Long Đại Hạ. Trời xui đất khiến. Đến nơi đến chốn. Triệu Bân đưa mắt nhìn bốn phía thật lâu, một lần không gian thay đổi không lường trước đã đưa hắn đến cực Nam Đại Hạ. Chẳng lẽ muốn hắn đi lại từ đầu hay sao? Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải nhìn kỹ nơi này trước khi rời đi. Hắn nâng bước, đón gió đêm đạp hải chiều mà đi. Mãi cho đến khi bước lên một hòn đảo nhỏ thì hắn mới ngừng lại. Nằm dưới một cây cổ thụ là một con hồ ly nhỏ, nó chính là cửu vĩ tiên hồ của Long Phi. Phải đi sao? Hắn cũng ngồi xuống một lúc lâu. Đêm đó, Long Phi đã táng thân ở đây. Không biết đến khi nào thì hắn mới đứng dậy rồi biến mất vào trong màn đêm. Thành Vong Cổ, quê hương của hắn. Sau khi trải qua một phen chiến hỏa, tòa thành nhỏ này đã khôi phục sinh khí, mặc dù đêm đã dần khuya nhưng trên phố vẫn phồn hoa náo nhiệt, hắn khoác hắc bào lướt qua dòng người, không người nào biết hắn là ai, chỉ đơn giản là một người lữ khách. Ở phía đối diện có một bóng hình xinh đẹp đang bước tới. Người đó chính là Liễu Như Nguyệt cũng đang ở thành Vong Cổ. Ân ân oán oán, chỉ còn một cái gặp thoáng qua. Hửm. Sau khi đi được một đoạn đường, Liễu Như Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua đám đông náo nhiệt. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, Liễu Như Nguyệt không nhìn nữa, quay lại rời đi. Triệu Bân đã gặp lại rất nhiều bạn cũ, Dương Hùng, Lão Huyền Không, Lỗ Máng, Lão Dương Đầu, Dương Đại, Võ Nhị. Hắn không hề hiện thân, chỉ giống như một khách qua đường. Đi đến trước phủ đệ Triệu gia, hắn lại dừng bước. Sau chiến tranh, thiên hạ đại định, tứ hải thái bình, đã có người của Triệu gia lục tục trở về, trùng tu phủ đệ Triệu gia. Hắn nhìn thấy Triệu Xuyên, lúc này đã là gia chủ của Triệu gia, hắn ta đã trùng tu lại tòa phủ đệ giống hệt trong trí nhớ của hắn, cũng ấm áp như trong trí nhớ, vừa nhìn thấy liền cảm thấy tinh thần dao động. Đồ nhi, Nguyệt thần đột nhiên lên tiếng khiến cho hắn bừng tỉnh. Triệu Bân dương mắt nhìn vào thần thức. Nguyệt thần đã đứng dậy bước xuống khỏi mặt trăng. Ta, phải đi đây, Nguyệt thần cười nhẹ nói. Đi đâu? Hồi thần giới. Lên đường bình an, Triệu Bân mỉm cười nói. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Nguyệt thần vươn tay trong ý thức vỗ nhẹ lên gương mặt Triệu Bân. Sau khi nói xong câu này, cô ta giống như một luồng thần quang mộng ảo bay thẳng lên bầu trời. Đây là lần đầu tiên cô ta bước ra khỏi ý thức của Triệu Bân kể từ khi kích hoạt chúc phúc chín kiếp. Cô ta đã không chọn sai người thanh niên Triệu Bân này so với tưởng tượng của cô ta thì lại càng kinh diễm hơn,
cô ta ban cho Triệu Bân cơ duyên, Triệu Bân cùng mang lại cho cô ta một đại tạo hóa, cô ta chỉ mong đề nhi của mình có thể một đường khải hoàn. Ây da! Nguyệt thần vẫn chưa vào chốn hư vô thì đã nghe thấy tiếng gào to. Là chúc không kẻ trừng phạt của phàm giới, lão ta vốn đang nghiên cứu nước cờ thì đột nhiên cảm nhận được thần lực xuất hiện trong tích tắc, đôi mắt mở to nhìn sang. Đúng là cô nương Nguyệt thần kia, bất chợt xuất hiện, mà lại là trạng thái hồn thể. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Nếu như đã đến phàm giới thì đừng rời khỏi nữa. Advertisement. Chúc không thầm mắng, cách không dò xét. Ân tình đầu tiên là, thả cô ta đi, Triệu Bân lập tức lên tiếng. Chúc không nghe vậy thì nhăn mi nhưng lão ta thật sự đã dừng lại. Lão ta là thần, ân tình đã mắc nợ thì nhất định phải trả lại. Chỉ trong chớp mắt, Nguyệt thần đã biến mất. Thần minh mà, dù chỉ là tàn hồn, cô ta vẫn có con đường đặc biệt. Cô ta rất muốn dẫn Triệu Bân theo cùng nhưng đáng tiếc, phàm giới có càn khôn ngăn cản việc này. Triệu Bân khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, nhìn theo Nguyệt thần rời đi. Một hồi lâu, hắn mới thu mắt, nhìn vào trong ý thức. Nguyệt thần đã đi nhưng vầng trăng vẫn còn lơ lửng nơi đó giống như một giấc mơ xa xôi, khiến hắn nhìn đến thất thần. Năm xưa, hắn đã gặp Nguyệt thần ở thành Vong Cổ. Bây giờ, hắn lại tiễn chân cô ta tại thành Vong Cổ. Mặc dù vị thần có tên là Tú Nhi đó cứ giam ba ngày lại gài hắn một lần nhưng cô ta cũng là một người sư phụ tận tụy, hắn đã quen với sự có mặt của Nguyệt thần trong ý thức, giờ cô ta đi rồi, hắn thật sự thấy không quen. Nhóc con, ngươi được lắm đấy. Tiếng chúc không từ bên ngoài truyền đến. Rõ rồi. Giờ thì lão ta đã hiểu hết rồi. Thảo nào Triệu Bân lại lợi hại đến vậy. Hèn chi hắn lại biết nhiều bí quyết không truyền ra ngoài như thế. Chẳng trách Triệu Bân đi đến đâu cũng gặp được cơ duyên. Hóa ra có một vị thần ẩn náu trong người tên nhóc đó. Hơn nữa còn là Nguyệt thần. Điều đó có nghĩa là từ đầu tới cuối, người đánh cờ với lão ta đều không phải là Triệu Bân mà là Nguyệt thần đáng chém ngàn đao kia. Gặp phải đồ đệ của thần cờ, lão ta có thể thắng được mới lạ, hai ân tình kia đúng là thua đầy uất ức. Mắng thì mắng vậy thôi. Nhưng nợ ân tình thì vẫn phải trả. Lão ta là thần, hứa hẹn sẽ được công nhân, được hư vô chấp thuận. Khó ở là ở chỗ đó. Nếu lão ta dám nuốt lời, đó sẽ biến thành nghiệp chướng. Lão ta còn muốn đột phá thần vị cao hơn nên không thể để xảy ra trục trặc được. Triệu Bân lại ra đi, lúc ngang qua thành Thanh Phong. Hắn còn ghé thăm bạn cũ. Bạn cũ ở đây là đang chỉ Yến Thiên Phong và Thanh Giao, họ đã về lại cố hương nhiều ngày trước rồi, hiện tại đang đắm mình dưới ánh trăng, say mê gảy đàn. Advertisement. Lúc Triệu Bân đến, tiếng đàn tức khắc im bặt. Thanh Giao đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi viện nhưng lại không nhìn thấy gì. Một cái giếng cạn ở nơi hoang sơn dã lĩnh, tĩnh mịch hắc ám. Lúc Triệu Bân đi ngang qua đó, hắn dừng bước một chút. Năm xưa, hắn và U Lan đã lánh nạn ở đây khi bị truy sát. Cũng vào năm đó, hắn đã tìm thấy đèn trường minh trong cái giếng này. Không nhìn nữa, Triệu Bân tiếp tục lên đường. Sau khi hắn rời đi, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại nơi này. Là U Lan người từng là sát thủ của La Sinh Môn, có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Cô ta nhảy xuống cái giếng cạn, rất lâu sau cũng không ra tới. Nơi đây có ký ức đẹp nhất trong đời cô ta. Một người tên Triệu Bân đã kéo cô ta từ địa ngục trở lại nhân gian. Mộ vua Âm Nguyệt. Triệu Bân tưới rượu để lễ tế vua Âm Nguyệt. Đến nay, vùng đất U Minh vẫn đang bị đóng chặt, dù là cảnh giới chuẩn tiên như hắn thì cũng không cách nào triệu hồi đối phương. Một lúc sau, một cô gái bước ra từ trong mộ. Là Tử Linh người giữ mộ vua Âm Nguyệt, khi nhìn thấy rượu trước mộ thì bất giác nhìn quanh bốn phía. Triệu Bân đi mãi thì đến biên quan Đông Nam. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy nữ soái Xích Diễm đang đứng trên thành. Liên hỏa rực cháy trong bảo liên đang đeo bên người cô ta, nó đang nuôi dưỡng linh hồn của Sở Vô Xương. Hy vọng cô sớm ngày được phục sinh. Triệu Bân lẩm bẩm rồi chậm chậm quay đi. Sở Lam quay đầu lại nhìn, ngọn lửa của bảo liên đăng cũng lắc lư. Có một ngôi mộ nhỏ cách biên quan không xa, có một cô gái đang tựa lên bia mộ ngủ thiếp đi. Chẳng phải ai khác, là Phượng Vũ. Bên trong mộ là anh trai của cô ta, hắn ta bị ân minh hãm hại, giam trong khổ ngục rồi đưa ra chiến trường làm vật hy sinh. Gió lạnh thổi đến làm cơ thể cô ta co rúm lại. Lúc cô gái này mở mắt, trên người đã được phủ một chiếc áo choàng, lư hương trước mộ cũng có thêm ba nén hương. Triệu Bân vẫn tiếp tục đi.
Năm xưa hắn một lòng xuôi tới Bắc là để báo thù cho cha và cứu mẹ. Giờ hắn vẫn đi về phía Bắc, con đường hắn phải đi dài hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Đêm khuya thanh tĩnh. Advertisement. Triệu Bân lang thang trong đêm đen như oan hồn dã quỷ. Lộp cộp. Có tiếng hò hét từ trong núi vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong lòng hắn. Một đội ngũ áp tải, trong đó có cô gái đang cưỡi ngựa, trên thân mặc một bộ đồ ôm người, phong thái phi phàm. Tịch Linh. Triệu Bân thầm lẩm bẩm rồi khẽ khàng tiến đến, ký ức ngày xưa lại trỗi dậy trong đầu. Năm ấy, hắn bị ma tử truy sát, khi lăn xuống sườn núi đã được Tịch Linh cứu trong lúc áp tiêu, mảnh thanh giác mà hắn có được cũng là từ cô gái này, không ngờ lại gặp lại nhau ở cùng một nơi thế này. Tiểu thư, sẽ không gặp hắn lại nữa đâu. Ta thích đi con đường này. Đoàn áp tải càng đi càng xa. Bóng dáng Triệu Bân cũng càng lúc càng lẻ loi. Sau đó lại đến sông Vong Xuyên đốt cho Mộng Điệp một nén nhang. Rồi tới thôn Sơn Hà bái tế vua Man đời đầu. Ở mộ cổ cô Sơn, hắn ngồi ôm bộ áo cưới của Diệu Ngữ rất lâu. Đêm ở Thiên Tông lặng lẽ và yên ả. Triệu Bân lên đỉnh Tử Trúc, vừa hay gặp Mục Thanh Hàn đang múa kiếm dưới trăng. Trước mộ Vân Yên có lãng đãng những cánh hoa rơi, là loại hoa mà sư phụ này của hắn thích nhất. Triệu Bân đứng trên đỉnh núi, trông ra toàn bộ Thiên Tông, có thể thấy Dương Huyền Tông đang ngồi uống trà trong đình nghỉ mát, thấy lão đạo Âu Dương đang luyện khí, thấy Đan Huyền đang luyện đan, thấy lão Trần Huyền đang xem hàng nóng, thấy Chư Cát Huyền Đạo. Hắn nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ đi. Đế đô trong đêm vẫn phồn hoa náo nhiệt. Luôn có một tên đầu chọc cứ mãi chạy theo đuôi Đào Tiên Tử. Sau đó lại bị ăn mắng cho một trận, thế nhưng vẫn cứ mặt dày không từ bỏ. Triệu Bân đến thăm Linh Lung thì thấy cô ta đang vẽ tranh, hình như là đang vẽ hắn. Hắn vào Hoàng Cung, tặng Long Dương một bộ tiên pháp, tặng Vũ Linh một cơ duyên, trước khi đi còn để lại cho Long Chiến một và rượu ngon vào đông đi hết một vòng, cuối cùng hắn cùng hai. Đường Hồng Trần đến điểm tận cùng của trời đất vẫn oanh liệt như thế. Ân tình thứ hai, bảo vệ đại hạ. Triệu Bân khẽ nói, đương nhiên là đang nói với kẻ trừng phạt. Trúc không nghe thấy thế thì mặt mày lại tối sầm. Ân tình thứ ba. Advertisement. Triệu Bân không nói rõ, ân tình này hắn để dành cho người thân và bạn bè. Những ngày nào đó, bạn bè hay người thân gặp phải biến cố bất ngờ, có thể tìm đến kẻ trừng phạt. Phàm giới. Ta đi đây. Hắn nhìn lại thế giới lần cuối rồi bước sang đoạn đường tiếp theo. Triệu Bân tiến vào Hồng Trần Lộ, đó lại là một cảnh tượng khác. Nhìn từ bên ngoài là bầu trời sao, tiến vào là sa mạc, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không phân rõ phương hướng. Đây là Hồng Trần Lộ sao? Triệu Bân lẩm bẩm, sải bước đi. Hắn đạp không mà đi, cơ mà làm gì được khi có sức mạnh thần bí ngăn trở. Có ai không? Hắn gọi suốt dọc đường, sức mạnh nguyên thần bộc phát toàn bộ. Nhưng bốn bề vẫn không có hồi âm. Chỗ này không có sinh khí, cũng không có linh lực, chỉ có cát vàng bay bay. Không có chút dấu vết, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau cũng không thấy dấu chân nào. Hắn vẫn độc bước một mình. Lẻ loi đi về phía trước. Cái thằng danh này. Không ai nghe thấy được tiếng mắng đó. Là kẻ trừng phạt, nửa đêm nửa hôm không ngủ, lão ta ngồi vắt chân trên mỏm đá hút thuốc, nhìn Hồng Trần Lộ với vẻ mặt u ám. Lão ta là thần, đương nhiên có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đương nhiên có thể thấy Triệu Bân, không biết tại sao lão ta cứ muốn bắt tên đó về phàm giới, để trà đạp hắn 10 phút. Khá lâu sau, lão ta cũng không còn nhìn thấy nữa. Đó là hạn chế bởi càn khôn, giới hạn tầm nhìn của thần linh. Nơi chân trời tụ đầy bóng người, đều là bạn bè và người thân của Triệu Bân, có nam có nữ, có già có trẻ. Họ đứng ở đó rất lâu, không phải ai cũng có thể vào được Hồng Trần Lộ, chỉ có cảnh giới chuẩn tiên mới được. Nói đến cảnh giới chuẩn tiên thì sao thiếu được ma quân, ma hậu và Hồng Uyên cứ mỗi khi đến đêm khuya thanh vắng là lại có thể nhìn thấy bóng dáng bạn họ đang ngước nhìn bầu trời sao bao la suy nghĩ bay xa. Họ còn chưa khám phá Hồng Trần, chưa hiểu ảo huyền của cuộc đời nên luôn không dám đặt chân lên con đường này. Ma quân và ma hậu đã rời đi, họ phải đi thăm thú nhân gian. Hồng Uyên cũng đã rời khỏi, ông ta muốn đi xa một lần để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Triệu Bân. Advertisement. Một ngày nọ, có tiếng gọi từ tận tâm can vang lên ở nơi cuối chân trời. Liễu Tâm như tỉnh lại rồi, nàng khóc nức nở nhưng chẳng có được hồi âm. Nàng bỏ đi, theo sau nàng là Tiểu Kỳ Lân, nó cúi gằm đầu, ủ rũ. Ngày ấy,
nàng dọn ra khỏi thành Thiên Thu, đưa Phù Dung và Lạc Hà đang bị phong ấn trở về cố hương của Triệu Bân. Cũng trong hôm đó, rất nhiều người khác cũng dọn đi. Bạch gia, Nhan gia trở về Nam Vực, Tần gia về Đông Hải, Thiên Âm Các quay lại Tây Nhạc, Tư Không gia về Bắc Cương. Ai ở đâu thì về lại nấy. Mọi người đều rời đi, thành Thiên Thu rộng lớn trở nên trống trải hơn. Ngươi không đi sao? Ở cổng thành, Phượng Vũ nhẹ nhàng hỏi. Mệt rồi, ở đây nghỉ ngơi, Ma Tử uống một ngụm rượu. Phượng Vũ mỉm cười rồi đi xa, cô ta phải đến thành Thương Lang, là nơi đầu tiên cô ta và Triệu Bân gặp nhau. Thế giới rất rộng lớn, bọn ta đi ngao du đây. Vương Trác và tên dâu chữ Bát vỗ vai Ma Tử rồi lập đội lên đường. Đương nhiên Ma Tử không ngăn họ, hôm nào cũng có người rời đi, hắn ta cứ tiễn hết người này đến người khác. Nhưng bọn họ đều sẽ quay lại. Nếu có một ngày thành Thiên Thu gặp nạn, những người đó sẽ từ bốn phương kéo về chi viện nơi đây. Hồng Trần Lộ. Lần đầu tiên Triệu Bân dừng lại, nhìn về một nơi cách đó không xa. Ở nơi đó có một cái cây, nói đúng hơn là một thân cây khô, không có một cái lá nào cả. Hắn dùng hết thị lực để nhìn thì thấy có một người đang nằm tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Lúc đến gần, hắn khá bất ngờ khi biết đó là Lão Phúc Thọ, một con người đáng thương. Lão ta từng xin hắn một vò rượu để uống khi gặp ở tận cùng Đông Hải, lúc thọ nguyên sắp hết, lão ta từng lê thân giả đến Hồng Trần Lộ. Chẳng ngờ, lão ta vẫn chưa đến được tiên giới là đã ngã ở dọc đường rồi. Triệu Bân không nói gì, thu Lão Phúc Thọ vào trong nhẫn ma. Nếu hắn có thể đi đến cuối con đường thì hắn sẽ chôn lão ta ở tiên giới, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của lão tiền bối này. Ba ngày sau, advertisement. Triệu Bân dừng lại một lần nữa. Cát vàng chảy dưới chân để lộ ra nửa bộ hài cốt, chắc cũng là người xông vào Hồng Trần Lộ, chết ở đây vì kiệt sức, bị cát vàng vùi lấp, bị phong hóa bởi năm tháng, để lại sự nuối tiếc một đời. Triệu Bân chắp tay bái lạy rồi tiếp tục lên đường. Những ngày sau đó, hắn gặp được càng nhiều hài cốt. Advertisement. Sa mạc bất tận không biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Triệu Bân không dừng lại nữa, để lại những người đi trước phía sau lưng. Hoặc biết đâu chừng, tương lai sắp tới, hắn cũng sẽ trở thành một người trong số họ, cũng sẽ bị chôn thân trong sa mạc này. Tính nhầm thời gian thì cũng sắp thấy máu rồi. Kẻ trừng phạt ở phàm giới nói với giọng đầy cảm xúc. Thấy máu hay không thì Triệu Bân chẳng biết, nhưng hắn đã nhìn thấy một ốc đảo. Từ khi đặt chân lên Hồng Trần Lộ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ có màu sắc không giống với sa mạc. Thật sự là một ốc đảo, cây cối mọc tùm. Suối chảy róc rách, sinh khí dồi dào. Ảo giác. Triệu Bân lẩm bẩm, nguyên thần cũng rung lên theo. Ốc đảo trong sa mạc lập tức biến mất tăm, hình ảnh sau đó vẫn lại là cát vàng tung bay, nhưng tận sâu trong đó lại ẩn chứa một luồng tà khí, chú ý kỹ thì còn có thể nghe được tiếng gào thét và khóc than. Gió mạnh lập tức kéo đến. Có một bóng người máu me be bét khắp người bò ra từ trong sa mạc, trông giống tà linh, cũng giống oán hồn, đôi mắt nhoáng lên ánh sáng lờ mờ. Miệng chảy nước dãi màu máu, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ dưới địa ngục. Yêu tùy. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn biết đó là thứ gì. Trong Huyền Môn Thiên Thư có viết, ác niệm của chúng sinh nhuốm máu trở thành tùy, là một loại tà vật có linh hồn nhưng lại không có tâm trí. Gào. Lúc hắn đang nhìn thì yêu tùy đã nhào tới với vẻ mặt hung dữ. Nó không phải là một yêu tùy bình thường mà được âm sát bao trùm, huyết sát cuộn trào. Chỉ xét về khí thế và phong thái thôi đã không thua kém gì chuẩn tiên của phàm giới rồi. Nó vẫn chưa đụng tới Triệu Bân thì miệng đã có huyết quang phóng ra, còn mắt thì đã lóe tia lửa điện rồi. Keng! Triệu Bân vẫn tiến về trước, kiếm khí huyền hoàng phóng ra. Yêu tụy vừa mới tấn công đến gần thì đã bị kiếm khí chém phải. Nó thét chói tai, tràn đầy thảm thiết. Tiếng gào khóc của nó như chứa một loại ma lực, kêu gọi càng yêu tụy đến. Sa mạc đã không còn bình yên nữa, cát vàng tung bay khắp trời đất, những bóng hình đầy máu liên tục bè lên từ dưới sa mạc, có mang hình người. Cũng có thứ mang hình thủ, đủ các trạng thái nhưng vẻ mặt thì đều hung ác như nhau. Triệu Bân thấy vậy thì chau mày. Vài ba con tà vật thì hắn chẳng sợ, nhưng giờ số lượng lại đông nghịt, cứ như thủy triều, tính theo tu vi dưới phàm giới thì con yếu nhất cũng là huyền dương đỉnh cao rồi. Sao Hồng Trần Lộ lại có nhiều yêu tụy đến vậy chứ? Là thử thách mà thượng giới tạo ra để khảo nghiệm người phàm đến từ hạ giới sao? Advertisement. Vù. Triệu Bân rút Long Uyên ra rồi xông qua chém giết nhanh như một tia sáng. Yêu tụy như cơn sóng thủy triều,
con trước ngã xuống thì con sau tiến lên, không hề biết sợ, cả đám ngã xuống cũng có cả đám khác nhào tới, như thể không khiến Triệu Bân tan xương nát thịt thì quyết không thôi. Giống như Trúc không dự đoán, Triệu Bân bê bết máu rồi. Hắn vô địch nhân gian thật đấy, nhưng cũng không chịu nổi quần ẩu. Đủ khổ sở nhỉ. Trúc không cất lời thâm trầm, chẳng mấy coi trọng Triệu Bân. Lão ta là kẻ trừng phạt, trông coi nhân gian qua vô số tháng năm, chứng kiến nhân tài hào kiệt đời này qua đời khác. Những kẻ có thể sánh ngang cùng Triệu Bân thậm chí vượt qua Triệu Bân có cả đống, tiếc rằng từ xưa đến nay không một ai có thể xông qua hồng trần lộ. Đó là con đường chết, hy vọng gần như tiệm cận với tuyệt vọng. Nửa bầu rượu dốc vào bụng, lão ta lại thi triển thần lực thêm lần nữa. Kẻ gánh vác phàm giới mà, không thể nào ngồi chơi mà không làm việc. Tọa trấn nhân gian là nhiệm vụ của lão ta. Mà nắn chỉnh càn khôn là sứ mệnh của lão ta. Phen này hao tốn khá nhiều thời gian, tấm thân già của ông ta cũng mệt mỏi lắm đấy. Đợi đến khi lão ta ngồi xuống lần nữa, lại thấy ở tận cùng của Đông Hải lố nhố bóng người, đa phần là thân hữu của Triệu Bân, hơn nữa toàn là những bóng dáng yêu kiều. Có thể thấy nhan như ngọc hay bạch nhật mộng, cứ cách một khoảng thời gian sẽ tới một chuyến. 3 năm rồi. Người đó đi 3 năm rồi. Không ai biết, Triệu Bân đã vượt qua hồng trần lộ hay chưa. Dù là kẻ trừng phạt cũng không chắc chắn, bởi vì lão ta không chắc chắn. Hồng trần lộ. Cát vàng bay mịt mùng. Triệu Bân y phục rách dưới, sách kiếm Long Uyên đang nhỏ máu, bước đi loạng choạng, lảo đảo trên đường. 3 năm rồi. Hắn xung phong trên hồng trần lệ 3 năm nay roi. Thế nhưng hắn vẫn chưa trông thấy điểm kết thúc. Những trận tàn sát không phân biệt ngày đêm khiến khí huyết của hắn rệu rã. Con đường bất phàm này không có sức sống, cũng không có lệnh khi chỉ có cát vàng và growl. Trong bóng tối, lại là những tiếng gào thét bạo ngược. Yêu tụy lại tới rồi, mỗi lần xuất hiện chẳng bao giờ chỉ có vài ba con, lúc nào cũng đen thui cả một vùng như sóng thủy triều, cuốn bay trời đất, cuồn cuộn không ngớt, không giết sạch sinh linh trên con đường này thì không tiêu tán. Đánh! Triệu Bân siết chặt kiếm Long Uyên, tiếp tục lao ra lần nữa. Advertisement! Từ trên trời nhìn xuống, hắn như hạt cát giữa sa mạc, gian nan tiến về phía trước trong biển cả mênh mông. Mỗi bước đi của hắn đều phải trả giá bằng máu tươi đầm đìa. Yêu tụy quá nhiều, lấp đầy cả sa mạc u ám. Hắn rất kiên định, dù ngã xuống hết lần này đến lần khác, vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu hết lần này đến lần khác. Không ai biết được rốt cuộc hắn đã chém giết bao lâu, chỉ biết rằng phàm giới lại trải qua 10 năm hoa nở hoa tàn. Vẫn là chân trời. Thân hữu của hắn vẫn lần lượt chạy tới nơi này. Đại ca ca. Nhược Thủy đứng bên bầu trời sao, cất tiếng gọi rất lâu. Thế nhưng cô nhóc không hề nhận được lời hồi đáp từ người đó. Năm thứ 11. Thành Thiên Thu bỗng xuất hiện sấm sét. Đó là thiên kiếp. Ma tử đột phá rồi, cuối cùng hắn ta cũng tấn cấp lên cảnh giới thiên võ. Cùng năm đó, Nam Vực cũng xuất hiện một trận thiên kiếp, đó là kiếp thiên võ của Nhan Như Ngọc. Năm thứ 13. Thành Vong Cổ có khải tượng đầy trời. Thể thiên linh che già măng mọc, cường thế vấn đỉnh thiên võ. Sau thiên kiếp, nàng dẫn theo Phù Dung tới nơi cuối trời. Một người là thê tử, một người là thân mẫu, ai nấy nước mắt rưng rưng. Năm thứ 15, Nam Vực Minh Mang lại xuất hiện sấm chớp. Nhóc hám tiền rũ bỏ vẻ ngoài trần tục, chạm tới cảnh giới thiên võ. Cùng trong đêm hôm ấy, Thành Thanh Phong có một luồng sáng vọt thẳng lên trời. Thanh Giao cũng nghịch thiên mà tấn cấp. Có lẽ vì huyết mạch gặp chút vấn đề nên chịu phản phệ, thiên kiếp quá hung hiểm, suýt chút nữa khiến cô ấy bỏ mạng. Năm thứ 21, Tê Vũ và Lâm Tà đồng loạt xông lên bầu trời tấn cấp thiên và không phân biệt trước sau. Sau đó đến lượt Kiến Nam, anh chàng đẹp trai cả trăm năm không thấy mặt này suýt chút nữa bị thiên kiếp chém thành trẻ. Đêm đó có không biết bao nhiêu mỹ nữ tới tư không ra, toàn là tình nhân cũ. Năm thứ 28, Mục Thanh Hàn thăng cấp khi đang du ngoạn, trong lúc nguy nan còn gặp phải biến cố. Hay nói cách khác, có kẻ không thù không oán tấn công nàng ta, khiến nàng ta suýt chút nữa lên đường xuống hoàng tuyền. Advertisement. Thế hệ mới thực sự vươn lên. Thời đại huy hoàng của phàm giới càng thêm rực rỡ. Đây là dấu hiệu cho thấy lão phu sắp được giải thoát trước thời hạn nhỉ. Trúc không khoanh chân ngồi trên mỏm đá, nhắm mắt bấm ngón tay tính toán. Càn khôn của phàm giới lại đang thay đổi, áp chế năm nay yếu hơn năm trước, tuy rằng công lao của lão ta không thể bỏ qua, nhưng công lao thực sự vẫn đến từ những người đứng đầu của thần giới. Chắc hẳn họ đã ăn ý với nhau,
liên hợp tu sửa càn khôn. Cũng có nghĩa là, đăng tiên lộ có khả năng được đáp lại trước thời hạn. Đối với phàm giới mà nói, đây là một thông tin cực lớn. Nhưng đối với Triệu Bân mà nói thì đây là một hành động nhảm nhí. Nếu kết cục này xuất hiện sớm hơn, hắn đợi tới khi mấy trăm tuổi cũng được, còn khá hơn là chật vật gian nan trên hồng trần lộ. Đêm. Hồng trần lộ. Triệu Bân giống như cô hồn dã quỷ lang thang trong đêm tối. So với ngày trước thì bây giờ trông hắn già hơn khá nhiều, mái tóc rũ rượi, miệng lởm chởm râu, đôi mắt vốn thâm sâu cũng trở nên đục ngầu. Mấy chục năm, ngày lại qua ngày, hắn chưa từng chợp mắt, thân thể chằng chịt thương tích, đến cả nguyên thần bản mệnh cũng dần dần tan rã, tinh lực đã cạn kiệt. Thế nên mới nói đây là đường chết. Người có nguyên thần như hắn mà còn thê thảm đến vậy, huống hồ là những phàm nhân khác. Ở phía trước, lại tới một gốc cây khác, vẫn là một gốc cổ thụ khô khốc. Triệu Bân lảo đảo bước tới, mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây, mệt mỏi ngủ thiếp tiếp, mặc cho gió điên cuồng rít gào, liên tục thổi tung mái tóc dài của hắn, cũng liên tục đánh vào mặt hắn. 60 năm rồi, hắn đã ở trên hồng trần trọn vẹn lục thập hoa giáp. Nhưng phía trước vẫn cứ mờ mịt, không thể trông thấy tận cùng của phàm nhân. Gào, yêu tụy không hiểu ý, lại gào thét lần nữa. Triệu Bân chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là vật đen ngòm bao vây từ bốn phương tâm hướng, giống như những con ác quỷ bè ra khỏi địa ngục, cùng giống như những con sói đội hung ác coi hắn như con mồi. Lại một lần nữa hắn siết chặt long uyên. Trận tàn sát trong âm thầm, không một ai trông thấy được. Đây là đường chết, đây cũng là đường máu. Nhân lại, cảnh tượng phồn hoa lại đạt tới đỉnh cao mới. Càn khôn biến ảo, trời đất thay áo mới. Trong âm thầm, áp chế lại yếu đi khá nhiều, 60 năm một hoa giáp, dường như cũng là một vòng luân hồi, phàm giới nghênh đón làn sóng tấn cấp mới, từ ngưng nguyên tới chuẩn tiên, mỗi ngày đều có thể trông thấy thiên kiếp. Thành thiên thu vô cùng náo nhiệt, nhiều người quay về cố hương. Bao năm không gặp, những người bạn thân thiết khi xưa đã niết bàn thoát biến, nhắc lại chuyện năm ấy, nhớ tới người năm ấy, họ cảm thán thế sự biến thiên, cũng cảm khái năm tháng thấm thoát, mới chớp mắt đã qua một hoa giáp rồi. Tận cùng của Đông Hải. Bầu trời sao vẫn lốm đốm sáng. Nơi này giống như một thánh địa, gần như ngày nào cũng có người tới, đa phần là một lão bối dắt theo vài ba hậu bối. Họ tới đây ngó về chân trời, cũng trông theo dấu chân của người đó, đi suốt 60 năm rồi. Năm thứ 65. Bên phía đế đô có sấm chớp xuất hiện. Lại là kiếp thiên võ, lần này là của Hoàng Phi Vũ Linh. Bà ấy dùng mất 65 năm mới niết bàn thể phách lần nữa. Cuối cùng cũng sải bước đi ấy, mỹ nữ đệ nhất thiên hạ vẫn cứ phong hoa tuyệt đại. 5 năm sau đó, làn sóng tấn cấp tiến vào thời kỳ đỉnh cao nhất. Huy hoàng thịnh thế của thế giới loài người cũng đạt tới cực điểm, cảnh giới thiên võ chí cao vô thượng ngày xưa như biến thành củ cải vậy, gần như thành trì nào, gia tộc nào cũng có cao thủ thiên võ. Năm thứ 85, lãnh thổ đại hạ nghênh đón cao thủ chuẩn tiên thứ tư. Người đó là Thương Khung. Căn cơ 8.000 năm tất nhiên không thể đùa được. Năm thứ 90, làn sóng tấn cấp mới bắt đầu hạ màn. Áp chế của càn khôn cuối cùng cũng ổn định rồi, tốc độ suy yếu cũng chậm hơn khá nhiều so với trước đây, nhưng sức sống ở nhân gian càng lúc càng tràn trề, nhiều vùng đất cằn cỗi cũng biến thành ốc đảo. Bắt đầu từ năm ấy, phàm giới có thêm nhiều khải tượng. Thỉnh thoảng, họ có thể trông thấy mưa ánh sáng ngập trời trong vài ngày, giống như phúc trạch của thần linh rải xuống phàm trần. Nơi nào mưa ánh sáng rơi xuống sẽ dồi dào tiên khi sản sinh thêm sinh linh, nuôi dưỡng mặt đất. Cùng trong năm ấy, tiên giới có người hạ phàm. Không ai biết lai lịch của kẻ này, chỉ biết rằng không phải hóa thân cũng không phải một vị tiên an phận thủ thường, vừa mới giáng xuống Triều Long Đại Hạ đã hất bay một ngọn núi, làm loạn một hồi ở núi Bất Tử. Hôm đó, kẻ này phải chịu cảnh quần ẩu. Bốn vị cao thủ chuẩn tiên của Đại Hạ đồng loạt tấn công. Đồng thời còn có cả đống võ tu thiên võ tham chiến, đánh cho kẻ đó thành cho bụi, sau rồi không thể trốn ra khỏi núi Bất Tử, bị đánh chết vô cùng ấm ức, phàm giới lấy đâu ra lắm kẻ tàn nhẫn vậy. Thế này mà còn cần lão phu bảo vệ. Chúc không là khán giả, thốt ra một câu rất thâm sâu như vậy. Triều Long của Đại Hạ bây giờ không còn là nhân mã hùng hậu, mà là một đống những kẻ tàn nhân. Thần tiên hạ phàm thì đã sao, đến phàm giới rồi vẫn bị áp chế. Cũng không đỡ nổi cả đống người bao vây tấn công. Năm thứ 100, thượng giới có luồng sáng rực rỡ rọi xuống nhân gian. Người trong thiên hạ cảm thấy cơ thể mình như được gỡ bỏ một loại xiềng xích nào đó, thư thái và khoan khoái từ tận linh hồn,
đến cả cỏ cây hoa lá trong núi cũng hiền hòa hơn hẳn. Đó là sự thức tỉnh của căn nguyên, linh lực vô cùng dồi dào. Ô, quay về rồi hả? 100 năm rồi, nhớ ta không? Bao nhiêu năm không gặp, lão tử tưởng ngươi chết rồi. Vẫn là Thành Thiên Thu, bóng người nhốn nháo, từng người từ trên trời giáng xuống. Vẫn là Ma Tử đứng lặng trước cổng thành. Năm đó, ở nơi này, hắn ta tiễn đưa từng người rời đi. Hôm nay, cũng tại nơi này, hắn ta nghênh đón từng người một trở về. Qua hàng trăm năm, người của Thành Thiên Thu lại tề tựu. Thế nhưng, chỉ thiếu mất người đó. Sau bữa cơm, bóng người đông như thủy triều, tập trung về nơi chân trời. Tất cả họ là thân hữu của Triệu Bân, trong đó có quá nửa mang theo gia đình của mình. 100 năm, xuân qua thu tới, nhiều người không chịu rảnh rỗi đã lấy vợ sinh con, bây giờ cũng có con cháu đầy đàn. Liệu đã đến tiên giới chưa? Nhiều người muốn hỏi vấn đề này. Nhưng không ai đưa ra được đáp án cho câu hỏi ấy, cho dù là kẻ trừng phạt của phàm giới, lão ta cũng không biết, chỉ biết rằng càn khôn của phàm giới gần như hoàn chỉnh rồi, đăng tiên lộ đang được đắp lại từng chút một. Có lẽ vẫn cần rất lâu, nhưng ánh sáng hy vọng đang dần mở ra ở phàm giới. Ánh sao lấp lánh. Có một bóng dáng mảnh khảnh đứng nơi chân trời. Dưới ánh trăng, khói xương ngũ sắc trên người cô ta trông như ảo mộng. Đúng vậy, đây là Sở Vô Xương, trăm năm hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng quay về nhân gian. Triệu Bân. Tiếng gọi thầm của cô ta chất chứa đầy nhớ thương. Tiếc rằng người đó chắc chắn không thể nghe thấy, bởi hắn vẫn đang chịu khổ trên hồng trần lộ. Toàn thân chi chít vết thương như ngọn đèn cạn dầu, đến cả kiếm Long Uyên trên tay cũng xuất hiện rỉ sét, kiếm quang ảm đạm vô cùng. Còn bao xa nữa? Giọng nói của hắn khàn đặc và vô cùng yếu ớt. Câu hỏi này, hắn đã hỏi đi hỏi lại suốt cả trăm năm. Không ai đưa ra câu trả lời. Con đường phía trước vẫn u ám, vẫn không thấy điểm tận cùng. Ở thế giới không có linh lực này, hắn hao tổn hết toàn bộ tài nguyên tu luyện, cũng gần như hao tổn hết thọ nguyên bản mệnh. Mỗi bước đi có thể bước thẳng vào cánh cổng địa ngục. Hắn như cái xác di chuyển, không còn chút sức sống nào nữa. Trăm năm bãi bể hóa nương dâu. Hắn thực sự đã đi tới tận cùng. Thế nhưng đây không phải là tận cùng của hồng trần, mà là tận cùng của sinh mệnh. Trăm năm hoài phí. Hắn chỉ còn lại tấm thân tàn phế, từng bước đi lảo đảo. Thế nhưng, hắn vẫn có chấp niệm vững vàng mãi không dứt, giống như độ thiên kiếp vậy, tâm trí bất tử thì thân xác bất diệt. Cũng chính phần ý chí này giúp hắn cầm cự tới tận hôm nay, dù chết cũng phải đi tới tiên giới. Đồ nhi, tới rồi. Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Đây là vầng trăng của Nguyệt Thần, tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Đó có thể là cấm chế mà Nguyệt Thần để lại, cũng có thể là một chút linh của cô ta, suốt trăm năm không một lời nào, chỉ để đợi ngày hôm nay, thay mặt bản tôn chứng kiến thời khắc trăm năm này. Nó tan rồi. Mặt trăng cũng tan rồi. Mà hồng trần lộ tăm tối đột nhiên xuất hiện cánh cổng ánh sáng nguy nga và sừng sững. Đó chính là điểm tận cùng của hồng trần lộ, cũng chính là cánh cửa đưa phàm nhân tiến vào tiên giới. Đến rồi. Triệu Bân cất giọng khàn đặc cầm cự tới giây phút cuối cùng, cắm đầu vào trong cánh cửa giây phút đó, càn khôn âm thầm lên, rung rung lên vì vị tiên hồng trần đầu tiên trong lịch sử. Á, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vọng ra từ trong tiên môn. Đau. Cả người đều đau. Triệu Bân nằm trên giường, mở mắt ra với vẻ mệt mỏi. Đập vào mắt hắn là một nơi lạ lẫm. Hắn ngây ra vài giây rồi mới ngồi dậy một cách khó khăn, tứ chi trăm khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đau đớn vô cùng, có lẽ là do bị thương quá nặng hoặc cũng có thể là vì ngủ quá lâu, đầu óc cứ mơ hồ, hiện tại không phân biệt được hiện thực và hư ảo, đan xen trong sự mơ hồ là cảm giác bối rối. Đây là, tiên giới sao? Đến lúc ý thức tỉnh táo trở lại. Hắn mới lẩm bẩm một câu. Hắn đã nhớ ra rồi, là hắn đã xông vào cửa lớn của tiên giới, lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi. Không sai, đây là tiên giới. Hắn có thể cảm nhận rất rõ tiên khí linh lực đang lãng đãng trong không khí, ở thế gian không hề có những thứ này. 100 năm rồi. Cuối cùng hắn cũng băng qua được hồng trần lộ. 100 năm rồi. Cuối cùng hắn cũng đến được tiên giới. Hắn muốn xuống giường nhưng ngặt nỗi toàn thân mệt mỏi. Không còn chút sức lực nào cả. Đến giờ Triệu Bân mới phát giác sự bất thường của cơ thể, khắp người đều là vết thương, đan hải cũng bị tắc nghẽn, hay nói đúng hơn là nó đã bị một sức mạnh thần bí phong ấn chặt chẽ, đến cả nguyên thần cũng bị sức mạnh thần bí kia trói chặt. Sao lại như thế?
chỉ có hắn có thể nghe thấy được lời thắc mắc của mình. Hắn nhìn một lúc lâu thì mới thoáng nhận ra vấn đề. Chắc đây là hạn chế bởi hồng trần lộ. Nhưng cũng chẳng sao. Cho thời gian vài ngày là hắn sẽ phá giải được thôi. Cót két. Hắn đang ngẩng lên nhìn, cửa phòng từ từ được mở ra, một thiếu niên da ngăm ngăm đầy khỏe mạnh và kháu khỉnh bước vào, trên tay bưng một thau nước, khi thấy Triệu Bân đã ngồi dậy thì hai mắt rực sáng, công tử tỉnh rồi à? Ngươi là ai? Đây là đâu? Triệu Bân hỏi bằng giọng khàn đặc, hắn muốn bước xuống giường nhưng lại không đủ sức. Đây là Khương gia của thành Nam Thiên, thiếu niên thật thà cười đáp, ta tên Thiết Trụ, là người hầu của Khương gia. Tại sao, ta lại ở đây? Nửa tháng trước, gia chủ muốn kén rể cho nhị tiểu thư nên dựng lôi đài trong thành, là lôi đài đấu võ chiêu thân. Hôm đó có rất nhiều thanh niên anh tài đến nhưng lúc nhị tiểu thư nhà ta vừa mới lên đài là đã bị ngươi va chạm khi ngươi rơi từ trên trời xuống, tạo thành một lỗ thủng lớn trên lôi đài. May mà ngươi mạng lớn, không chết ngay lúc đó, lão gia nhà ta có lòng tốt nên sai người đưa ngươi về nhà, ngươi đã hôn mê nửa tháng rồi, Thiết Trụ thấy Triệu Bân ngơ ngác thì cố kể lại chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm đó cho hắn nghe. Có chuyện này nữa sao? Triệu Bân xoa chân mày, không có bất cứ ấn tượng gì. Luận võ chiêu thân, không ngờ tiên giới cũng có tình tiết này. Nhị tiểu thư nhà ngươi vẫn ổn chứ, Triệu Bân ho gượng. Bị thương đến gân cốt, có điều không đáng ngại, tiểu thư là tiên nhân tầng 8 mà, Thiết Trụ vẫn cười. Phải chăng đã tạo nghiệp rồi, Triệu Bân thầm nghĩ. Và phải người ta thì chưa nói, quan trọng là đã làm hỏng chuyện tốt của người ta. Cửa phòng lại mở ra, lần này cánh cửa đã bị người đạp ra. Sau đó, một cô gái chống nạng, khập khiễng tiến vào, trông bề ngoài tuổi còn khá trẻ, tầm 16-17, xương khói lượn lờ khắp người làm toát lên vẻ thần tiên thánh khiết. Người bị va phải chính là cô ta. Cô ta là nhị tiểu thư của Khương gia, Khương Ngữ Linh. Tiên nhân tầng 8. Triệu Bân thấy mà giật mình, mới bấy nhiêu tuổi mà đã có tu vi thế này, thiên phú của cô gái này thật đáng sợ. Mà nghĩ lại cũng đúng, nơi này là tiên giới, cô gái này chắc chắn là tiên nhân được sinh ra và lớn lên ở đây. Đứng dậy. Ngươi đứng dậy cho ta. Khương Ngữ Linh đá vào giường, trong đôi mắt xinh đẹp còn bốc lửa, cô ta tức tối nhìn Triệu Bân, đến giờ bản thân cô ta vẫn chưa hiểu sao tên này lại có thể rơi từ trên trời xuống, hơn nữa còn nhắm chuẩn đến vậy. Cô ta đường đường là tiên nhân tầng 8 vậy nhưng lại nhờ ơn người này ban cho mà phải nằm giường nửa tháng vì bị va trúng. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, ta cho ngươi hiểu lầm này. Khương Ngữ Linh vứt cây nạng, nhào tới cào xé hắn như con hổ con. Triệu Bân muốn bỏ chạy nhưng làm gì được khi sức lực không có, còn bị trói tại chỗ. Tiểu Thiết Trụ cũng muốn hòa giải, tiếc rằng cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không khuyên được. Tình hình, vô cùng hỗn loạn. Tiểu thư, đại tiểu thư đã tử vấn Thế Tiên Tông về rồi. Một nha hoàn chạy vào, thở hổn hển, nói. Vẫn chưa đến ngày mà đã trở về rồi sao? Khương Ngữ Linh vừa tóm lấy Triệu Bân vừa nhìn nha hoàn. Nghe nói khóa yêu tháp bị vỡ tạo thành lỗ thủng, có rất nhiều yêu ma quỷ quái chạy ra, người của Vấn Thế Tiên Tông đang đi vây bắt khắp nơi, đại tiểu thư chịu trách nhiệm ở thành Nam Thiên, đại tiểu thư còn dắt theo một thanh niên, đang ở sảnh lớn với lão già. Thanh niên? Nhất định là anh rể rồi. Khương Ngữ Linh cười ha ha, buông Triệu Bân ra rồi chống nạng rời đi. Trước khi đi cô ta còn liếc mắt lại nhìn Triệu Bân và nói, đợi ngươi khôi phục, chúng ta lại đánh một trận. Qua! Triệu Bân ôm ngực, mắt nổi đom đóm. Hắn vốn đang bị thương, suýt bị Khương Ngữ Linh dọa đến tắt thở. Đêm! Lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân vịn tường, loạng choạng ra khỏi cửa, nhìn quanh bốn phía. Đấy là một khuôn viên nhỏ, yên ắng, ngoài một bộ bàn ghế đá ra thì chỉ có một cây liễu già. Hắn ngước lên nhìn. Hắn lặng lẽ nhìn bầu trời sao. Bầu trời sao của tiên giới rộng lớn hơn phàm giới nhiều, những ngôi sao đều lấp lánh ánh sáng mê hoặc, làm hắn thấy bàng hoàng, 100 năm hoa nở rồi hoa tàn, hắn không biết người thân và bạn bè ở phàm giới thế nào rồi, liệu có đang nhìn lên bầu trời sao như hắn không? Một mình nơi đất khách, hắn đã đi hết 100 năm dòng, lúc đến tiên giới thì lại có cảm giác cô đơn lạ thường, so với nơi đây thì thành vong cổ ấm áp và an yên hơn nhiều. Một lúc lâu sau, hắn mới thôi không nhìn nữa, rồi ngồi xếp bằng dưới gốc liễu. Việc cấp bách là phải phá giải phong ấn, đây không phải phàm giới, ở nơi này đều là tiên, ai cũng có thể giết chết mình. Hắn phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất có thể để tránh gặp biến cố.
hắn tĩnh tâm ngưng khí. Hắn vận hành tẩy tủy dịch cân kinh và vạn pháp trường sinh quyết. Sau đó tiếng xương khớp va vào nhau vang lên, tẩy tủy dịch cân kinh rèn luyện thể xác, vạn pháp trường sinh quyết chữa trị và nối liền kinh mạch và xương khớp. Vì đan hải bị tắc nghẽn, hắn không cách nào hấp thụ linh lực tiên khí nhưng lại có thể dẫn vào trong cơ thể để tẩy luyện. Linh khí của tiên giới tinh túy hơn phàm giới nhiều, mỗi một luồng linh khí đều chứa tiên khí, vừa vào đến cơ thể thì liền như dòng nước suối mát trong cuồn cuộn, rất sảng khoái, sự mệt mỏi suốt trăm năm nay dần biến mất, dáng vẻ già nua cũng dần thay đổi, cơ thể mệt nhoài lại một lần nữa toát lên sinh khí. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi đến. Đèn trong khuôn viên bị gió thổi tắt. Sau đó, một người bước ra từ trong bóng tối. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng đối phương, toàn thân đen thui, mặt xanh nanh dài, miệng còn chảy rãi lòng thòng, đỏ rực màu máu. Yêu Tụy. Mặc dù Triệu Bân chưa mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn đã rất quen thuộc với loại tà vật này, ở trên hồng trần lộ hắn đã chém giết suốt 100 năm. Nếu như hắn không có tín niệm kiên định thì đã bị tiêu diệt từ sớm rồi. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Buổi sáng vừa nghe nói tòa yêu tháp xuất hiện lỗ hổng rất lớn cho nên rất nhiều yêu ma quỷ quái đã trốn thoát thì ngay đêm đó đã có yêu tụy đến gây hấn, trùng hợp đến như vậy sao? Khí huyết thật tinh thuần quá, yêu tụy nhe răng cười, liếm đầu lưỡi đỏ tươi quanh miệng, hai mắt lóe ra u quang nhìn thẳng vào Triệu Bân tựa như một con ác lang hung tàn đang nhìn chằm chằm vào một khối thịt béo. Cút, Triệu Bân thản nhiên nói, không hề mở mắt. Chỉ có cảnh giới chuẩn tiên nho nhỏ mà đã nghĩ ta không ăn thịt nổi ngươi hay sao, yêu tụy nở một nụ cười gian ác rồi ngay lập tức xông về phía hắn. Triệu Bân không nói thêm nửa lời, chỉ mở to hai mắt. Ngay khi hắn mở mắt ra thì trong mắt đã bắn ra hai mũi nhọn. Yêu tụy phản ứng không hề chậm, ngay lập tức đã có thể nghiêng người né tránh, khi nó quay lại nhìn Triệu Bân thì đã bị ánh mắt của Triệu Bân khiến cho vô cùng run sợ. Chỉ một chuẩn tiên không thể nào có được sát khí đáng sợ đến như vậy. Đến tột cùng thì hắn đã giết bao nhiêu sinh linh chứ? Yêu tụy không ngốc, vẫn có thể nhìn ra được điểm mấu chốt. Quả thật sát khí của Triệu Bân vô cùng khủng bố, đừng nói đến những sinh linh mà hắn đã từng giết, chỉ tính riêng những yêu tụy mà hắn đã giết trong suốt 100 năm trên hồng trần lộ cũng đã đủ để hắn đứng trên rất nhiều tiên. Số lượng yêu tụy nhiều đến mức khiến cho sát khí của hắn bốc lên cuồn cuộn, suốt trăm năm ma luyện ra lực sát phạt khắc sâu trong linh hồn hắn. Vèo. Yêu tụy sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy. Tất nhiên là sát khí của Triệu công tử vẫn nhanh hơn tốc độ của nó, sát khí hóa thành một luồng kiếm khí chém yêu tụy thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra mà đã tan thành mây khói chết trong buồn bực, nó không ngờ bản thân nó lại bị một chuẩn tiên giết chết chỉ trong vài giây. Khóe miệng Triệu Bân chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Liều lĩnh động võ khiến cho khí lực của hắn cảm thấy rất khó chịu. Bao vây tiểu viện cho ta. Bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào. Từ bên ngoài bỗng truyền đến những âm thanh ồn ào, còn có thể thấy được từng trận gió thổi qua làm bùng lên nhiều ánh đuốc. Chẳng mấy chốc mà cổng tiểu viện đã bị đá tung ra, sau đó lại có một nữ tử lướt vào như gió, thoạt nhìn còn có chút giống với Khương Ngữ Linh, trên người cô ta mặc một bộ tiên y màu trắng, khí chất kinh diễm, vô cùng lạnh lùng cao ngạo. Cô ta là tỷ tỷ của Khương Ngữ Linh, đại tiểu thư Khương gia Khương Ngữ Nhu. Cùng vào với cô ta là một thanh niên áo tím có thân hình cao ráo mảnh mai trông như một thư sinh trắng trẻo. Thoạt nhìn còn tưởng rằng hắn là một nữ nhân bởi vì đôi lông mày lá liễu rất hài hòa với gương mặt. Biến mất rồi. Hẳn là đã trốn đi. Hai người cầm một cái la bàn xem xét xung quanh. Nhưng Triệu Bân đã sát diệt rất sạch sẽ, một chút khí tức cũng không lưu lại. Người có thấy dị vật gì ở đây không? Khương Ngữ Nhu liếc nhìn Triệu Bân rồi lãnh đạm hỏi. Không thấy. Triệu Bân nhẹ nhàng lắc đầu, nét mặt trông hết sức vô hại. Một chuẩn tiên nhỏ nhỏ không xứng làm con rể Khương gia ta, Khương Ngữ Nhu lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi, sau đó còn nói thêm một câu, dưỡng thương xong rồi thì mau cút đi, Khương gia ta không nuôi kẻ rảnh rỗi. Triệu Bân nghe vậy thì giật giật khóe miệng. Nói cái quái gì vậy? Ai muốn làm con rể chứ? Hắn rơi xuống đầy từ hồng trần lộ chứ không phải đến để đấu lôi đài. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn không tự tìm vũng nước nào đó mà soi lại mình xem mình có đức hạnh gì, thanh niên áo tím rời đi, khóe miệng còn nhếch lên đầy khinh miệt khi nhìn Triệu Bân. Triệu Bân hít sâu một hơi. Thành thật mà nói, hắn không thích tên này cho lắm. Lúc nào hắn nhìn thấy cái tên này thì hắn cũng muốn quay lại nghề bắt cóc tống tiền cũ của mình. Làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính.
Có người khác bước vào. Là nhị tiểu thư Khương Ngữ Linh. Cô nương này ngoại trừ tính tình xấu thì không có khí chất gì đặc biệt. Đa tạ cô nương cùng Khương gia đã cứu ta, Triệu Bân chắp tay cúi đầu nói. Không cần khách khí, Khương Ngữ Linh giơ bàn tay nhỏ lên day day môi, sau đó đi vòng quanh Triệu Bân rồi nhìn quét qua hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt cùng thần sắc của cô ta vô cùng kỳ lạ. Cô ta tò mò không biết tại sao cái tên này lại khôi phục nhanh đến như vậy, mới nửa tháng mà hắn đã có thể xuống giường rồi sao? Ngoài ra, từ trên thân thể hắn còn bộc phát ra một nguồn khí uẩn vô hình. Không biết vì sao khi đứng trước một chuẩn tiên như hắn mà cô ta lại cảm thấy áp lực. Thật không may, cô ta không thể nào nhìn thấu hắn được. Nói cách khác, trên người của tên này có một nguồn năng lượng thần bí che lấp. Tiên tử, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, Triệu Bân cười nói. Nói đi, Khương Ngữ Linh vẫn đang quan sát hắn như đang nghiên cứu đồ cổ. Ngươi đã từng nghe nói đến Nguyệt Thần chưa, Triệu Bân thành khẩn hỏi. Đã từng nghe nói đến, khi nhắc đến thần. Người có tính tình táo bạo như Khương Ngữ Linh cũng không thể không nghiêm túc kính sợ, nàng ta là đồ nhi của kỳ thần, cũng là đồ nhi kinh diễm nhất của kỳ thần, là vị tiên duy nhất trong tam giới được phong thần trước tuổi 800, nghe đồn năm đó khi còn là tiên vương sơ cấp thì nàng đã diệt được một vị thần, chiến tích này cho đến nay cũng không ai đánh bại nổi. Ta nghe ông nội nói rất nhiều năm về trước nàng đã mai danh ẩn tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Trước 800 tuổi đã được phong thần, tiên dương sơ cấp tiêu diệt được thần. Triệu Bân nghe kể lại thì không khỏi kinh hãi. Nếu không chính tai nghe thấy thì hắn cũng không biết Nguyệt Thần còn có một lịch sử huy hoàng như vậy. Nhưng, những gì Khương Ngữ Linh nói dường như khác với những gì hắn biết. Nguyệt Thần không bị táng thân trong thiên kiếp mà là bị thần vây sát cho nên mới bị rơi xuống và bị thiêu cháy. Lần này Nguyệt Thần trở về chắc chắn sẽ khiến cho các vị thần khác kinh ngạc, với sự hiểu biết của hắn đối với Nguyệt Thần thì cô ta chắc chắn sẽ ẩn thân tu luyện. Đợi đến khi chiến lực trở lại đỉnh phong thì sẽ đi xử lý từng người một. Trước khi gặp lại hắn vẫn không nên đề cập đến tên của Nguyệt Thần nữa, để tránh bị các vị thần khác thỉnh đi uống trà. Đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới, Khương Ngữ Linh chọc chọc Triệu Bân hỏi. Chuyện này, ta cũng đã quên, Triệu Bân lập tức thu thần, cũng ngay lập tức thi triển bản lĩnh của thần diễn xuất, tỏ ra đứng đắn để nói sằng nói bậy, ta chỉ nhớ ta đến từ một cái thôn nhỏ hẻo lánh. Trong lúc ta lên núi hái thuốc thì vô tình rơi vào một vết rách không gian, lúc tỉnh lại thì thấy mình ở ngay Khương gia này. Cái tên này diễn xuất rất giỏi. Mà câu chuyện hắn kể cũng vô cùng chân thực sinh động, khiến cho tiểu nha đầu không dành thế sự này bị hù dọa đến sững sờ, hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời nói của hắn, chỉ nghĩ hắn là một chuẩn tiên bị lạc đường. Ngươi từng nghe nói về Đại La Tiên Tông chưa? Triệu công tử vội vàng chuyển đề tài. Chưa từng nghe qua. Khương Ngữ Linh lắc đầu. Không phải chứ, Đại La Tiên Tông rất mạnh mà. Dòng truyền thừa nghịch thiên nhiều lắm, ví dụ như sao Bắc Đẩu mà chúng ta đang ở đã có hàng trăm tông môn, trong đó có vài bên sở hữu tiên vương tọa trận. Đây mới chỉ là một ngôi sao mà đã nhiều như vậy rồi, nếu tính cả tinh vực, không biết còn bao nhiêu nữa. Tiên giới rộng lớn vô biên, tinh vực nhiều không đếm xuể, ngươi tự tính đi, số lượng của các môn phái siêu cấp có phải nhiều đến mức khó lòng đong đếm không? Triệu Bân nghe xong mà nuốt nước bọt. Hắn tưởng rằng phàm giới đã đủ to rồi, đâu ngờ tiên giới mênh mông đến vậy. Theo lời của vị này thì nếu đặt Lạc Nhật Thần Giáo và Thiên Luân Kiếm Tông vào tiên giới cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Sau khi chấn động, hắn vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, cũng vô thức cúi đầu nhìn dưới chân mình. Khương Ngữ Linh nói, đây là một ngôi sao cổ có tên Bắc Đẩu, có nghĩa là hắn đang đứng trên một quả cầu đấy. Điều này đảo lộn nhận thức của hắn. Với vốn kiến thức của mình, hắn nhất thời không thể hiểu ra được. Hắn suy nghĩ quá nhập tâm, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau như bị kim châm. Ngoái đầu nhìn lại, trời đất, nha đầu này đang lấy máu của hắn. Ngươi đang. Ta chỉ xem thôi, Khương Ngữ Linh đặt giọt máu của Triệu Bân lơ lửng trong lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui. Qua hồi lâu cô ta mới lẩm bẩm nói, không phải huyết mạch đặc thù mà. Câu nói này tuy rất khẽ, nhưng Triệu Bân vẫn nghe thấy rất rõ. Chỉ nhìn từ giọt máu này, bây giờ hắn quả thực không sở hữu huyết mạch đặc thù. Nói cho đúng hơn, huyết mạch của hắn, bao gồm cả nguyên thần bản mệnh đang bị một thứ sức mạnh nào đó khóa lại. Thứ sức mạnh này rất thần bí, bẩm sinh đã đi kèm khả năng che giấu, người ngoài nhìn vào không nhìn ra được manh mối gì. Không có huyết mạch đặc thù, tại sao ta lại cảm thấy áp lực và đè nén đến vậy nhỉ? Khương Ngữ Linh vẫn đang lầm bầm, cô ta nhìn chằm chằm vào Triệu Bân.
nhìn trộm hết lần này đến lần khác. Cô ta đang nhìn, Triệu Bân cũng đang nhìn, đã vậy ánh mắt còn thâm trầm. Nhà đầu này sở hữu huyết mạch đặc thù, vậy thì lạ lùng nhỉ, cùng cha sinh mẹ dưỡng, tại sao đại tiểu thư Khương gia không hề có huyết mạch đặc thù? Nhìn lại Liễu Tâm Như và Liễu Như Nguyệt kia, người sau bá đạo hơn người trước. Thế nhưng, so với thể tiên linh và thể thiên linh thì huyết mạch của Khương Ngữ Linh kém hơn chút xíu. Nếu Liễu Tâm Như và Liễu Như Nguyệt sinh ra đã ở tiên vậy, vậy thì xét cùng thời kỳ chắc chắn sẽ mạnh hơn nha đầu này. Thế nên mới nói, đầu thai cũng là một công việc đòi hỏi kỹ năng. Phàm nhân dùng hết cả đời cũng chưa chắc đạt được một số cảnh giới, nhưng e rằng các cư dân thổ địa của tiên giới sinh ra đã chạm tới điểm đích của phàm nhân. Khương Ngữ Linh ở trước mặt hắn là một ví dụ điển hình. Lạ ghê. Khương Ngữ Linh nói rồi trả giọt máu của Triệu Bân trở về. Tiện thể, cô ta còn dùng một luồng tiên lực giúp Triệu Bân điều trị vết thương. Người có biết nơi nào có đèn trường minh, Triệu Bân khẽ hỏi. Không biết, Khương Ngữ Linh trả lời rất tùy tiện, đó là vật của huyền dị đấy. Đúng rồi, người tên là gì? Triệu Tử Long. Triệu Bân nói rồi quay lưng sải bước đi, đại tiểu thư Khương gia đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Hắn đâu thể ăn dầm nằm dề ở Khương gia được nữa. Hắn có thiếu gì tiền, ngoại trừ số tiền để lại cho thân hữu, vẫn còn mấy trăm triệu cơ mà. Ra ngoài tìm chỗ nào đó ở tạm chẳng khá hơn sao? Quan trọng nhất là, hắn muốn ra ngoài xem thử. Đi đâu thế, Khương Ngữ Linh lại lôi Triệu Bân về. Tất nhiên là về nhà, Triệu Bân nghiêm túc đáp. Đánh ta bán thân bất toại mà định bỏ đi như thế à? Đợi khi ta tìm thấy cố hương, chắc chắn sẽ báo đáp ân tình của tiên tử và Khương gia. Lỡ như ngươi chạy mất thì sao, Khương Ngữ Linh lườm hắn. Hay là, ta đền ngươi ít tiền thuốc men nha, Triệu Bân thăm dò. Ta không cần tiền, vậy ngươi muốn thứ gì? Muốn ngươi đưa ta ra ngoài, Khương Ngữ Linh cười hề hề lập tức thi triển thuật biến thân hóa thành một luồng sáng, đào một vòng chung rồi mới bay vào ống tay áo của trên không Triệu Bân, núp trong đó. Tự ngươi ra ngoài là được mà, còn cần ta đưa đi. Cha ta không cho ta ra ngoài, Khương Ngữ Linh đáp. Người đạt tới tầng thứ 8 của cảnh giới tiên nhân mà đến cả cửa nhà cũng không ra nổi. Nhà ta có kết giới, lợi hại lắm, bình thường ta toàn phải chui lỗ chó thôi. Lỗ chó, Triệu công tử nghe xong mà khóe miệng giật gật, vô thức đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy kết giới. E là nhãn giới của hắn quá thấp, hoặc là cấp bậc của kết giới quá cao, hắn không nhìn thấu càn khôn. Đột nhiên. Hắn cảm thấy Long Uyên đang rung lên. Nói cho chính xác hơn là độn giáp thiên tự trên kiếm Long Uyên đang rung lên. Trong phủ đệ này có độn giáp thiên tự. Ánh mắt của Triệu công tử thâm trầm hơn một phần. Lấy nó nhỉ. Nghĩ lại, thôi đừng. Vừa mới đến đây, cứ yên phận một chút thì hơn. Đờ ra đó làm gì? Khương Ngữ Linh va đụng lung tung trong ống tay áo của hắn. Triệu Bân hoàn hồn, hắn sải bước chạy thẳng ra khỏi khu vườn. Đừng đi lung tung, trong nhà ta nhiều cấm chế lắm. Đi về hướng đông bắc, đừng đi qua cây cầu vòng đó. Trông thấy đình nghỉ mát đó chưa, đi vòng qua nó. Khương Ngữ Linh là người nhiều lời, vừa đi vừa nói, chỉ sợ Triệu Bân rơi vào bẫy dập. Triệu Bân thì vừa đi vừa nhìn ngó, nhìn đến đâu chặt lưỡi đến đấy, phủ đệ của Khương gia lớn đến vậy, chắc cũng không bé hơn thành vong cổ, từng tòa linh sơn đứng sừng sững, cung điện nguy nga nổi lên. Đi tới chỗ nào cũng có sương khói vấn vít, tiên lực dồi dào, giống như tiên cảnh giữa nhân gian. Đây mới chỉ là một gia tộc. Nếu là toàn bộ thành Nam Thiên, không biết còn rộng đến mức nào. Không hổ danh là tiên giới, nơi này phàm giới không bì nổi. Phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thị vệ tuần tra. Triệu Bân trông thấy mà cảm thán một hồi. Chỉ là thị vệ thôi nhưng tu vi yếu nhất cũng đạt tới đỉnh cao của tiên nhân, người đứng đầu còn là cao thủ huyền tiên, chắc hẳn đã từng lên chiến trường nên toàn thân đằng đằng sát khí. Dừng bước, cao thủ huyền tiên đi đầu điềm tĩnh hỏi, sao ta chưa từng thấy ngươi? Hắn chính là người đã đánh nhị tiểu thư trên lôi đài, sau lưng có người Lý Nhí nói. Câu này vừa thốt ra, huyền tiên đứng đầu nhớn mày, một võ tu chuẩn tiên hèn kém, chỉ mới nửa tháng đã khỏi rồi. Phải biết rằng nhị tiểu thư nhà hắn ta đạt tới cảnh giới tiên nhân tầng thứ 8 còn bị đánh cho bán thân bất toại. Tống hắn ra ngoài, cao thủ huyền tiên dẫn đầu nói. Đại tiểu thư đã dặn dò từ trước, nếu người này muốn đi thì không cần ngăn cản. Người đi theo ta. Có một thị vệ rời khỏi đội ngũ, đi trước dẫn đường.
Triệu Bân vội vàng theo sau, vẫn nhìn ngó xung quanh. Trong phủ đệ này có nhiều khí tức lẩn khuất quá, không biết liệu Khương gia có tiên vương không, nếu thực sự có thì căn cơ của Khương gia quá hùng hậu rồi. Không lâu sau đó, hai người lần lượt đi tới cửa phủ đệ. Thị vệ quay người rời đi, chưa từng nhìn thẳng vào Triệu Bân. Thế giới này cường giả vi tôn mà, ai lại đi ngó ngàng tới một võ tu chuẩn tiên nhỏ bé. Đi đây. Triệu công tử không hề để tâm, sải bước ra khỏi cửa lớn. Hắn đã ra ngoài được, nhưng Khương Ngữ Linh nấp trong tay áo của hắn thì bị cản lại. Triệu Bân sững sờ, lúc này mới biết cửa lớn của phủ có cấm chế, một quầng sáng ngăn cách từ trên xuống dưới, Khương Ngữ Linh đã bị quầng sáng chặn lại, lúc này, cô ta đang bụng ót rên gì. Cú va đập, vang lên cả tiếng bong. Thị vệ gác cổng cũng đớ ra, đây là nhị tiểu thư nhà họ đấy sao? Thêm cấm chế từ khi nào thế? Gỡ cho ta. Khương Ngữ Linh bò dậy, đôi mắt xinh đẹp dâng lên ngọn lửa. Gia chủ có dặn là không được để cho nhị tiểu thư ra ngoài. Các thị vệ ở cổng vồn vã cười đáp, còn về phần cấm chế đó, không thể gỡ đâu, vì nếu để cô chiêu này ra khỏi cửa thì họ đều không gánh nổi hậu quả. Ta muốn ra ngoài, Khương Ngữ Linh nổi điên, tay siết thành nắm đấm, chân dẫm bồm bộp. Hiện tại bên ngoài không an toàn, tiểu thư ở trong nhà vẫn tốt hơn, thị vệ cười nịnh. Ngươi, quay lại đây cho ta. Khương Ngữ Linh thấy thái độ của thị vệ quá cứng rắn thì mắt nhìn sang Triệu Bân. Tiên tử, giang hồ xa xôi, xin bảo trọng. Triệu Bân lại chắp tay, sau đó hất vạt áo, tiêu sái xoay người. Đong! Âm thanh lại vang lên. Hóa ra vẫn còn một màng sáng nữa, chỉ có điều nói vô hình, Triệu Bân tông trực điện lực mạnh đến nỗi máu mũi rộng rừng, phong thái cai phong gây dựng cả trăm năm đã lập tức mất hết. Ha ha, Khương Ngữ Linh thấy thế không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giờ tâm lý, đã thấy cân bằng rồi. Mấy thị vệ ho khan một tiếng. Tên nhóc này gấp gáp quá, họ chưa kịp gỡ cấm chế. Bị điên à, thiết lập gì tới tận hai cái. Mặt Triệu Bân tối sầm, chửi thầm trong bụng. Ngươi quay lại đây cho ta, Khương Ngữ Linh lại gào lên. Không, ta phải về nhà, Triệu Bân lau máu mũi dưới chân như dẫm bọt biển, lảo đảo như kẻ say, lung la lung lay, cú tông vừa rồi khiến đầu óc hắn choáng váng. Ngây ra đó làm gì, bắt lại cho ta, Khương Ngữ Linh nhìn sang các thị vệ. Đại tiểu thư đã nói rồi, Khương gia không giữ chân người rảnh rỗi, các thị vệ đều cười làm lành. Mấy lời đó của bọn họ lại khiến Khương Ngữ Linh nổi điên, thế là ý gì? Lời của ta không có trọng lượng sao? Chẳng có tác dụng gì. Các thị vệ ho khan như ngầm ám chỉ ý đó. So với Khương Ngữ Linh, bọn họ sợ hãi Khương Ngữ Nhu hơn, nếu chọc giận nhị tiểu thư, cùng lắm là bị mắng một chút. Nhưng nếu chọc giận đại tiểu thư, bọn họ sẽ bị trừ tiền công, xui xẻo hơn thì còn phải chịu trách phạt. Bởi vậy mới nói, để tên nhóc đó đi vẫn tốt hơn. Thành Nam Thiên dưới ánh trăng vô cùng náo nhiệt. Triệu công tử như cọc gỗ, đứng lơ ngơ giữa ngã tư đường, nhìn ngó chung quanh chẳng khác gì một tên nhà quê. Hắn nhìn thấy một khung cảnh rộng lớn với mưa bụi lất phất, sương khói lượn lờ, tiên cung đình đài sừng sững. Tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Có rất nhiều lầu các và cửa hàng đều lơ lửng giữa không trung, bậc thang trước cửa đều là một tầng một màu mây. Nhìn về phía xa hơn là núi non trùng điệp, đường mòn uốn lượn, tiên hạc xuyên qua đám mây, ngậm cành bay múa. Đây là thành trì của tiên gia sao? Triệu Bân lẩm bẩm, cuối cùng cũng sải chân bước đi. Đền đài, lầu các trên đường đều được điêu khắc nạm ngọc tinh xảo. Hàng loạt những cây cổ thụ có hình thù kỳ lạ toát ra hơi thở cổ kính. Đến cả lá rơi cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rơi vào con suối nhỏ thì trôi theo dòng nước, phàm giới làm gì có cảnh tượng như thế. Còn về người ở đây, suốt dọc đường, hắn chưa gặp ai có tu vi thấp hơn mình. Dù là đứa bé 3 tuổi, phun ra nuốt vào đều mà theo khí uẩn của tiên gia. Dù là người bán hàng rong, trên thân cũng mặc tiên y là lướt, so với họ thì dáng vẻ rách dưới của hắn chẳng khác gì một tên xin cơm. Triệu Bân bị đả kích rồi. Hắn từ phàm giới lên đây chắc để chịu đả kích. Không được, ta cũng phải thành tiên. Hai mắt Triệu Bân lóe lên tia sáng, việc cấp bách lúc này là tìm một nơi yên tĩnh để phá giải phong ấn trên người, sau đó là có thể lập tức thành tiên. Hắn dừng lại trước một quầy hàng. Mặc dù quầy không lớn nhưng lại bày ra đầy bảo bối. Tất cả đều là vật liệu tốt để đúc binh khí như tiên thiết, thiên tinh, ngọc cương. Mỗi một khối đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Nếu đem chúng xuống phàm giới, toàn bộ đều là báu vật vô giá,
đến cả người từng trải như hắn mà nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Mua được đống này về luyện vào Long Uyên thì nó chắc chắn có thể lột xác thành kiếm tiên. Có vừa ý món nào không? Ông chủ sạp hàng lại là một ông già thô lỗ, chẳng thèm nhìn Triệu công tử cái nào, đầu cứ cắm cúi vào trong quyển sách cổ, giọng nói điềm nhiên không cảm xúc. Chỉ là một tên cảnh giới chuẩn tiên thôi, ông ta thật sự chẳng cảm thấy hứng thú với đối phương, nhìn dáng vẻ rách dưới kia, chắc cũng không phải người giàu có gì. Cái này bao nhiêu tiền? Triệu Bân cầm một miếng huyền thiết lên. 500, ông già thô lỗ vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng đáp. Rẻ vậy sao? Triệu Bân ngây ra. Hắn vừa thốt ra thì ông già thô lỗ liền bất giác ngước mắt lên, tên nhóc này giàu vậy sao? Đống này, ta lấy hết. Triệu công tử hào phóng vung tay, đập một cục ngân phiếu lên trên sạp hàng. Lần này đến lượt ông già thô lỗ ngây ra, phải mất vài giây ông ta mới nhìn cọc ngân phiếu rồi liếc sang Triệu công tử, người dùng ngân phiếu của người phàm mua bảo bối thần tiên của ta thì thích hợp sao? Sao hả? Không dùng được à? Ngươi nói xem, cầm về đi. Vậy chỗ này, dùng gì để mua đồ? Cút! Ông già thô lỗ lớn tiếng mắng, nổi giận đùng đùng, muốn đánh Triệu Bân. Ông ta bày sạp cả một ngày, chưa bán được thứ gì, giờ gặp phải một tên tới đùa cợt mình như thế, chuẩn tiên thời nay đều không biết xấu hổ tới vậy sao? Triệu Bân bị mắng một trận, rời đi với sự thảm hại. Hắn lại chạy đến trước một quầy hàng, không phải để mua đồ mà là để xem người ta mua đồ. Bọn họ không phải dùng ngân phiếu hay vàng bạc mà là dùng một loại đá trong suốt lấp lánh có hình chữ nhật, to bằng nắm tay trẻ con, nghe người ở đó nói nó gọi là tiên thạch, là tiền tệ thông dụng ở tiên giới. Xấu hổ thật! Triệu công tử ôm lốc ngân phiếu của mình, đi đến đâu xấu hổ đến đó. Hắn đem theo mấy trăm triệu, thế mà đến đây lại thành giấy lộn, đại gia trốn nhân gian như hắn quay lại thành kẻ hai bàn tay trắng ở chốn này rồi. Sớm biết thế này thì hắn đã đến tìm kẻ trừng phạt để mượn ít lộ phí của nhà tiên rồi, ít nhất cũng không đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ thế này. Đi đâu kiếm tiền đây? Triệu Bân khoanh tay, vừa suy nghĩ vừa quan sát xung quanh. Không biết vì sao, những người đi trên phố bất chợt biến thành đối tượng bắt cóc tống tiền trong mắt hắn, không chừng tóm đại một tên là có thể kiếm được cả đống tiên thạch, lúc ở nhân gian hắn toàn phát tài bằng cách đó. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy rồi thôi. Đây đâu phải là phàm giới, người tài giỏi đếm không xuể xui xẻo thì còn tự đưa mình vào trong nữa. Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là tình trạng hiện giờ của hắn không tốt lắm. Một là đạn hài bị tắc nghiên, hai là nguyên thần bị phong ấn. Chỉ hai điều này thôi cũng đủ cho hắn khó chịu rồi, dù cho có thể bắt người thì hắn cũng không dám đi đòi tiền chuộc, vì hắn bây giờ còn chẳng biến ra nổi một cái phân thân thì càng không cần nói đến triệu hồi ngược hướng. Uỳnh! Đung uỳnh uỳnh! Đang nghĩ, trên trời bỗng vang lên tiếng nổ, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét vang dội, không phải là lôi kiếp mà là dấu hiệu báo trời sắp mưa. Đến đúng lúc lắm. Triệu Bân mừng thầm, chạy thẳng ra ngoài thành. Dẫn lôi nhập thể không chừng có thể phá giải được phong ấn nguyên thần. Nếu sấm sét kéo dài đủ lâu, có lẽ đan hải cũng sẽ được giải phong ấn. Nhưng người trong thành có vẻ chẳng thể hiện điều gì khác thường, sắp mưa rồi, không về rút quần áo vào sao? Triệu Bân đi được nửa đường mới đoán ra manh mối. Mưa đã rơi nhưng trong thành hoàn toàn không bị xối. Nói cho đúng là do trong thành có cấm chế, ngăn chặn nước mưa. Thú vị thật! Triệu Bân ngước nhìn lên trời, sau đó một mình ra khỏi thành Nam Thiên. Ra khỏi thành là một khung cảnh khác, không có cấm chế, mưa như chút nước, mưa bụi bao trùm cả một vùng đất mênh mông, đồng thời còn rất nhiều tiên nhân vội vã chạy vào thành. Vèo! Tốc độ Triệu Bân không giảm. Đội mưa tiến về trước. Bên ngoài thành Nam Thiên cây cối tùm, rừng núi trùng điệp. Đến khi vào tiến sâu bên trong, hắn mới chạy vào trong một hẻm núi tối tăm, tìm vị trí thích hợp rồi vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Bất chợt, sấm sét điên cuồng bổ về phía hắn, càng đánh càng mạnh, sấm sét ở phàm giới vốn không thể nào so sánh được với sấm sét ở đây, dù hắn đã vận dụng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết nhưng vẫn bị bổ tới mức rách da rách thịt. Mạnh thật đấy! Mắt Triệu Bân rực sáng như lửa, hắn nghiến răng chịu đựng, dẫn lôi điện nhập thể đánh vào nguyên thần, chủ yếu là nhằm vào luồng sức mạnh thần bí đó, chính nó đã trói chặt nguyên thần bản mệnh của hắn. Phải nói là cách hứng lấy sét đánh thật sự có tác dụng, sức mạnh phong ấn nguyên thần đã bắt đầu nới lỏng, bị sấm sét hóa giải dần dần, chỉ cần đủ thời gian và sấm chớp thì nhất định có thể giải bỏ được phong ấn. Tiếp nào! Triệu Bân hét lớn lên, điên cuồng mặc niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Hắn liều mạng vận dụng công pháp,
sấm sét cũng bạt mạng bổ xuống. Nhìn từ xa, Triệu Bân đã không còn là một con người nữa, hắn biến thành ánh chớp chói mắt, chỉ dư âm thôi cũng chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, chúng biến thành những luồng khí tức lôi điện, đánh vỡ những tảng đá lớn lẫn cổ thụ. Phá cho ta! Triệu Bân lạnh lùng hét lên, lôi điện dẫn tới cũng ngưng tụ vô cùng, tạo thành một thanh kiếm sét, liên tục đâm vào phong ấn trên nguyên thần, tiếng kim loại va vào nhau vang lên keng keng, cũng chỉ có hắn mới nghe được âm thanh đó. Phong ấn bị lôi điện bổ liên tục cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, những tia sức mạnh nguyên thần lần lượt toát ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần một trận sét lâu hơn nữa, nó có thể giúp hắn gỡ bỏ phong ấn hoàn toàn. Cơ mà phải nói đúng là sấm sét của tiên giới. Kéo dài lâu thật, mưa rơi suốt một đêm, sấm sét cũng đỉ đùng cả đêm. Nó là cơ duyên, hoặc nên nói ít ra thì đối với Triệu Bân, đấy là tạo hóa hiếm gặp. Đến khi trời gần sáng thì mưa mới dứt. Sấm sét đùng đùng cả đêm cũng dừng lại. Răng rắc, một âm thanh giòn tan vang lên. Triệu Bân mượn nhờ sức mạnh của sấm sét, cuối cùng cũng phá giải được phong ấn nguyên thần. Giây phút đó, toàn thân hắn tỏa sáng, sức mạnh nguyên thần tinh túy rọi khắp trời đất. Đáng tiếc là chỉ phá giải được phong ấn ở nguyên thần. Nhưng thực tế thì cũng không có gì đáng ngại, cho hắn thêm vài ngày, đan hải bị tắc nghẽn cũng có thể được đả thông. Lúc màn đêm buông xuống lần nữa, hắn mới từ từ mở mắt ra. Nguyên thần không còn bị phong ấn khiến Triệu Bân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sống trong thiên giới, cảm giác vạn vật đều có linh tính, làm tâm thái của hắn cũng được thăng hoa, chỉ cần đan hải được khơi thông, chỉ cần đánh tan được sức mạnh thần bí thì hắn sẽ có thể thành tiên. Nói làm là làm ngay. Hắn lại ngồi xếp bằng, biến sức mạnh nguyên thần thành kiếm, liên tục chém vào đan hải. Trong đan hải, thiên lôi, khí huyền hoàng, sức mạnh minh hôn, ánh sáng vô lượng và cây thần tạo hóa, toàn bộ đều dùng sức, chúng phải phối hợp trong ngoài, hỗ trợ Triệu Bân đả thông đan hải. Tiếc là không có Tiểu Kỳ Lân ở đây, nếu nó có mặt thì không cần phải rắc rối thế này, với sức mạnh thánh thú kết hợp cùng sức mạnh nguyên thần của Triệu Bân, nhiều đó đã có thể phá phong ấn ngay lập tức. Hắn ngồi một mạch suốt 4, 5 ngày. Mặc dù hơi lâu nhưng may là có kết quả. Đan hải tắc nghẽn đã vỡ ra một góc, có thể hấp thụ linh lực trời đất, dẫn tiên lực vào tưới mát cho đan hải đang khô cằn. Hả? Lúc đang tu luyện, hắn lại cảm giác được một luồng gió xen lẫn cả mùi máu tanh tưởi thổi đến. Lại là một con yêu tụy, không cần cảm nhận, chỉ cần dựa vào hơi thở cũng có thể nhận ra, hắn đã đi trên hồng trần lộ hết 100 năm, nhiều đó thời gian đâu phải uổng công. Hắn rất nhạy cảm với yêu tụy, nhưng sao đi đến đâu cũng gặp phải thứ này thế nhỉ? Hắn đoán không sai chút nào, là một con yêu tụy. Khác với con yêu tụy tối qua, con này mang hình dạng của mãng xà, đen nhuốc toàn thân, chỉ có đôi mắt là đỏ như máu, cơ thể to lớn khổng lồ, lúc di chuyển còn tạo thành gió lớn. Keng! Triệu Bân vẫn chưa kịp mở mắt ra, kiếm khí từ trên trời chém xuống. Người ra tay là một thanh niên áo trắng, tiên lực bản nguyên cực kỳ dồi dào. Kiếm khí nhanh như chớp, bay vút đến trong tích tắc, chém con mãng xà khổng lồ đứt thành hai khúc. Vấn Thế Tiên Tông. Triệu Bân liếc nhìn, lập tức nhận ra đó là người của thế lực nào, chiếc đạo bào trắng mà thanh niên mặc trên người giống hệt như của Khương Ngữ Nhu, phía sau lưng đều có viết hai chữ Vấn Thế. Trong tích tắc, thanh niên áo trắng đã từ trên trời đáp xuống. Nhìn khí uẩn của đối phương, cấp bậc hắn ta là tiên nhân đỉnh cao, đã bước một chân vào cảnh giới huyền tiên rồi. Chính vì hắn ta có tu vi thế này nên mới không để mắt đến Triệu Bân, chỉ nhìn vào đống máu của yêu tụy hình mãng xà. Khi đã chắc chắn yêu tụy chết rồi, hắn ta mới liếc sang Triệu Bân, quan sát một lượt rồi nhìn vào nhẫn ma trên tay đối phương, đó là món đồ bất phàm, giống như túi chứa đồ là có thiết kế không gian bên trong. Chiếc nhẫn khá đó, đưa cho ta, thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Là vật gia truyền của ta, không thể đưa cho người ngoài, Triệu Bân cũng thản nhiên đáp. Vậy để ta tự lấy, thanh niên áo trắng hừ lạnh, cảnh giới chuẩn tiên còn con mà dám cự cãi lại hắn ta sao? Đùng! Thanh niên áo trắng đưa tay lên, xòe năm ngón tay hướng về phía Triệu Bân. Tiếp đó, một lực hút đáng sợ đánh úp về phía Triệu Bân đang ngồi trên mỏm đá. Thần thái của Triệu Bân vẫn không có gì thay đổi. Người ở tiên giới lợi hại thật, giết người cướp của còn dứt khoát hơn cả phàm giới. Nhưng Triệu Bân này đâu dễ bắt nạt vậy đâu. Lúc này hắn đã ngưng tụ được một thanh kiếm nguyên thần thiên diệt rồi. Keng! Chỉ trong tích tắc, kiếm nguyên thần thiên diệt của Triệu Bân lập tức hình thành. Hắn điều khiển kiếm khá thuần thục, lúc này kiếm chỉ còn cách thanh niên áo trắng chưa đầy một trượng.
với khoảng cách này, tên đó không thể nào né đòn được. Ngươi, Nguyên Thần, ánh mắt thanh niên áo trắng như run lên, hắn ta đã đánh giá đối phương quá thấp, tên kia chỉ là cảnh giới chuẩn tiên thôi mà lại tu luyện được Nguyên Thần, hơn nữa còn ngưng luyện ra một thanh kiếm Nguyên Thần với uy lực đầy bá đạo. Phụt, máu tươi văng ra, thanh niên áo trắng không kịp trở tay, lập tức bị trúng đòn. Hắn ta bị chém một kiếm thê thảm, Nguyên Thần bị đánh văng ra khỏi xác, trên thân Nguyên Thần còn có một vết rách, nếu không phải là cấp bậc tiên nhân đỉnh cao, chắc hắn ta đã bị chém chết nhân roi. Nhóc con được lắm, thanh niên áo trắng cười lạnh, định thúc hục Nguyên Thần về lại xác nhưng đáng tiếc. Triệu công tử không cho hắn ta có cơ hội đó, giẫm nát cơ thể ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đó, tia kiếm Nguyên Thần thiên diệt thứ hai từ giữa hai chân mày phóng ra với uy lực còn mạnh hơn cả chiêu thứ nhất. Thanh niên áo trắng rên lên đầy khó chịu, hắn ta lại bị trúng một đòn nặng nề. Nội lực của tiên nhân đỉnh cao thật sự rất thâm hậu, trúng hai kiếm mà vẫn chưa chết. Chưa chết thì dễ thôi. Triệu công tử lại bồi thêm một kiếm nữa. Lần này thanh niên áo trắng không thể nhảy nhót nổi nữa, Nguyên Thần lập tức bị chém tan. Biểu cảm trước khi chết của hắn ta phải nói là rất ấm ức, thế mà lại bị giết chết sao? Đường đường là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, không ngờ lại bị một chuẩn tiên giết chết, hắn ta rất muốn nói mình còn có rất nhiều bí thuật vi diệu chưa dùng đến. Ngoài ấm ức ra thì đương nhiên cũng không thiếu phần hối hận. Nửa đêm trường mặt ra nhưng không ngờ lại gặp phải một tên sát tinh. Kiếp sau nhớ xem hoàng lịch trước khi ra khỏi nhà nhé. Triệu Bân lạnh lùng nói, hắn lấy túi chứa đồ của thanh niên áo trắng rồi bỏ đi mất dạng. Hắn đi chưa được bao lâu thì có hai bóng người bay từ trên trời xuống, nhìn kỹ thì đúng là Khương Ngữ Nhu và thanh niên áo tím tối qua, chẳng ngờ bọn họ cũng ở trong núi, chỉ đáng tiếc là họ đã đến trễ. Bên này, Triệu Bân len lỏi trong rừng như một bóng đen. Đến một hang động, hắn chui vào trong, che giấu đi tất cả khí tức. Đây là lần đầu tiên hắn giết người từ khi đến tiên giới, sao có thể không thu hoạch chiến lợi phẩm được. Trong túi đựng đồ của thanh niên áo trắng cũng không có bao nhiêu đồ, chỉ một thanh tiên kiếm sáng loáng, vài ba viên đan dược và 500-600 khối tiên thạch, số này đối với Triệu Bân mà nói thì thật sự rất đáng giá. Đây là tiền của tiên giới sao? Triệu Bân cầm một viên tiên thạch lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Viên đá phi phàm, bên trong nó có chứa sức mạnh bản nguyên, chẳng những có thể dùng để mua đồ mà còn có thể hấp thụ vào trong cơ thể, hắn hấp thu một khối thôi mà cảm thấy thoải mái hơn cả hấp thụ linh khí nhiều. Hắn cất tiên thạch, lấy ra tiên kiếm. Kiếm mang bên người của đệ tử của Vấn Thế Tiên Tông đúng là không phải vật tầm thường. Triệu Bân rút Long Uyên ra, đặt hai thanh kiếm sát nhau, cố gắng luyện hóa, chuyển toàn bộ tinh túy trong tiên kiếm vào trong Long Uyên. Kiếm Long Uyên phát ra ánh sáng, dỉ sắt trên thân kiếm chóc ra từng lớp một giống như lột xác, cởi ra lớp ngoài, giữ lại cái cốt lõi bên trong, ý vận cổ kính lan tỏa khắp nơi. Khá lắm, Triệu Bân mỉm cười. Bây giờ kiếm Long Uyên của hắn đã có tiềm chất sức mạnh của tiên kiếm. Đợi đến khi hắn đột phá lên tiên nhân, thanh kiếm này chắc chắn cũng sẽ thăng cấp. Thu hồi suy nghĩ, Triệu Bân ra khỏi hang động. Nhân lúc có trăng, hắn quay lại thành Nam Thiên. So với chỗ xa xôi hẻo lánh, có vẻ tòa thành này sẽ an toàn hơn. Bên trong thành cấm đánh nhau. Hắn tốn hơn 300 tiên thạch để thuê một căn nhà nhỏ ở trong thành. Lúc này mới có thể tĩnh tâm ngồi xếp bằng, sức mạnh nguyên thần cuồn cuộn ngưng tụ thành kiếm, hết lần này đến lần khác, điên cuồng chém vào đan hải, tạo ra nhiều vết nứt hơn. Sáng sớm, ánh mặt trời hiền hòa rải rác khắp thành Nam Thiên. Rất nhiều người từ phương xa kéo đến bằng tọa kỵ, phần lớn là mấy tiền bối dắt theo một thanh niên tài tuấn. Bọn họ từ rất xa đến với thành Nam Thiên không phải là để du ngoạn mà là để cưới vợ. Vì sự cố bất ngờ, đài tỷ võ chiêu thân của Khương gia tạm thời gác lại. Nửa tháng sau đó, Khương gia lại gửi thiệp mời khắp nơi. Lần này, trường hợp còn hoành tráng hơn lần trước rất nhiều. Số lượng nhân tài nhiều hơn, không phải thiếu chủ gia tộc lớn thì cũng là đệ tử tông môn, chẳng một ai là tầm thường, toàn bộ tới chỉ để giành quán quân. Càng nhiều càng tốt. Đương nhiên Khương gia sẽ không chê nhiều. Nhưng Khương Ngữ Linh lại không chịu an phận, suốt ngày cứ muốn ra ngoài lang thang, cô ta vẫn còn chưa muốn gả chồng, chỉ muốn làm một đại ma vương tung hoành giang hồ giống như Nguyệt Thần năm xưa. Hôm nay, thành Nam Thiên vô cùng náo nhiệt. Mặc dù còn vài ngày nữa mới tới ngày tỷ võ chiêu thân nhưng các thanh niên anh tài đều bằng lòng chờ đợi. Nói đợi cũng không đúng, trong khoảng thời gian này, họ có thể tâm sự với Khương gia. Chẳng hạn như nhường nhịn một chút trên lôi đài,
nếu như Khương gia đồng ý thì không cần lên lôi đài cũng được. So với thế giới bên ngoài, ngôi nhà nhỏ của Triệu Bân rất yên tĩnh, chỉ có tiên quang chiếu sáng bốn phía, tất cả đều được bùa che mắt chặn lại, hắn đã bố trí cấm chế sẵn trước đó để tránh lộ ra ngoài. Đêm lại buông, linh khí thiên địa ngưng tụ trong sân. Đan hải đang bị tắc nghẽn của hắn đã khơi thông được một nửa, sức mạnh thần bí phong ấn đan hải cũng đã yếu đi nhiều. Triệu Bân và sức mạnh trong đan hải phối hợp trong ngoài, xé tan cấm chế. Phá! Hắn hét một tiếng, kiếm nguyên thần lại chém xuống. Đòn lần này đủ mạnh, phá tan hoàn toàn cấm chế. Cơ thể run lên, một tia sáng bay lên từ đỉnh đầu, bị nguyên thần của hắn níu lại để tránh gây ra động tĩnh lớn. Vẫn là câu nói đó, là người mới đến thì âm thầm tích lũy sức mạnh mới là con đường đúng đắn. Đai ớt, hắn lại quát một tiếng, phá tan toàn bộ sức mạnh thần bé trong cơ thể. Xiềng xích được thác bẻ hoàn toàn, từ trong ra ngoài đều có cảm giác nhẹ nhôm chưa từng có thành tiến. Triệu Bân thản nhiên nói, lập tức đắc đạo. Hắn vượt qua hồng trần lộ, chính thức trở thành tiên hồng trần. Bù! Đất trời rung chuyển. Ngoài ra còn mây đen còn cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp đùng đùng, một luồng ý chí cực kỳ đáng sợ bao trùm khắp thành Nam Thiên, không gian vốn lấp lánh ánh sao bỗng bị mây đen che khuất, trở nên tối mịt. Thiên kiếp! Tất cả người trong thành đều giật mình, ngước đầu lên nhìn. Sau đó, mọi người đều lớn tiếng mắng, rất rõ ràng, trong thành có người dẫn thiên kiếp đến, thế này là muốn để mọi người bị xét bổ tập thể sao? Nếu thế, hiện trường xét đánh sẽ hoành tá chàng lắm nè. Phong! Triệu Bân khẽ quát lên trong lòng, cưỡng chế phong ấn thiên kiếp. Thiên kiếp bị phong ấn nên sấm chớp và ý chí của những đám mây điện bỗng chốc tan rã. Người trong thành trông thấy mà sững sờ. Là kẻ độ kiếp đã phong ấn thiên kiếp rồi ư? Hay là nhân tài đó bị anh tài trong thành giết chết trong gang tấc rồi? Nếu người dẫn kiếp chết đi thì thiên kiếp cũng tự động tan biến đó. Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Cho dù là những nhân vật máu mặt nhất trong thành cũng không tìm ra được là ai. Phù! Triệu Bân cuối cùng cũng đứng dậy, nhả ra một luồng khí đục ngầu, vô cùng khoan khoái. Uỳnh! Hắn tấn cấp nên sự trói buộc nhắm vào kiếm Long Uyên cũng bị gỡ bỏ. Thanh kiếm này rung lên một cái, nó cũng lập tức biến thành tiên binh, một hồi niết bàn thoát biến khiến kiếm thể được phủ một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ, cộng thêm độn giáp thiên tự càng khiến nó hào hùng hơn. Lão đại, ta tấn cấp rồi. Kiếm Long Uyên rung lên, thậm chí còn cười hề hề. Nghe thấy câu này, Triệu Bân không khỏi nhướng mày, thanh kiếm này thành tinh rồi, thậm chí còn biết nói chuyện. Nhưng dường như nó chỉ nói được câu này, linh hồn của Long Uyên bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Uỳnh! Thiên lôi không an phận, tự nó muốn nhảy ra. Nó cũng muốn lột xác đấy, nhưng vẫn thiếu chút ly ca. Không cần nóng vội, ta sẽ cho người ăn nó. Triệu Bân mỉm cười, bình tĩnh đợi trận mưa lớn có sấm sét tiếp theo. Còn nữa, nếu có nơi nào bán sấm sét, hắn cùng không ngại đi thu mua. Tiền đề là, phải có tiền đã. Thế nên... hắn vẫn phải kiếm tiền. Rạng sáng, Triệu Bân thay một bộ đồ sạch sẽ rồi ra ngoài từ sớm, suốt dọc đường cứ mải nghĩ xem làm thế nào mới có tiền, lỡ như hôm nào đó gặp được đèn trường minh mà không có tiền chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao. Ngoài vấn đề này ra thì việc tu luyện cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, trong túi không có tiền, làm sao chơi được. Tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Triệu Bân lầm bầm như thế, tiến vào một cửa hàng tạp hóa ven đường. Mặt tiền của cửa tiệm này không lớn lắm, vậy mà khi tiến vào lại là một khung cảnh khác, diện tích lên đến 180 trượng, từng giá bày hàng được đặt rất chỉnh tề, trên giá cũng bày đủ thứ hàng hóa, binh khí, thảo dược, bí quyển. Cần gì cũng có, quả không hổ danh là tiệm tạp hóa. Mua gì nào? Khi hắn đang xem xét, đột nhiên nghe thấy âm thanh thong dong vọng tới từ quầy. Triệu Bân nghe thấy mà quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một lão đạo mập mạp. Đang gục trên quầy mà ngủ gà ngủ gật. Ồ không phải, chắc hẳn là đang nghiên cứu bảo bối, một tay cầm kính lúp, nhìn rất chăm chú, giống hệt như một chuyên gia khảo cổ, mà bảo bối kia là một viên linh châu màu vàng, tỏa ra tiên quang lấp lánh. Triệu Bân sờ cằm, ánh mắt hắn rất kỳ lạ. Lão đạo mập mạp này cũng lớn tuổi rồi, vậy mà mặc một bộ y phục hoa huét, trên y phục thêu đầy hoa cúc. Gọi lão già này là lão đạo hoa hoa chắc không thành vấn đề gì đâu. Xem qua thôi. Triệu Bân tiến vào trong, đi đến đâu hai con mắt cũng tròn xoe. Trong số những hàng hóa được bày trên kệ có rất nhiều bảo vật, toàn là thứ mà phàm giới không có, giá trị rất cao,
chí ít thì lúc này hắn không mua nổi. Nếu nơi này nhận tiền của phàm giới, hắn sẽ quét sạch toàn bộ mà không do dự. Trước quầy, lão đạo Hoa Hoa khá chuyên nghiệp, vẫn đang nghiên cứu Linh Châu. Sau rồi lão ta chẳng buồn ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Bân, một võ tu tiên nhân nhỏ bé, không đáng để lão ta ra mặt chào đón, nhưng nếu đối phương dám trộm đồ ở đây, lão ta sẽ cho đối phương một trận. Ở bên này, Triệu Bân lại đứng lại, nhìn tất cả bùa chú bày trên kệ, có bùa tốc hành, bùa lôi quang, bùa nổ. Đủ kiểu đủ loại, hơn nữa còn rẻ hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Ví dụ như một sấp bùa tốc hành cũng chỉ bán với giá 100 tiên thạch. Những loại bùa chú cùng cấp bạc khác cũng có giá tương đương. Ở đại hạ dưới phàm giới, bùa chú là thứ rất được ưa chuộng, giá cả không hề rẻ. Đến tiên giới rồi, thứ này không khác gì bắp cải. Thế nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Các triều đại lớn ở phàm giới đa phần chèn ép pháp tu vẻ sự thống trị của bản thân, đa số các bùa thuộc đều thuộc về hoàng tộc, hiếm khi thấy bị pháp về bùa trong dân gian, tất nhiên chúng sẽ biến thành vật quý hiếm. Ở tiên giới thì khác. Bởi vì không bị hạn chế như vậy. Bất kỳ vị tiên nào có chút đạo hạnh, chẳng ai không biết vẽ vài loại bùa. Nếu đã như thế, giá cả chắc chắn sẽ rẻ như bắp cải rồi. Còn định vẽ bùa để phát tài mà, Triệu Bân gãi gãi cổ. Giá cả của bùa chú rẻ như thế thì kiếm được nhiều tiền mới là lạ, so với cách này thì bắt cóc tống tiền có vẻ nhanh hơn. Dù thế nào thì có cũng đỡ hơn không? Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Dùng số tiên thạch ít ỏi để vẽ một đống đồ nghề vẽ bùa. Không hổ là tiên giới, đến cả loại giấy bùa để vẽ bùa cũng cao cấp hơn phàm giới. Nơi sâu nhất, hắn lại dừng chân. Trên bức tường trước mặt treo từng tấm thẻ bài bằng ngọc, trên mỗi tấm thẻ viết một chữ, có tên của yêu thú, cũng có tên của thảo dược, đã vậy còn gắn kèm giá cả. Khi hắn đến nơi, có vài ba người đứng lặng trước bức tường, đảo mắt nhìn từng tấm thẻ bài, giống như đang lựa chọn. Mà cũng vì lựa chọn nên mới băn khoăn. Ông anh, đây là thứ gì vậy? Triệu Bân nhìn chàng thanh niên bên cạnh mình. Từ dưới quê mới lên hả, chàng thanh niên đảo mắt nhìn sang, đánh giá Triệu Bân một lượt. Hôm nay mới đến thành Nam Thiên. Triệu Bân cười khà khà, tiện thể bịa bừa một lý do. Chẳng trách ngươi không biết, người thanh niên thu hồi ánh mắt, lại nhìn mấy tấm thẻ bài trên tường, đây là tường nhiệm vụ, trong thành Nam Thiên, gần như cửa hàng nào cũng có thứ này. Nhìn thấy thẻ bài bằng ngọc treo trên đó không, những thứ này là nhiệm vụ, lấy thẻ bài đi tức là nhận nhiệm vụ, tìm thấy thứ trên đó là có thể mang về đây lĩnh tiền, giá cả cũng khá công bằng, bọn ta thường xuyên đến đây. Là như vậy à? Triệu Bân nghe xong lập tức hiểu luôn. Tường nhiệm vụ chẳng qua là dùng phương thức nhiệm vụ để thu thập các món đồ, dược thảo cũng được mà tinh thạch từ yêu thú cũng thế, bất kể thu về thứ gì cũng có thể đặt ở cửa hàng để giao bán. Ông chủ cửa hàng chính là người phát hành nhiệm vụ. Kiếm chút tiền trung gian, không cần tự mình mệt nhọc mà vẫn kiếm được tiền. Cách làm này còn có thể thu hút nguồn khách. Chỉ cần có người tiến vào cửa hàng, ai lại không mua đồ chứ? Người của tiên giới quả nhiên rất giỏi kinh doanh, mỗi người đều có phương pháp riêng. Chọn nó thôi. Thanh niên thò tay ra qua tầng không, gỡ lấy một miếng thẻ bài bằng ngọc. Đây là nhiệm vụ bắt yêu thú, bất kể còn sống hay đã chết, chỉ cần bắt được yêu thú về là được, giao cho ông chủ là có thể nhận tiền. Triệu Bân đảo mắt nhìn qua và trông thấy rất rõ ràng. Trên miếng thẻ bài bằng ngọc có lời cảnh báo chân tình, nhiệm vụ này độ khó không thấp, phải là võ tu cảnh giới tiên nhân tầng 9 mới được, không phải thấp hơn tầng 9 thì không được nhận, nhưng nếu mất mạng thì ông chủ không chịu trách nhiệm đâu. Thế nên, tự biết lượng sức mà làm. Không có đủ kỹ năng thì đừng chọn việc quá khó. Chàng thanh niên đi rồi, những người khác cũng tự chọn nhiệm vụ cho mình, kết thành từng nhóm mà rời đi. Thấy không có ai nữa, Triệu Bân mới lấy ra một cái bao tải, thu hết thẻ bài từ trên xuống dưới, đa phần là nhiệm vụ cấp tiên nhân, trong số này cũng có vài cái là nhiệm vụ cấp huyền tiên, độ khó càng cao thì tiền thưởng càng nhiều. Hắn thoáng ước lượng, nếu hoàn thành hết những nhiệm vụ này, có thể kiếm được kha khá. Mẹ kiếp! Lão đạo Hoa Hoa bước tới, thấy Triệu Bân điên cuồng nhận thẻ bài mà không khỏi hô lên một tiếng. Người đến chỗ lão ta nhận nhiệm vụ chỉ chọn từng tấm một, vị này thì hay rồi. Cái gì cũng lấy hết, thẻ bài chất thành đống được nhét hết vào bao tải. Ý gì đây hả, chạy tới chỗ ta thu mua phế liệu à? Ta nhận hết những nhiệm vụ này, Triệu Bân cười khà khà. Võ tu tiên nhân tầng một hèn kém mà nói năng khoác lác ghê, khẩu khí không nhỏ đâu, lão đạo Hoa Hoa liếc xéo Triệu Bân, các hậu bối bây giờ toàn là nghé con không sợ hổ sao? Vãn bối biết chừng mực.
Nếu chết thảm ở bên ngoài thì đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Đã hiểu, Triệu Bân thu gọn bao tải, đưa cho ông chủ tiền mua bộ đồ nghề vẽ bùa. Tiện thể, hắn cũng hỏi thêm một câu, ở chỗ tiền bối. Có bán đèn Trường Minh không? Không có. Có biết nơi đâu có không? Triệu Bân vội vàng hỏi. Không biết, lão đạo Hoa Hoa nhấp một hớp rượu, thong dong quay người rời đi. Triệu Bân vội vã đi theo, tiện tay lấy ra một cuộn tranh, nói cho đúng hơn là một bộ tranh vẽ hàng nóng, thấy xung quanh không có ai mới lén lút trải ra một nửa, tiền bối có nhận thứ này không? Lão đạo Hoa Hào đảo mắt nhìn qua rồi liếc Triệu Bân, có thế này thôi. Không đủ thì ta vẫn còn, Triệu Bân cười ha hả, cứ đổi ra tiền là được. Có hỏi ngươi mấy thứ này đâu, lão đạo Hoa Hoa ghé lại gần hơn, thì thầm hỏi, có thứ gì động đậy được không? Triệu Bân ho khan mà lắc đầu. Thấy vậy, lão đạo Hoa Hoa lập tức mất hết hứng thú. Lão tử không có lưu lượng sao? Đừng dùng đồ 2G nữa, có giỏi thì khoe đồ 4G ra đây. Sau lưng lão ta, Triệu Bân tỏ ra lúng túng. Ở phàm giới, tranh vẽ nóng bỏng rất được ưa chuộng, thậm chí hữu dụng hơn ngân lượng nhiều. Tiên giới này cao quý quá, người ở đây dường như thích những thứ thanh tao thoát tục hơn. Ôi! Triệu công tử thở dài, lầm bầm ra khỏi cửa tiệm. Hắn không hề rảnh rỗi mà giống như một du khách, đi dạo khắp các cửa tiệm từ Nam sang Bắc, chỉ cần có cửa hàng thì không có chỗ nào là hắn không vào. Hắn không mua đồ, bởi dù muốn mua cũng không có tiền, chủ yếu là hỏi thăm về đèn Trường Minh và Đại La Tiên Tông, tiện thể càn quét luôn bức tường nhiệm vụ của các cửa hàng lớn. Muốn kiếm tiền, chẳng phải nên chăm chỉ chút sao? Khi màn đêm ập xuống, hắn mới quay lại đường lớn, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Hắn không nghe ngóng được tung tích của đèn Trường Minh, cũng không ai nghe nói tới Đại La Tiên Tông, nhưng hắn nhét đầy một bao tải các thẻ bài bằng ngọc ghi nhiệm vụ của các cửa hàng. Tiên giới rộng lớn như vậy, tìm kiếm cũng tốn sức lắm. Ngươi qua đây cho ta. Có lẽ vì suy nghĩ quá chăm chú nên Triệu Bân nghiễm nhiên không phát giác ra bên cạnh mình có thêm một người nữa, không đợi hắn phân bua gì thêm đã lôi hắn đi. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Khương Ngữ Linh, động tác của cô ta quá thô lỗ, suýt chút nữa đã làm hắn bay lên. Lại chui lỗ chó ra ngoài đấy à, Triệu Bân gắng gượng đứng vững. Nói linh tinh, tỷ tỷ đưa ta ra ngoài đấy. Khương Ngữ Linh nói rồi còn len lén chỉ tay về một chỗ cách đó không xa. Triệu Bân nhìn theo hướng chỉ của cô ta, thấy Khương Ngữ Nhu và một thanh niên mặc áo tím bên cạnh cô ta. Hai người này đang hàn huyên cùng một lão bối, chắc hẳn nửa đêm chạy ra ngoài đi dạo vô tình bắt gặp. Nhìn thần thái khiêm tốn và biểu cảm không dám thất lễ của hai người này là đủ biết lão bối kia không đơn giản, theo Triệu Bân nghĩ, chí ít cũng phải đạt đỉnh cảnh giới động hư, khí tức ẩn giật của người đó không thể nào sai được. Rất tốt, Triệu Bân nhấc chân định rời đi. Ngươi cuống quýt cái gì, ta đưa ngươi tới nơi này hay lắm, Khương Ngữ Linh cũng không cần biết Triệu công tử có bằng lòng hay không đã lôi hắn đi cùng, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thậm thà thậm thụt, chỉ sợ Khương Ngữ Nhu cách đó không xa phát hiện ra. Đi đâu thế? Đào Hoa Viên. Khương Ngữ Linh kéo Triệu Bân rời khỏi đường lớn, vọt vào đường nhỏ trên núi. Cho dù là đường nhỏ trên núi nhưng bóng người qua lại vẫn rất nhộn nhịp. Nơi này là thành Nam Thiên, diện tích rộng lớn, trong thành có linh sơn, đường nhỏ trên núi cũng phồn hoa, con đường nào có cảnh sắc xinh đẹp và khói sương vấn vít, tiên khí ẩn mình khắp nơi, luôn có thể trông thấy đình đài lầu gác, cũng không thể thiếu được các sạp hàng và cửa hiệu, ai nấy hô hào ầm ĩ. Vô cùng náo nhiệt. Tới nơi đó rồi, đừng nói năng lung tung đấy. Khương Ngữ Linh nói rất nhiều, suốt dọc đường không ngừng dặn dò. Trong lúc nói chuyện, nhà đầu này vẫn túm chặt lấy Triệu công tử, chỉ sợ trong lúc bản thân lơ đễnh, hắn lại chạy mất tăm mất tích. Triệu Bân vốn không tình nguyện lắm, nhưng nghe thấy lời này lại không muốn chạy nữa. Rất hiển nhiên, nơi mà Khương Ngữ Linh dẫn hắn tới ẩn giấu một vị nào đó không dễ chọc vào. Nếu đã là lão tiền bối, chắc hẳn hiểu nhiều biết rộng, chưa biết chừng người này biết đôi chút về đèn Trường Minh và Đại La Tiên Tông. Ở góc ngoặt trên núi, Triệu Bân đột nhiên đứng sững lại. Nơi này có một sạp hàng nhỏ, do một thiếu niên bày bán, bên trên toàn là binh khí. Triệu Bân nhìn chằm chằm vào một thanh kim đao, nó sáng choang dưới ánh trăng, rõ là một binh khí hung hãn, nhưng thứ đáng quý hơn cả thanh kim đao này là một chữ cổ được khắc trên đó độn giáp thiên tự. Sắp dọn quầy rồi. Ưng ý với món nào, ta để rẻ cho ngươi, thiếu niên mỉm cười nói. Thứ này bao nhiêu tiền, Triệu Bân cầm kim đao kia lên, lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui. 800, 400, 500,
thành giao. Thiếu niên mỉm cười tươi tắn, phong thái cũng dứt khoát. Triệu công tử ho khan một tiếng, nhìn sang Khương Ngữ Linh. Làm gì đấy, Khương Ngữ Linh gặm một miếng linh quả. Triệu Bân mỉm cười lấy lòng, cho ta mượn ít tiền, ra ngoài không mang tiền à. Linh lườm hắn một cái, nhưng vẫn lấy túi tiền Khương Ngữ ra. Sau này ta trả người gấp đôi, Triệu Bân nhận lấy túi tiền đưa cho thiếu niên rồi nhanh nhẹn nhận lấy kim đạo. Đện giáp thiên tự mà đó là bảo bối hàng thật giả thật, dù phải đi mượn tiền hắn cùng mua. Ngươi nhanh lên chút nào. Chẳng phải đang theo đây sao? Trên con đường núi nhỏ, Khương Ngữ Linh nhảy nhót như một tinh linh hoạt bát. Còn Triệu Bân lại vừa chạy vừa quan sát, con đường uốn lượn đầy dãy linh thụ kỳ lạ, hơn nữa trên trà cây còn treo rất nhiều đèn lồng, đủ loại màu sắc, vô cùng rực rỡ. Chính là chỗ này. Một lúc sau, Khương Ngữ Linh dừng lại bên ngoài một ngôi nhà nhỏ. Triệu Bân theo phía sau, tò mò quan sát, ngôi nhà nhỏ này rất không tầm thường. Có sức mạnh không gian lượn lờ chung quanh, không cần vào trong xem cũng biết bên trong có không gian, phần lớn các cửa hàng trong thành Nam Thiên đều có càn khôn. Mở cửa, Khương Ngữ Linh gọi. Cửa ngôi nhà nhỏ liền mở, luồng khí cổ xưa bay ra. Khương Ngữ Linh cười ha ha rồi kéo theo Triệu Bân đi vào trong. Đúng như những gì Triệu Bân suy đoán, bên trong nhà có càn khôn, rộng đến cả trăm trượng, nhưng bày trí khá đơn giản, ngoài một lầu các, vài ba phóng bằng trúc ra thì chỉ có một cây hoa đào. Cành cây to lớn, tán lá sum suê, hơn nữa bên trên còn đầy những quả, quả nào quả nấy đều trong suốt, lấp lánh dưới ánh trăng. Hoa đào hồn tâm. Triệu Bân nhìn thấy thì liền giật mình. Hắn từng thấy trong Huyền Môn Thiên Thư ghi chép đôi dòng về loại cây này, phàm giới không có vì loại cây này chỉ hấp thụ tiên khí và tiên thủy để lớn lên, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả. Loại quả này sinh ra đã mang sức mạnh thần kỳ. Theo như Huyền Môn Thiên Thư thì nó có công dụng thần kỳ trong việc nuôi dưỡng nguyên thần. Ông già, ta đến thăm viếng ông này. Bên này, Khương Ngữ Linh đã cười hì hì chạy về trước. Ông già trong lời cô ta là chỉ một ông lão râu tóc bạc phơ, trên thân mặc áo bào trắng may bằng tơ tằm, tiên phong đạo cốt, nhìn từ điểm nào, người này đều khớp với hình tượng cao nhân lánh đời, hiện tại vị cao nhân đó đang ngồi trước bàn đá nghiên cứu. Nhóc con! Đến làm gì thế, ông già tóc bạc mỉm cười nhưng mắt vẫn còn đang xem thế cờ. Chẳng phải vì thấy đào nhà ông chín rồi đấy sao, Khương Ngữ Linh cười tủm tỉm, cô nhóc này cũng khá hiểu chuyện nên trực tiếp đi vòng ra sau lưng ông già tóc bạc, bóp vai, đấm lưng, chẳng khác gì một đứa cháu gái ngoan. Ông già tóc bạc bật cười, con nhóc này thực tế thật. Ta ngoan thế này, hay ông thưởng cho hai quả đào đi, Khương Ngữ Linh cười hi hi nói. Người cũng biết chọn thời điểm quá đấy. Ông già tóc bạc cười hiền, chợt liếc mắt nhìn sang Triệu Bân, đôi mắt già nua bỗng xa xăm thêm đôi phần. Ông ta đã từng gặp rất nhiều tiểu tiên tầng một nhưng tên nhóc này có vẻ không giống với những tiên nhân khác, nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào thì ông ta tạm thời vẫn chưa biết được. Chào tiền bối. Triệu Bân cũng vội vã hành lễ, hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương nhưng chắc chắn là cao hơn cảnh giới động hư, có thể là một cao thủ thái hư. Từ khi đến thành Nam Thiên, gặp qua vô số người. Xét về khí tức, người này là mờ mịt nhất. Không cần đa lễ. Ông già tóc bạc cười nói, hoàn toàn không có kiểu làm cao làm giá của một cao thủ mà ngược lại, trông ông ta như người ông đáng kính hiền từ hơn. Triệu Bân bị nhìn thì cảm thấy không thoải mái, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều thấy áp lực. Là sự áp chế tuyệt đối đến từ tu vi. Cũng may là hắn từng gặp vài trường hợp biến thái rồi, sư phụ của hắn là thần mà. Lần đầu tiên thấy người dắt người lạ đến đây đấy, ông già tóc bạc cũng thôi đánh giá hắn. Hắn tên là Triệu Tử Long, là đồ đệ mới của ta, Khương Ngữ Linh nói như thể là thật vậy. Triệu Bân nghe xong thì mặt mày liền tối sầm, tự dưng hắn lại bị hạ vai vế thế. Ông già tóc trắng vẫn chỉ cười mà không nói gì, đương nhiên là ông ta sẽ không tin lời của cô nhóc này. Ta muốn ăn đào, Khương Ngữ Linh bĩu môi. Người biết quả đào này đáng giá cỡ nào không, biểu cảm của ông lão tóc bạc vẫn không thay đổi. Chúng ta thân vậy mà, nghe nói ông từng theo đuổi bà nội ta, nhắc chuyện tiền bạc thì dễ mích lòng nhau, Khương Ngữ Linh đâu chỉ tinh danh không thôi, cô ta mà còn là một cô nàng ngay thẳng, chẳng biết che giấu gì mà ảo ảo nói hết ra ngoài. Cái con nhóc nhà ngươi, không biết lớn nhỏ là gì. Ông già tóc bạc làm mặt lạnh, chuyện hay không nói, chỉ toàn nhắc chuyện này. Khương Ngữ Linh thè lưỡi. Ông già này lại thẹn thùng rồi. Ta mặc kệ, ta muốn ăn đào. Cô nhóc nũng nịu, nói với vẻ rất đáng yêu. Triệu công tử chỉ đứng đờ ra,
con gái có vẻ ngoài đáng yêu thì hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế rồi, nếu là Khương Ngữ Nhu chạy qua nhõng nhẽo thì chắc chắn sẽ không có tác dụng bằng Khương Ngữ Linh, vì khác biệt là quá lớn. Đến cũng đến rồi, chơi với ta ván cờ đi. Ông già tóc bạc khẽ giơ tay lên, xóa bỏ hết số cờ trên bàn cờ. Khương Ngữ Linh nghe vậy thì ho gượng, ta không biết đánh cờ. Sau đó, cô ta kéo Triệu Bân qua rồi bảo, nhưng kỳ nghệ của đồ đệ ta thì rất cao. Đừng đùa nữa, Triệu Bân vội đùn đẩy. Có muốn ăn đào không hả? Khương Ngữ Linh túm chặt lấy Triệu Bân không buông. Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì. Đánh đại đi, thua cũng không có gì mất mặt. Khương Ngữ Linh buột miệng nói rồi ấn Triệu Bân ngồi xuống. Triệu Bân giật khóe môi, bắt người thế thân vậy à? Không trâu thì bắt chó đi cày. Qua trăm nước mà không chết thì ta sẽ thưởng cho hai ngươi quả đào, ông già tóc bạc chậm rãi nói. Ngươi, vậy thì vãn bối phải bêu xấu rồi. Khương Ngữ Linh vẫn chưa nói dứt câu là đã thấy Triệu Bân xắn tay áo. Nếu muốn thắng ông già tóc bạc, hắn thấy chẳng có hy vọng, nhưng nếu chỉ cần cố gắng sống qua 100 nước thì đó lại là chuyện khác. Hắn là ai chứ? Hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần đấy. Mà Nguyệt Thần là ai? Là đệ tử của Kỳ Thần. Dù Nguyệt Thần chưa từng dạy mình chơi cờ nhưng hắn lại từng bắt tay với Nguyệt Thần để đả bại kẻ trừng phạt hai ván. Từ trong đó, hắn cũng đã ngộ ra được không ít chân lý trên bàn cờ. Dù tài chơi cờ của kẻ trừng phạt rất tệ nhưng người trước mặt chắc gì sánh bằng. Thân là đồ tôn của Kỳ Thần, ít nhiều gì hắn cũng có chút bản lĩnh trong chuyện đánh cờ. Cả trăm năm ở Hồng Trần Lộ, hắn chẳng những giết yêu tụy mà còn ngộ đạo, sao có thể không liên quan đến đạo trong thế cờ được. Nào! Ai sợ ai? Hắn khá thông thoáng trong suy nghĩ nhưng khuôn mặt nhỏ của Khương Ngữ Linh lại chẳng vui vẻ là mấy. Rõ ràng ông già này đang muốn làm khó hai người họ, với đạo hạnh của Triệu Tử Long, có thể sống nổi mới là lạ. Tên nhóc này cũng thật là, đưa cho cái thang là leo lên luôn à. Sớm biết thế này thì cô ta đã tìm kẻ biết chơi cờ đến rồi. Ông không muốn cho ta ăn đào chứ gì, Khương Ngữ Linh cảm giảm. Đào tiên hồn tâm của ta đâu dễ ăn vào miệng vậy, ông già tóc bạc cười lớn. Được thôi, hôm khác ta sẽ dẫn bà nội đến, Khương Ngữ Linh bĩu môi. Ông già đầu bạc cười khan, Triệu Bân giật giật khóe miệng, nhà đầu này thật sự không dành thế sự. Ngươi có đồng ý thì ông nội ngươi cũng không đồng ý. Chỉ cần làm không khéo một chút thì chắc chắc sẽ gây nên cục diện gà bay chó sủa. Mời tiền bối. Triệu Bân là người đầu tiên lên tiếng. Chơi cờ. Cần phải giữ cho tâm trí tĩnh lặng. Hắn cũng muốn nếm thử đào tiên hồn tâm. Tệ nhất thì hắn cũng có thể mang nói ra ngoài bán, bây giờ hắn thực sự đang thiếu tiền. Người trước, ông già đầu bạc nhấp một ngụm trà cười nhẹ ra đã nói. Triệu Bân cùng rất thành thật, hắn rõ ràng đang chờ đợi câu nói này, liền hạ cờ đánh tách một cái. Sau khi hạ cờ hắn còn không quên nhỏ giọng hỏi một câu, tiền bối, người có biết ở đâu có đèn Trường Minh không? Chỗ vương gia ở Bắc Cực tinh hình như có một cái, ông già đầu bạc nói xong cũng hạ cờ xuống. Bắc Cực tinh. Nằm ngay bên cạnh Bắc Đầu Tinh, Khương Ngữ Linh xen vào. Từ đây đến đó bao xa? Hơn 800 vạn dặm. Xa như vậy sao? Triệu Bân âm thầm nuốt nước miếng, âm thầm tính toán, nếu như tự thân bay tới đó thì ít nhất cũng phải mất mấy năm, tuy nhiên đây cũng là một tin tức tốt, xem như là hắn đã có một mục tiêu. Trốn đào nguyên. Triệu Bân và ông già đầu bạc ngồi vững vàng đối diện nhau, không hề có động tác thừa, chỉ có tiếng hạ cờ tanh tách vang lên. Khương Ngữ Linh cũng ở đó, cô ta chuyển tới một băng ghế nhỏ, ngồi chống cằm lên hai bàn tay chán trường theo dõi trận đấu, sau đó ánh mắt của cô ta lại lơ đãng nhìn về phía cây đào tiên hồn tâm cách đó không xa, vô cùng để ý đến quả đào mọc trên cây, nhìn đến mức ngẩn người chảy cả nước miếng. Mùi hương của quả đào đó thật sự thơm đến mê người. Hương vị của quả đào đó chắc chắn lại càng mê người hơn nữa. Nếu đầu nhi của ta thua thì ông thật sự sẽ không cho ta ăn đào sao, Khương Ngữ Linh lầu bầu nói. Những lời mà lão phu nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ông già đầu bạc vuốt râu nói. Thật ra là bà nội của ta muốn ăn. Vậy thì bảo ông nội của ngươi đến đây, lão phu sẽ cho nhiều hơn. Chậc, Khương Ngữ Linh bất mãn tặc lưỡi, nếu cô ta thật sự kêu ông nội tới thì chẳng những không có đào ăn mà còn xảy ra đánh nhau lớn. Năm xưa bởi vì bà nội của cô ta mà hai lão già này đã không ít lần xông vào đánh nhau. Ông già tóc bạc chỉ cười chứ không nói. Thật ra lão ta cũng khá thích tiểu nha đầu này, bộ dáng của tiểu nha đầu này rất giống với bà nội của cô ta năm xưa, cũng là một nha đầu tinh quái, chẳng khác nào hỗn thế tiểu ma vương. Đáng tiếc, cuối cùng bắp cải trắng lại bị một con lợn ăn mất.
Vương gia, Bắc Cực Tinh. Triệu Bân vừa chơi cờ vừa thầm lẩm bẩm trong lòng. Hắn đã có mục tiêu, điểm dừng chân tiếp theo của hắn sẽ là Bắc Cực Tinh, cho dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì hắn cũng phải mua ngọn đèn kia trở về, đó không chỉ là một ngọn đèn mà còn là sinh mệnh của cha hắn. Tách! Trong lúc đó ông già đầu bạc đã hạ cờ. Sau đó lại nghe thấy Khương Ngữ Linh nói, bước thứ 32. Cô ta giống như một chiếc máy đếm bước, mỗi khi người chơi hạ cờ thì cô ta sẽ lên tiếng thông báo. Tiền bối đã từng nghe nói tới Đại La Tiên Tông chưa? Triệu Bân cầm quân cờ, nhỏ giọng hỏi thêm một câu. Ở tinh vực nào vậy? Ông già đầu bạc nhấp một ngụm trà rồi nói. Chuyện này, Triệu Bân ho khan một tiếng, sao hắn có thể biết được chuyện này chứ? Ông già đầu bạc không nói gì. Trong tiên giới có vô số tinh vực, trong mỗi một tinh vực lại có vô số cổ tinh, trên mỗi một cổ tinh lại có vô số dòng truyền thừa, tùy tiện hỏi lão ta về một thế lực thì lão ta đúng là thực sự không biết. Hoặc cũng có thể do lão ta kiến thức nông cạn cho nên không biết. Đừng nói đến lão ta, ngay cả những vị thần bình thường cũng chưa chắc đã đi hết từng ngóc ngách của tiên giới này. Triệu Bân không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ yên lặng tiếp tục đánh cờ. Đào tiên hồn tâm vô cùng chân quý, bên ngoài hoàn toàn không có bán, thắng ván cờ này xem ra còn dễ hơn đi làm một đống nhiệm vụ để có được nó. Hơn nữa cũng không nhất định phải thắng, chỉ cần kéo dài đến bước 100 là được. Điều quan trọng là chuyện này không có gì nguy hiểm. Hắn cũng không hoàn toàn gặp bất lợi trong chuyện đánh cờ. Chỉ không biết đạo hạnh của đối phương sâu tới đâu. Tiểu tiên nhân này thật không tệ. Ông già đầu bạc thầm cười trong lòng, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Bân. Tiên nhân bình thường chắc chắn không thể theo kịp nước cờ của tên nhóc này. Nếu như ván cờ này là chiến trường thì tên tiểu bối trước mặt lão ta chính là đại soái một phe. Hắn sừng sững như núi lớn. Mặt không biến sắc, có thể tĩnh tâm ngồi đánh cờ như vậy thì tâm thái của hắn quả thật rất đáng quý. Thế đã là gì? Triệu công tử trước kia còn từng ngồi đối diện một vị thần. Khí chất của ông già đầu bạc này so với kẻ trừng phạt vẫn còn kém xa vạn dặm. Một người đã từng trải qua vô số chuyện lớn thì tất nhiên sẽ không nao núng trước những chuyện bình thường. Bước thứ 84. Khương Ngữ Linh lại đếm bước, hơn nữa tinh thần còn vô cùng phấn chấn, trước mắt chỉ còn 16 bước nữa. Hôm nay cho dù là ông già này nhưng cũng được mà Triệu Bân có thể tự dựa vào thực lực của mình chống đỡ được cũng tốt, dù sao cô ta nhất định cũng phải được ăn đào. Ván cờ chỉ mới thực sự bắt đầu, ông già đầu bạc nhàn nhạt nói, lão ta đã triển khai trận trược, trong 16 bước đi còn lại lão ta sẽ từng bước đẩy đối phương đến tình thế tuyệt vọng, mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của lão ta. Nói xong lão ta lại hạ cờ. Đột nhiên trên bàn cờ lại nổi lên một loại khí ẩn vô hình. Khương Ngữ Linh không thể cảm nhận được nhưng Triệu Bân lại có thể cảm nhận được từng đợt sát khí đang dâng lên. Đó không phải là sát khí của ông già đầu bạc mà là sát khí trong bàn cờ này. Cùng không sao hắn đã sớm đoán được chuyện này. Ngày xưa lúc hắn đánh cờ với kẻ trừng phạt thì trận trượng còn lớn hơn thế này. Cục diện đã nằm ở trong tay hắn, muốn trong trăm bước đánh bại hắn thì đúng là nằm mơ. Vào thời khắc mấu chốt thì phải lấy ra đồ nghề. Triệu công tử vô cùng cơ trí. Hắn lại lấy ra một bộ sách cổ, trên bìa sách còn viết hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, kỳ thư. Tiền bối chờ một chút. Triệu Bân mở cuốn sách cổ ra, giống y hệt như một học trò đang nghiền ngẫm học bài. Đây gọi là lâm trận mới mài kiếm hay sao? Khương Ngữ Linh thấy vậy thì giật giật khóe miệng. Ông già đầu bạc vẫn ung dung nhàn nhã uống trà. Tên nhóc này thật thú vị, ngồi tại chỗ đánh cờ xem sách dạy đánh cờ, chẳng lẽ làm như vậy lại có thể tìm ra phương pháp hóa giải thế cờ hay sao? Đánh vào đây. Sau khi đọc sách, Triệu Bân lại hạ cờ. Ông già đầu bạc mỉm cười, nước cờ này cũng quá tùy tiện rồi. Triệu Bân đang lội ngược dòng, thế trận của hắn cũng tiềm ẩn sát khí, thậm chí khi hạ cờ còn khiến cho cục diện có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như hai quân đang chém giết. 93 bước. Khương Ngữ Linh đứng bật dậy, đôi mắt đẹp long lanh mở to. Triệu Bân vẫn đang lẩm bẩm trong lúc lật sách. Ánh mắt của ông già đầu bạc bắt đầu trở nên sâu hơn, lão ta cứ nghĩ mình đã nắm toàn bộ cục diện trong tay nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thay đổi. Lão ta vốn đang trên đà vây giết, cuối cùng tên nhóc trước mặt lại có thể mở ra được một con đường máu. Thậm chí hắn không chỉ mở ra được một con đường máu mà còn tạo ra được thế cờ phản công, kỳ nghệ của tiểu tiên nhân này rốt cuộc còn thâm sâu đến mức nào. Bộ kỳ thư đó khá lắm, ông già đầu bạc thầm lẩm bẩm, cảm thấy rất tò mò về quyển sách cổ trong tay Triệu Bân. Bên trong đó thật sự có càn khôn sao? Tên nhóc này vừa lật xem một chút liền có thể xoay chuyển cục diện rồi sao?
97 bước, 98 bước, 99 bước. Khương Ngữ Linh vô cùng phấn khích, lại tiếp tục đếm bước. Cho đến bước cuối cùng, cô ta mới mở to mắt nhìn về phía ông già đầu bạc. Nói chính xác hơn thì cô ta đang nhìn chằm chằm vào quân cờ trên tay ông già đầu bạc, một lúc sau cũng chưa thấy lão ta hạ cờ, có vẻ như quân cờ này cho dù có đặt ở đâu cũng không thể tuyệt sát Triệu Tử Long. Chính xác, chỉ còn lại một nước cờ. Ông già đầu bạc không thể hạ nước cờ tuyệt sát cho nên quân cờ trong tay cũng bị lão ta hóa diệt, ngụ ý rõ ràng, đã đúng 100 bước rồi. Thắng, Khương Ngữ Linh phấn khích nhảy nhót. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Triệu Bân rất hiểu lễ nghĩa, ngay lập tức đứng dậy chắp tay. Lúc ông già đầu bạc biết mình thua thì nét mặt có chút khó coi, tuy nhiên khi nhìn thấy tiểu bối hành lễ thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thậm chí còn vuốt râu tỏ vẻ bí hiểm, người không biết có khi còn tưởng là lão ta thật sự đã nhường đối phương, ít nhất thì ở trong mắt Khương Ngữ Linh mà nói thì ông già này thật sự đã thủ hạ lưu tình. Nếu không thì Triệu Tử Long sao có thể chống đỡ được đến lúc này? Quả đào, quả đào! Mau đưa quả đào cho bọn ta, Khương Ngữ Linh díu dít nói. Tất nhiên là phải giữ lời rồi, ông già đầu bạc cười khẽ sau đó phất tay áo thì liền có hai quả đào từ trên cây đào tiên hồn tâm rơi xuống, xẹt qua giữa không trung rồi rơi vào trong lòng của Triệu Bân cùng Khương Ngữ Linh. Thơm quá đi! Khương Ngữ Linh hít một hơi, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Triệu Bân treo quả đào trong lòng bàn tay để nhìn tới nhìn lui, mùi hương mà nó tỏa ra thơm ngát, hơn nữa còn ẩn chứa nguồn tiên lực mênh mông. Quả nhiên là loại tiên quả được hấp thu tiên khí quanh năm. Cảm ơn nha lão già, Khương Ngữ Linh cười ha hả nói. Đa tạ tiền bối, Triệu Bân chắp tay cúi đầu lần nữa. Đi thôi, Khương Ngữ Linh ngay lập tức lôi hắn đi vì sợ ông già đầu bạc sẽ đổi ý và lấy lại mấy quả đào. Sau lưng bọn họ, thần sắc của ông già đầu bạc trông rất ý vị thâm trường. Lão ta tất nhiên là đang quan sát Triệu Bân, đúng là hậu sinh khảo ý. Triệu Tử Long là tiểu tiên nhân đầu tiên có thể chống đỡ được 100 nước cờ của lão ta, mất hai quả đào cũng chẳng đáng là gì, chủ yếu là lão ta còn có chút mất mặt. Lão ta đường đường là tiên thái hư nhưng lại thua trong tay một tên tiểu bối. Nhóc con, ngươi giỏi lắm, ngươi thực sự đã khiến cho Nam Thiên chân nhân phải chịu thua. Đi được nửa đường, Khương Ngữ Linh lại hoạt bát giống như một tiểu yêu tinh, vừa ôm quả đào vừa nhảy nhót. Cô ta thật sự rất ngạc nhiên. Không ngờ Triệu Tử Long là kẻ thâm tàng bất lộ, có thể chiến thắng một cách bất ngờ như vậy. Cho nên mới nói, cái tên này đúng là phúc tinh. Quá lời rồi. Triệu Bân phong ấn quả đào rồi cất vào kho, hắn cũng chưa muốn ăn vội, trong thời khắc mấu chốt có thể dùng nó làm vật để trao đổi. Nói chung chuyến đi này rất đáng giá, hắn không chỉ lấy được đào tiên mà còn hỏi thăm được tung tích của đèn Trường Minh. Nói đến đèn Trường Minh, hắn lại ngập ngừng nhìn về phía Khương Ngữ Linh. Đi như thế nào mới có thể đến Bắc Cực Tinh nhanh nhất? Sử dụng trận tinh không đi, Khương Ngữ Linh nói ngay. Là trận pháp truyền tống không gian sao? Đúng vậy, dùng nó thì ngươi có thể đến Bắc Cực Tinh trong vòng nửa giờ. Đi đâu để tìm thấy trận pháp này, Triệu Bân vội vàng hỏi. Ở thành Nam Thiên có đó, nằm ngay trung tâm thành, Khương Ngữ Linh cũng cất quả đào vào rồi thản nhiên nói, nhưng mà phí mượn trận tinh không rất đắt, đi một chuyến mất tận 3 vạn tiên thạch. Tiền bạc không thành vấn đề, Triệu Bân đột nhiên tăng tốc. Hắn có đào tiên hồn tâm, chắc chắn có thể bán được với giá cao. Đi đâu, Khương Ngữ Linh vươn tay kéo Triệu Bân trở lại. Còn có việc gì sao? Ngươi có tới trận tỷ võ chiêu thân không? Ta, Linh Nhi. Triệu Bân chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng gọi. Hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy một bóng người lướt tới, nhìn kỹ hơn thì đó chính là Khương Ngữ Nhu, sắc mặt của cô ta trông hết sức khó coi. Giống như đã tìm người từ rất lâu nhưng tận bây giờ mới tìm thấy. Đi cùng với cô ta còn có cả thanh niên áo tím. Hắn ta tỏ ra phong độ người người, đang phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay rất nhịp nhàng. Nhìn thấy Khương Ngữ Nhu, Khương Ngữ Linh lẻ lưỡi. Lại chạy lung tung, Khương Ngữ Nhu dừng lại, hung hăng chừng mắt liếc nhìn một cái. Ta có chuyện phải làm, Khương Ngữ Linh cười nói, lão Nam Thiên đã thưởng đào tiên cho bọn ta. Đào tiên hồn tâm. Thanh niên áo tím nghe vậy thì hai mắt nhất thời sáng lên. Đó là một thứ rất tốt, rất nhiều trưởng lão trong tông môn đã đến xin nhưng không ai có được. Vẫn là nhị tiểu thư Khương gia có mặt mũi lớn. So với hắn ta thì Khương Ngữ Nhu bình tĩnh hơn một chút, Nam Thiên chân nhân cùng Khương gia, chính xác hơn là Nam Thiên chân nhân cùng bà nội của cô ta cũng có chút quan hệ sâu xa,
chuyện lão ta cho muội muội của cô ta đào tiên cũng không có gì quá kỳ quái. Theo ta về nhà. Khương Ngữ Nhu hừ một tiếng rồi thản nhiên quay người đi trước. Lúc cô ta quay đầu lại thì cô ta đã ném cho Triệu Bân một ánh mắt lạnh như băng. Nếu như ngươi cứ tiếp tục quấn quýt lấy muội muội của ta thì ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Khương Ngữ Nhu tuy đã rời đi nhưng vẫn dùng nguyên thần truyền âm nói với Triệu công tử, cho nên chỉ có một mình Triệu Bân nghe thấy. Đây là một lời uy hiếp, không giống như đang nói đùa. Nghe vậy thì Triệu Bân thầm bêu môi, con mắt nào của cô nhìn thấy ta quấn quýt lấy cô ta chứ? Ta sẽ tìm người sau. Khương Ngữ Linh không dành thế sự vẫn quay lại cười nói với Triệu Bân trong lúc đi theo tỷ tỷ, hoàn toàn không biết rằng Khương Ngữ Nhu đang âm thầm đe dọa Triệu Bân. Các ghê mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Thanh niên áo tím lại nói một câu quen thuộc, ánh mắt hắn ta nhìn Triệu Bân vẫn tràn đầy khinh thường giống như đêm hôm đó, nhưng hôm nay bên trong sự khinh thường còn ẩn chứa một tia tham lam. Triệu Bân không thèm so đo với cái tên này, hắn ngay lập tức đổi hướng đi thẳng vào trung tâm thành. Nhưng nếu như gặp thanh niên áo tím này ở bên ngoài thì hắn nhất định sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Thành Nam Thiên về đêm vô cùng náo nhiệt. Triệu Bân nhẹ nhàng lướt đi trong bóng tối, xuyên qua dòng người. Khi đến trung tâm thành hắn mới dừng lại, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy một tòa tế đàn khổng lồ phạm vi chừng mấy chục trượng, ở bốn hướng đông tây nam bắc của tòa tế đàn đều có dựng trụ đồng lớn liên hợp với tế đàn tạo thành một trận pháp cổ, đứng thật xa cũng có thể ngửi được mùi của lực không gian. Chính là nó, Triệu Bân vội vàng bước tới. Dừng lại, có một lão đạo đứng phía trước tế đàn quát lớn một tiếng. Ngoại trừ lão đạo này thì vẫn còn có không ít lão đạo khác đang đứng xung quanh tế đàn. Tiền bối, ta muốn mượn dùng trận tinh không, Triệu Bân rất hiểu lễ nghĩa, lập tức chắp tay cúi người. Nửa tháng sau hãy trở lại. Tại sao? Trận tinh không đã bị hỏng, đang được sửa chữa, lão đạo quay đầu lạnh nhạt nói. Triệu Bân nghe xong thì giật giật khóe miệng, sớm không hỏng muộn không hỏng lại đụng ngay lúc này mà hỏng, chẳng lẽ là cố ý muốn ngăn chặn hắn hay sao? Bất đắc dĩ. Hắn lại xoay người rời đi, đi thẳng ra khỏi thành Nam Thiên. Hắn sẽ làm thêm một số nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập, sau đó mới đến Bắc Cực Tinh mua đèn Trường Minh. Bởi vì đi gấp cho nên hắn dường như không nhận ra phía sau hắn còn có kẻ khác đang theo dõi. Có của cải không được để lộ ra ngoài. Đã lộ thì sao có thể không bị kẻ khác theo dõi hòng muốn chiếm đoạt chứ? Vèo. Triệu Bân cầm theo một tấm bản đồ rồi đi thẳng về hướng Bắc. Theo như bản đồ thì ở phương Bắc có rất nhiều núi non, những nhiệm vụ mà hắn nhận phần lớn đều là chóc nã yêu thú trong núi hoặc là đi hái kỳ hoa dị thảo. Ông. Khi đi qua một khu rừng thì thân thể hắn lại đột nhiên run lên. Hắn tự nội thị đan điền thì mới biết chính là do lực minh hôn đang chấn động rồi bộc phát ra luồng khí lạnh như băng. Không ngờ đó lại là thái âm chân khí. Thái âm chân khí là thứ hắn lấy được thì thánh tử thi tộc ở phàm giới, sau khi luyện hóa thì nó đã nhận Diệu Ngữ làm chủ, từ lúc Diệu Ngữ táng diệt cho đến nay thì hắn vẫn chưa gặp lại thái âm chân khí. Đúng là không thể ngờ được. Thái âm chân khí ẩn trong lực minh hôn nhưng hắn lại không hề phát hiện. Chuyện còn chưa hết, sau khi thái âm chân khí xuất hiện thì lại có thêm một nguồn năng lượng thần bí tụ tập ở đan hải của hắn. Ngưng tụ thành một tia sáng màu đen bay qua bay lại bên trong đan hải của hắn. Đây là, lực hồng trần. Triệu Bân sững sờ, không thể xác định rõ ràng đó là gì, chỉ biết trong tia sáng màu đen này có ẩn chứa hồng trần khí giống hệt như khí tức mà hắn đã từng nhìn thấy trên hồng trần lộ. Hắn suy đi nghĩ lại. Chẳng lẽ đây là phần thưởng sau khi vượt qua hồng trần lộ sao? Đi ra đây. Hắn động tâm niệm gọi lực hồng trần ra ngoài rồi treo ở trong lòng bàn tay. Thì hắn lại càng cảm thấy nó huyền dị hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, cũng thần bí hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, bên trong tiềm tàng nguồn năng lượng hủy diệt. Vèo. Trong lúc này thì lực hồng trần đã quay trở về đan hải của hắn. Sau đó, đan hải của hắn trở nên vô cùng náo động. Thiên lôi màu vàng, ánh sáng vô lượng màu trắng, thái âm chân khí màu xám, huyền hoàng khí màu tím, lực minh hôn màu đỏ lại thêm vào lực hồng trần màu đen. Bọn chúng đang làm ầm ĩ ở bên trong đan hải của hắn, ngay cả căn nguyên huyết mạch cùng tiên lực toàn thân cũng đều dậy sóng theo bọn chúng, như thể bọn chúng đang rất hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau chơi đùa. Thú vị thật! Triệu Bân lộ ra ánh mắt kỳ quái, mấy đứa này sao lại hoạt bát như vậy? Kiếm Long Uyên của hắn lại càng hoạt bát hơn, nó cũng đi theo vào trong đan hải của hắn sau đó ông chấn động. Hay lắm, nó vừa xông vào thì đã trở thành đại ca,
nó vừa tỏ ra kích động thì các loại năng lượng bên trong đan hải của hắn đã trở nên an phận hơn rất nhiều. Hửm! Không quan sát đan hải nữa, Triệu Bân bất giác ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một đạo kiếm quang đang chém tới, kiếm minh vang lên chói tai. Ông! Kiếm Long Uyên có linh tính, không cần Triệu Bân gọi thì nó đã tự phóng ra khỏi đan hải rồi chắn ở phía trước Triệu Bân đánh bật đạo kiếm quang kia. Nhưng vì thế nó cũng đã bị đánh bật ra rồi rơi vào trong tay của Triệu Bân. Nhóc con, người cũng có vài phần đạo hạnh đó. Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó lại có một bóng người mặc áo tím bay lên không trung. Nhìn kỹ thì hắn nhận ra đó chính là thanh niên áo tím đi chung với Khương Ngữ Nhu ở Khương gia. Triệu Bân đã nghe câu nói cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga từ miệng của hắn ta tận hai lần. Hơn nửa đêm còn gặp hắn ta ở đây, đúng là quá bất ngờ. Dường như kẻ này đã đi theo hắn một đoạn đường rất xa. Hắn ta tất nhiên không đến đây để du sơn ngoạn thủy mà hơn phân nửa là tới giết người cướp của. Giao đào tiên hồn tâm ra đây. Quả nhiên, những lời nói sau đó của thanh niên áo tím đã khẳng định rất rõ suy đoán của Triệu Bân. Ta ăn rồi, Triệu Bân thản nhiên đáp. Vậy thì ta sẽ cắn nuốt cả ngươi luôn. Thanh niên áo tím cười lạnh một tiếng, hắn ta chậm rãi lướt trên không trung. Lúc hiện thân trở lại thì hắn ta đã đứng trong phạm vi cách Triệu Bân chỉ một trượng, sau đó hắn ta ngay lập tức tung ra một trượng mang theo u quang cách không đánh tới. Bên trên trượng ấn còn có bí văn xuất hiện, đó chính là một loại bí văn phong ấn. Triệu Bân chưa động, ngay lập tức triệu hồi lực hồng trần để thử uy lực của nó. Keng! Lực hồng trần vừa phóng ra khỏi cơ thể thì đã ngưng tụ thành một đạo kiếm quang bổ tới. Thanh niên áo tím mất cảnh giác cho nên đã bị trúng chiêu khiến cho cả người choáng váng lui về phía sau mấy bước, tiên lực hộ thể cũng bị chém rách, còn để lại trên ngực của hắn ta một vết thương sâu. Rất hữu dụng. Triệu Bân mỉm cười, có vẻ khá hài lòng. Ngay cả cảnh giới huyền tiên cũng bị nó đả thương, hắn há có thể không hài lòng. Muốn chết. Thanh niên áo tím hừ lạnh một tiếng, không còn kiềm chế nữa, ngay lập tức xốc ra toàn bộ khí thế biến ra một tiên hải. Từ trong thiên hải có một con rồng lớn rít gào xông ra, thân hình của nó vô cùng hùng vĩ, há miệng liền phun ra lôi điện. Triệu Bân bay lên trời, dùng kiếm Long Uyên chém ra một dải ngân hà. Con rồng lớn rít gào thảm thiết, cái đầu cực lớn của nó đã bị chém rơi ngay tại chỗ. Chết đi! Ánh mắt của thanh niên áo tím lóe lên hung quang, giữa ấn đường phóng ra một đạo nguyên thần kiếm. Không hổ là huyền tiên, nguyên thần kiếm của hắn ta xuất ra nhanh như một tia chớp. Nhưng Triệu Bân thậm chí còn không thêm nhìn tới mà đã có thể tung ra một chưởng đánh diệt thanh niên ác tim không cho hắn có cơ hội nghị thờ, ngay lập tức đã lướt tới như một bóng ma, giữa ấn đường của hắn ta còn mở ra con mắt thứ chuẩn bị phóng ba từ bên trong con mắt thứ ba đá ra một tia sáng màu tím thể ánh sáng. Triệu Bân khê quát trong lòng, toàn thân nở rộ ánh hào quang. Thanh niên áo tím lại bị chúng chiêu trở tay không kịp, hai mắt đều bị bôi đen, con mắt thứ ba giữa ấn đường cũng bị thể ánh sáng bôi đen. Tia sáng tím chuẩn bị phóng ra cũng ngay lập tức băng diệt. Ông! Triệu Bân tận dụng triệt để cơ hội này chém bay đầu hắn ta. Nhưng thanh niên áo tím vẫn đứng sừng sững không ngã, giống như một luồng sáng màu tím phi về phía sau, với, cảnh giới huyền tiên có nguyên thần bản mệnh, chỉ cần nguyên thần không bị diệt thì thân thể hoàn toàn có khả năng tái tạo lại. Triệu Bân đuổi sát không buông tha, đối phương còn chưa kịp tung chiêu tiếp theo thì hắn đã tung ra đại chiêu. Đan hải của hắn không ngừng chấn động, thiên lôi, huyền hoàng khí, thái âm chân khí, lực minh hôn cùng ánh sáng vô lượng có sức mạnh vô cùng bá đạo đang phóng ra với tốc độ cực nhanh. Phụt, phụt, cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu. Thanh niên áo tím còn đang bỏ chạy đã liên tiếp bị trúng chiêu và trọng thương, bị thiên lôi chém rớt một tay, bị huyền hoàng khí chém rách lồng ngực, bị thái âm chân khí đâm xuyên qua hạ bộ, bị lực minh hôn chém đứt gân mạch, bị ánh sáng vô lượng chém rớt chân phải. Tàn bạo nhất là sức mạnh của lực hồng trần, nó đã chém đôi cơ thể của hắn ta thành hai đoạn. Chỉ trong một lần đối mặt mà hắn ta đã bị chém thành tám khúc, phần thân còn lại bị cụt chân cụt tay đã rơi xuống đất. Á! Thanh niên áo tím giận dữ giống lên, nguyên thần còn sót lại đang bùng lên như ngọn lửa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao một chuẩn tiên nho nhỏ lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Hắn ta chỉ bất cần một chút mà thân thể đã bị hủy. Chưa bao giờ huyền tiên đấu với tiên nhân lại gặp cảnh thê thảm đến mức này. Phách thiên trảm. Triệu Bân vừa mới quát lên một tiếng thì đã từ trên bầu trời chém xuống một kiếm. Vòm trời ông chấn động, một đạo kiếm quang dài 10 trượng đã được chém ra. Keng.
thanh niên áo tím phóng ra một luồng khí màu tím bổ đôi đường kiếm của Phách Thiên Trảm. Cùng lúc đó hắn ta cũng đã kết ấn niệm chú, sau lưng hắn ta ngay lập tức hiển hóa ra một mặt kính hư ảo cao mấy trượng, toàn thân kính nở rộ ánh sáng. Hắn ta lùi về phía sau mấy bước rồi dần dần nhập vào trong mặt kính. Mặt kính ông ông chấn động lóe ra ánh sáng ngọc. Ngay khi Triệu Bân xông tới nơi thì đã bị luồng ánh sáng từ trên mặt kính chém trở mình. Chu Tiên Quyết. Trong khi bay lộn ngược, Triệu Bân đã chém trả một đường kiếm màu vàng kim. Kiếm minh chói tai vang lên, kiếm quang Chu Tiên Quyết vô cùng sắc bén chém đến mặt kính nhưng chỉ có thể tạc ra một đốm lửa chứ không thể phá hủy nó. Thứ quỷ dị hơn chính là trên mặt kính có phản lực khiến cho đòn công phạt quay trở về với chủ nhân của nó. Triệu Bân mất cảnh giác, lại bị chém ngược đến mức không đứng vững. Thanh niên áo tím nở nụ cười gian ác, hắn ta đánh một chưởng từ bên trong tấm gương ra ngoài, chưởng ấn bộc phát khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, uy thế khổng lồ còn chưa chân chính hạ xuống thì đã nghiền nát một ngọn núi bên dưới. Áp lực này khiến cho Triệu Bân không thể đứng vững nổi, kẻ này không hổ là huyền tiên, mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, mặc dù chỉ là huyền tiên tầng 1 nhưng nội tình vẫn vô cùng hùng hậu. Giống. Triệu Bân mạnh mẽ khai triển thiên cang hộ thể, còn thêm vào thần long vẫy đuôi. Trường ấn khổng lồ ngay lập tức băng diệt, ngay cả thanh niên áo tím cũng gặp phản phệ nghiêm trọng đến mức nguyên thần run rẩy. Hắn ta khó có thể tin một tên tiểu tiên nhân lại có chiến lực khủng bố đến mức này. Phá! Triệu Bân phóng lên trời, đâm tới một kiếm lôi phong. Ngay sau đó một tiếng răng rắc đã vang lên, mặt kính hư ảo bị đường kiếm của hắn xuyên thủng dễ dàng, thanh niên áo tím ẩn thân trong đó cũng bị bức ra ngoài, hắn ta hóa thành một luồng tiên quang bay lên trời bỏ chạy. Chết đi! Trong tay thanh niên áo tím còn có một lá cờ đen mà hắn ta đang kịch liệt vũ động. Ngay lập tức trong thiên địa lại nổi lên cuồng phong, từ trong cuồng phong lại có lôi điện đánh ra ngoài. Triệu Bân vừa xông đến thì đã bị lôi điện đánh trúng, tiên lực hộ thể bị chém rách, trên vai phải còn bị chém ra một vết thương lớn. Diệt! Thanh niên áo tím giận dữ giống lên rồi phất cờ lần nữa. Tốc độ của Triệu Bân vô cùng nhanh, trong chớp mắt hắn đã phi thân tránh được lôi điện, sau đó hắn ta còn phóng ra một luồng ánh sáng vô lượng chém thanh niên áo tím bay về phía sau mấy trăm trượng. Ngọn cờ lớn kia cũng bật ra khỏi tay hắn ta rồi rơi xuống, chỉ có quỷ mới biết được nó nặng đến bao nhiêu mà đã nghiền nát cả một ngọn núi. Ngươi chờ đó cho ta. Thanh niên áo tím lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn chỉ để lại một lời rồi lại xoay người chạy trốn. Hắn ta đã bị đánh thành bộ dạng này, không chạy thì còn có thể làm thế nào nữa. Dù sao giờ phút này hắn ta chỉ còn lại trạng thái nguyên thần, không có thân thể để chống đỡ nguyên thần, chiến lực suy giảm trầm trọng. Bây giờ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Mà chuyện chủ yếu chính là tên tiểu tiên nhân này so với tưởng tượng của hắn ta lại càng khó chơi hơn, phải nhanh chân bỏ chạy mới là chính đạo. Đợi hắn ta quay lại. Đợi hắn ta báo cáo chuyện này về sư môn thì nhất định có thể băm vằm đối phương thành ngàn mảnh. Đi đâu? Triệu Bân nhanh như chớp đuổi sát không buông. Thanh niên áo tím đã đoán trước được chuyện đó, hắn phất tay ném ra một lá bùa nổ cấp tiên khiến nó nổ tung trên bầu trời. Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Triệu Bân, hắn không hề né tránh mà còn mạnh mẽ xông tới. Ngươi, thanh niên áo tím biến sắc, tên này là quái thai ở đâu xuất hiện vậy? Triệu Bân ngay lập tức chém ra nguyên thần kiếm đáp trả. Một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, thanh niên áo tím bị chém trúng một kiếm liền rơi xuống chấn sập một ngọn núi trong rừng, nhưng hắn ta còn chưa kịp đứng lên thì đã thấy một trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đó chính là chiêu thức thiên thủ đại la của Triệu Bân. Một trưởng liền chấn áp được đối phương. Ta là đệ tử của Vấn Thế Thiên Tông, người dám giết ta? Thanh niên áo tím giống lên, hắn ta thật sự không ngu ngốc, vẫn còn biết thế lực đang chống đỡ sau lưng mình là ai. Triệu Bân cũng lười nói nhảm với hắn, hắn đặt một tay lên đỉnh đầu của hắn ta rồi mạnh mẽ thi triển thuật soát hồn. Đáng tiếc, thuật soát hồn không có hiệu quả đối với thanh niên áo tím. Hoặc là nói trên nguyên thần của thanh niên áo tím có cấm chế. Triệu Bân không tìm ra được bí mật hữu ích nào cho nên đã hành hạ hắn ta đến chết đi sống lại, nguyên thần hư ảo vặn vẹo, lực nguyên thần tinh thuần chậm rãi sói mòn giống như đổ máu. Kiếp sau đừng có mà đi gây sự với những người không nên dây vào. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi lại phóng ra nguyên thần kiếm. Thanh niên áo tím vừa mới hoàn hồn thì đã bị một kiếm chém chết, thậm chí còn không kịp thét lên thảm thiết thì đã bị tiễn thẳng xuống suối vàng, chết trong phiền muộn. Hắn ta đường đường là huyền tiên mà lại bị một tiểu tiên nhân giết chết. Răng rắc. Trong đại điện của Vấn Thế Tiên Tông đã có một khối ngọc bài vỡ vụn.
đó là ngọc bài của thanh niên áo tím, trên ngọc bài có dấu vết nguyên thần của hắn ta. Người chết, thì ngọc bài vỡ vụn. Sao lại chết một người rồi? Hai vị trưởng lão canh giữ ngọc bài nhíu mày. Mới chỉ mấy ngày mà hai đệ tử ngoại môn đã chết. Vèo, có người vừa lướt vào đại điện. Đó là một đệ tử có mái tóc bạc đổ dài như thác, một thân y phục trắng phiêu diêu, quanh thân còn có dị tượng hiển hóa, nhìn sắc phóc liền biết đây là người có huyết mạch đặc biệt, tu vi huyền tiên tầng 8. Hắn ta là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông, Lương Khâu. Bái kiến thánh tử, hai vị trưởng lão đều hành lễ. Lại chết thêm một người rồi sao, Lương Khâu vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn khối ngọc bài vỡ vụn kia. Đây đã là người thứ hai rồi. Là đệ tử bị phái đi chỗ nào? Để lão phu tra rõ, vị trưởng lão thứ nhất cầm lên một quyển danh sách, bên trên có rất nhiều tên của các đệ tử ngoại môn, ghi lại rõ ràng tu vi cùng nơi được phái đến. Sau vài giây thì lão ta đã đưa ra câu trả lời. Tất cả đều đi về thành Nam Thiên. Như thế thì ta sẽ tự mình đến đó, Lương Khâu thản nhiên nói một tiếng. Chuyện tầm thường này không đáng để thánh tử đích thân ra mặt, trưởng lão thứ hai vội vàng nói. Thánh tử ta làm việc còn cần ông phải nhắc nhở hay sao, Lương Khâu lãnh đạm nói rồi biến mất nhanh như gió. Dạo ai cái khỉ gì, trưởng lão thứ hai thầm mắng trong lòng. Thánh tử đến thành Nam Thiên là để cầu hôn, một trưởng lão khác nói. Cầu hôn? Là tiểu nha đầu Khương ra đó. Chuyện này thật thú vị. Sau khi nói vài câu thì hai vị trưởng lão liền lần lượt cầm quyển danh sách lên. Vấn Thế Tiên Tông đã chết hai đệ tử, họ cũng phải lập danh sách. Nếu như Triệu Bân có ở đây thì mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ bởi vì hai đệ tử đó đều bị hắn tiêu diệt. Nhắc đến Triệu Bân thì hắn đã thu thập xong chiến lợi phẩm rồi rời khỏi chỗ đó, hắn chui vào một hang động rồi mới lấy ra túi trữ vật của thanh niên áo tím, bên trong ngoại trừ một thanh tiên kiếm thì chỉ có một ngọn cờ lớn màu đen cùng 2-3 lá bùa và 700-800 viên tiên thạch. Người ở đây, ra ngoài không mang theo tiền hay sao? Triệu Bân hít sâu một hơi, hắn cho rằng giết một huyền tiên sẽ kiếm được không ít tài sản nhưng vài ba thứ này còn chưa đủ phí công phu của hắn. Nhưng nếu như hắn muốn bắt cóc tống tiền thì cũng không được, nơi này là tiên giới, thuật triệu hoán ngược của hắn sử dụng ở đây chẳng có tác dụng gì. Lão đại, Long Uyên rất tự giác bay vòng quanh thanh tiên kiếm kia. Nó là của ngươi. Triệu Bân mỉm cười, tùy ý phất tay. Chủ nhân đã lên tiếng thì Long Uyên tất nhiên là không khách khí, kiếm thể run lên nở rộ ánh sáng rồi mạnh mẽ cắn nuốt thanh tiên kiếm. Tiên kiếm đã trở thành chất dinh dưỡng của nó, chỉ có điều có nhiều đó thì nó ăn vẫn chưa đủ no. Thứ này rất tốt. Triệu Bân cầm ngọn cờ lớn màu đen lên, lật qua lật lại xem xét. Thứ này đúng là bảo bối, nhìn bí văn khắc trên nó chắc chắn là của một loại trận pháp cổ xưa, sau khi truyền vào tiên lực thì có thể xuất ra lực hủy diệt, chỉ có điều hắn cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, chủ yếu là bởi vì dùng không tiện tay. Đợi khi hắn quay về thành Nam Thiên thì hắn sẽ mang nó đến chợ đêm để bán. Có thể bán được giá tốt. Sau khi cất ngọn cờ lớn màu đen vào trong thì hắn lại mang theo kiếm Long Uyên ra khỏi hang động. Ban đêm trong rừng tối tăm mù mịt, cây cối núi non che khuất không lọt ra một tia sáng nào. Hắn tìm đường đi thẳng vào sâu bên trong, đó là một nơi rất tốt để làm nhiệm vụ, hắn có thể ngửi được huyết tinh khí, chính là khí tức của yêu thú vô cùng bạo ngược, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy được những tiếng gầm rít. Không lâu sau, hắn đã đụng phải một yêu thú khổng lồ. Đó là một con rết khát máu toàn thân đen xì, hình thể cực kỳ khổng lồ, hai con mắt lớn lóe ra u quang quỷ quyệt, trong cái miệng lớn của nó còn có vô số thi thể, hơn phân nửa đều là những tiên nhân đi làm nhiệm vụ bị giết chết, đã không thể bắt được nó mà còn trở thành bữa ăn của nó. Làm việc theo năng lực. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Như con rết này thì tiên nhân đỉnh phong nhìn thấy cũng không dám trêu chọc vào. Giống. Con rết khát máu phun mấy thi thể ra rồi nhìn chằm chằm Triệu Bân, hung quang trong mắt nó lại lóe lên càng lúc càng dữ tợn, dường như nó đã nhận ra tiểu tiên nhân này là một món ăn ngon, khí huyết của hắn vô cùng tinh thuần, hơn nữa sinh mệnh của hắn cũng rất mạnh mẽ. Nghĩ là làm. Con rết khát máu xông tới nhanh như chớp, cái đầu lớn từ trong rừng phóng tới rồi há miệng phun ra một tia máu. Triệu công tử thì triển bước phong thần thoải mái tránh né, sau đó lại chém ra một đạo nguyên thần kiếm. Giống. Tiếng giống thảm thiết đột nhiên vang lên. Nguyên thần của con rết bị trọng thương, ánh mắt của nó trông vô cùng kinh hãi, đối phương chỉ là một tiểu tiên nhân thì sao có thể công phạt bá đạo đến như vậy. Nguyên thần kiếm màu vàng của tiểu tiên nhân này thực sự quá đáng sợ.
con rết ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Triệu Bân tất nhiên là không buông tha cho nó, hắn lại chém ra một đạo nguyên thần kiếm nữa. Con rết khát máu vừa giống lên một tiếng thì đã ngã xuống đất, thi thể vẫn được bảo toàn nguyên vẹn còn nguyên thần thì đã bị đánh tan tác. Đứa thứ nhất, Triệu Bân phất tay đưa nó vào trong chiếc nhẫn ma. Dưới ánh sao mờ ảo, hắn lại tiến sâu hơn vào rừng, thần thức liên tục tản ra, còn có đại địa linh chú phụ trợ, đi tới đâu cũng không ngừng cảm nhận. Trong lúc đó hắn đã bước vào một lãnh địa mới, đó là lãnh địa của một con nhện máu, không ngờ nó lại tránh được cảm nhận của hắn mà từ trong bụi cây há miệng phóng ra ngoài. Còn dám đánh lén ta? Triệu Bân dùng hồn ngự lực hồng trần chém tới. Con nhện máu không kháng cự nổi, suýt chút nữa bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Triệu Bân ngay lập tức phóng ra thêm một luồng huyền hoàng khí chém chết nó. Đứa thứ hai. Triệu Bân bước tới rồi đặt con nhện máu vào trong chiếc nhẫn ma. Hắn đúng là rất may mắn, đã diệt được hai con yêu thú mà còn tìm được một gốc linh thảo không tồi, đó cũng là một trong số những nhiệm vụ, con yêu thú bảo vệ gốc linh thảo này đã bị hắn đánh gục chỉ trong vài chiêu. Màn đêm u ấm vì hắn mà nhuộm đỏ, càng tiến vào sâu trong rừng thì tiếng gầm rốn của yêu thú càng vang lên dữ dội, yêu thú bên trong cũng càng lúc càng hung tàn hơn so với bên ngoài, lại khổng lồ hơn so với bên ngoài, tất nhiên là không ít yêu thú khó chơi, cũng có nhiều yêu thú có chiến lược hung hãn hơn hắn. Nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì áp lực.